chương 1900, không chỉ như vậy. Vô dụng, tiểu tử, kiếm thuật của ngươi đủ hung ác, đổi lại thất nguyên thần quân, thật đúng là khả năng lật thuyền trong mương, có thể là, ta đã là đến nửa vòng tròn thần quân cảnh giới. Phó Viễn Hạm nhe răng cười một tiếng, trực tiếp giết ra. Ta cũng không nói, cái này một kiếm liền muốn ngươi mệnh a. Oanh, liền xem Phó Viễn Hạm song chùy trực tiếp nghênh tiếp kiếm ảnh, giờ phút này, đại địa rung động ầm ầm, một cái bóng mờ, từ trên trời giáng xuống, phịch một tiếng, đem Phó Viễn Hạm cả người bao quát trong đó. Vạn tượng tháp, chân áp, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đạo tháp ảnh, tại lúc này nháy mắt hạ xuống tới. Chính là vạn tượng tháp, cái này vạn tượng tháp, chính là Thanh Loan kiếm thần dùng hết suốt đời tâm huyết kiến tạo, dùng cái này tháp đến chuẩn bị đột phá tổ thần cảnh giới, ngưng tụ thành chính mình thân ngoại hóa thân. Bất quá ngàn vạn năm đến, tháp này gặp hủ hóa, hiện tại chỉ có thể xưng là một kiện vương cấp thần khí. Nhưng là cho dù là vương cấp thần khí, có thể thi triển vạn tượng hư trận, đầy đủ mục vân đối phó Phó Viễn Hạm. Sau 10 ngày, chính là lục đại tông môn xuất phát thông thiên lĩnh. Hắn hiện tại không thể tiêu hao tinh huyết, đến dùng bí kỹ chém giết Phó Viễn Hạm, vẻn vẹn là kiếm thuật, uy lực không đủ. Cái này vạn tượng tháp, ngược lại là bị hắn vắng vẻ không ít thời gian. Hôm nay, vừa vặn phát huy được tác dụng. Giờ này khắc này, Phó Viễn Hạm bị vạn tượng tháp trực tiếp cầm cố lại, cả người lâm vào đến huyễn trận bên trong, triệt để mê thất bản thân. Chỉ bất quá cái này muốn làm thịt, vẫn tương đối cực khổ. Nhưng là Mục Vân cũng không nóng nảy, mấy ngày thời gian. Đầy đủ hắn đem cái này Phó Viễn Hạm làm thịt. Nhìn chung quanh, Mục Vân không có dừng lại, trực tiếp phi thân rời đi. Chỉ là đột nhiên, Mục Vân thân ảnh lao vùn vụt mà ra trong nháy mắt, lại là cảm giác được, một cỗ đến từ chính mình xương ngọn nguồn sinh tử cảm giác, tự nhiên sinh ra. Cơ hồ là trong một chớp mắt, cả người hắn, lập tức ngạnh sinh sinh không thể tưởng tượng nổi chuyển một tấc. Vụt, trong chốc lát, hắn vừa rồi vị trí, mặt đất lập tức xuất hiện một đạo lớn bằng ngón cái động khe. Công kích kia, nhìn yếu ớt, có thể là Mục Vân có thể dò xét đến, đạo này công kích, trực tiếp xâm nhập đến lòng đất khoảng chừng hơn vạn mét. Một kích trực tiếp công kích lòng đất vạn mét, mà lại có thể như thế tinh chuẩn lực khống chế lượng, sử dụng lực lượng không có phân tán một phân một hào, người này là ai? Mục Vân cả người nhìn xem bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. À, mà giờ khắc này, một đạo tiếng kinh hô vang lên, trong bóng tối, kia một thân ảnh, phảng phất là hết sức kinh ngạc. Mục Vân thế mà là tránh thoát hắn công kích. Ngươi là ai? Mục Vân mở miệng nói, vì cái gì vô duyên vô cớ ra tay với ta? Tiểu tử, thanh âm khàn khàn vang lên, cười nói, vạn tượng tháp, chính là Thanh Loan kiếm thánh tốn hao cả đời tâm huyết ngưng tụ, Thanh Loan kiếm thánh bỏ mình, tháp này biến mất trên vạn năm lâu, ngươi là thế nào đạt được? Vãn bối may mắn gặp được, ồ, may mắn, kia thanh âm khàn khàn, hiển nhiên là đi qua xử lý. Ta ngược lại là muốn nhìn. Người đến cỡ nào may mắn? Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, lập tức, hư không phía dưới, lại là một đạo công kích rơi xuống. Hỏng bét, Mục Vân giờ phút này sắc mặt trắng bệch, một kích này, còn chưa tới thân trước, có thể là loại kia cường hoành đến cực hạn bộc phát, đã là để hắn cảm giác được nguy cơ sinh tử. Cơ hồ là không có chút do dự nào, Mục Vân trực tiếp điều tiết trong cơ thể mình tinh huyết. Tinh huyết tại lúc này, ngưng tụ thành một đạo máu chảy, tràn vào đến bụng mình huyết hạch bên trong. Huyết tinh bảo, nội tâm quát khẽ một tiếng, Mục Vân trực tiếp đem huyết tinh đẩy ra. Hiện nay mới thôi, huyết tinh bảo, có thể nói là hắn sau cùng át chủ bài, uy lực gần với đại tác mệnh thuật. Chỉ bất quá hắn hiện tại đến ngũ nguyên thần quân, chỉ có vạn năm thọ mệnh, đại tác mệnh thuật, trừ phi là chết chắc, nếu không vạn không thể dùng. Oanh, trong khoảnh khắc, kia huyết tinh trực tiếp nổ bể ra đến, lực lượng mạnh mẽ, tác động đến ra, trong khoảnh khắc. Toàn bộ thiên địa ở giữa, ẩn chứa mênh mông mùi máu tươi. Mục Vân không nói hai lời, Chu Tiên Đồ Quyển mang theo chính mình nguyên thần, trong nháy mắt trốn xa. A, à, không bao lâu, một thân ảnh, chậm rãi hạ xuống tới. Tiểu tử này, thế mà vận chuyển huyết mạch chi lực, chẳng lẽ là... Lão giả biến sắc, cũng là vội vã rời đi. Mà lúc này giờ phút này, một bên khác, Mục Vân lại là tăng tốc bước chân, thu liễm nguyên thần, trốn xa nơi đây. Phốc, đột nhiên. Một ngụm máu tươi phun ra, Mục Vân cả người sắc mặt trắng bệch. Huyết tinh bạo bản thân chính là dùng hắn toàn bộ tinh huyết hội tụ tại thiên la huyết hạch bên trong, tiến hành mãnh liệt đè ép, sau đó vỡ ra. Cử động lần này bản thân tiêu hao chính là cực lớn. Lại thêm cái kia không biết đạo là ai công kích, sử dụng thân thể của hắn nhận cực lớn phụ tải. Loại này phụ tải, lại thêm hắn vừa rồi một mệnh lao vụt,
hiện tại rốt cuộc áp chế không nổi, trực tiếp bắn ngược trở về. Lực lượng mạnh mẽ, một đạo thắng qua một đạo, cho người ta một loại cực mạnh mẽ lực bắn ngược. Mục Vân giờ phút này không thể không dừng lại, nhìn thấy phía dưới sơn mạch, vọt thẳng nhập trong đó. Một quyền ném ra một đạo động khe, Mục Vân phi thân mà vào, đem cửa hang gắt gao ngăn chặn, trực tiếp khoanh chân ngay tại chỗ. Là ai? Mục Vân giờ phút này trong lòng kinh hãi không thôi. Vừa rồi cái loại cảm giác này, để hắn không chỗ che thân. Thậm chí hắn có thể cảm giác được, thanh âm khàn khàn kia chủ nhân nếu là muốn đuổi theo, trực tiếp chính là có thể đuổi kịp hắn. Dù không biết lão già cuối cùng vì cái gì dừng tay, có thể là hiển nhiên, người kia cũng không phải nghĩ đưa hắn vào chỗ chết, càng nhiều, tựa hồ là một loại thăm dò. Mục Vân giờ phút này không có dư thừa ý nghĩ, trực tiếp ngồi xuống, nguyên thần tại Chu Tiên Đồ bên trong, đứng yên định. Thời gian từ từ trôi qua, Mục Vân thân thể bên trong, thương tích dần dần bắt đầu khôi phục. Mà giờ khắc này, lão giả kia thân ảnh, xuất hiện tại Phong Vẫn Thành một gian tử lâu bên ngoài gian phòng. Tiểu thư, tiến đến, nhẹ nhàng thanh âm vang lên, lão giả đẩy cửa vào. Vũ lão, như thế nào? Thuộc hạ đã điều tra, kẻ này, chính là đến từ Nam Trác vực thập bát châu quận bên trong, bất quá, tiểu thư đối với người này, nhất định hết sức kinh ngạc. Ồ, nói nghe một chút, tuổi trẻ nữ tử cười nhạt nói. Kẻ này tên là Mục Vân, chính là hạ giới phi thăng giả, đến thập bát châu quận, tốn hao không đến thời gian 4 năm, nhất thống Nam Trác vực thập bát châu quận, thành lập một cái viêm minh, hiện tại quản lý ngay ngắn rõ ràng. Về sau kẻ này bái nhập kiếm thần tông bên trong, thành vì đệ tử ngoại tông, có thể là tiếp xuống, càng là kỳ quái, kẻ này thế mà trợ giúp kiếm thần tông lão tông chủ Trác Viễn Hàng tránh thoát cầm tù, vận dụng thực lực cường đại. Đem toàn bộ kiếm thần tông túi giữ tại tay, mà lại còn dư tam đại tông môn đều là thần phục. Ngược lại là một cái bầy mưu nghĩ kế người trẻ tuổi. Tuổi trẻ nữ tử cười nhạt nói. Không chỉ như vậy, Vũ lão lần nữa nói, hắn phi thăng thần giới, bất quá hư thần sơ kỳ, mà bây giờ chính là ngũ nguyên thần quân, từ hư thần đến chân thần, địa thần, thiên thần, thần quân, năm cảnh giới lớn này, hắn tốn hao không đến thời gian 10 năm. Tuổi trẻ nữ tử lần này, sắc mặt ngạc nhiên. Không đến thời gian 10 năm, hư thần đến thần quân, đây quả thực là có thể so với chúng ta chiêm tộc bên trong đỉnh cấp thiên tài. Tuổi trẻ nữ tử kinh ngạc nói, hơn nữa còn không thôi. Nàng tộc bên trong thiên tài đứng đầu, cái nào không phải tốt nhất thần đan diệu dược cùng đạo sư chỉ đạo, có thể là Mục Vân, lại là bằng vào chính mình. Kẻ này, chính là nhân trung long phượng. Tuổi trẻ nữ tử cười nói, không tệ, không tệ, lần này đi tới thông thiên lĩnh bên trong, nhìn xem ra hỏa này như thế nào. Nếu như có thể mà nói, thu nhập đến chân vũ học viện, hảo hảo tài bồi. Tiểu thư, Vũ lão giờ phút này lần nữa nói, có thể là kẻ này, rất kỳ quái. Kỳ quái, Vũ lão lần nữa kể rõ lên, hắn ra tay với Mục Vân thời khắc. Huyết mạch, tuổi trẻ nữ tử sắc mặt càng là ngạc nhiên. Nàng tự nhiên là biết, toàn bộ thần giới, có thể vận chuyển huyết mạch chi lực, chỉ có thập đại thần tộc, 10 gia tộc lớn nhất thâm căn cố dễ, nhưng là môn hạ tử đệ hậu bối, đều là tại bí giới bên trong. Không có khả năng bị ném bỏ tại địa phương này. Mặc dù ngươi đem thế lực áp chế ở thần vương cảnh giới, ra tay với hắn, có thể là hắn đã có thể tránh thoát, nhất định có đặc thù chỗ, ta đối với người này, càng ngày càng hiếu kỳ. Tuổi trẻ nữ tử lần nữa nói, hảo, tạm thời mặc kệ cái này Mục Vân, lần này thông thiên lĩnh bên trong, phong ấn chính là một tôn viễn cổ cự ma, cái này viễn cổ cự ma, tên là Mạn Đà La. Ta lần này mời Vũ lão đến, cũng là vì cái này Mạn Đà La. Cái này Mạn Đà La, không phải đơn giản ma đầu, thân thể của hắn ẩn chứa vô thượng tiềm năng, khá có diệu dụng. Nói cho cùng, tên ma đầu này, còn là năm đó mục tộc thái tử tại thần vương cảnh giới sở phong ấn tại thông thiên lĩnh bên trong. Thần vương cảnh giới, liền có thể phong ấn thần hoàng cảnh giới ma đầu. Vũ lão giờ phút này rất là kinh ngạc, tam hồn thần vương, thất phách thần hoàng, mỗi một tầng cảnh giới, có thể là một cái thiên đại chênh lệch. Mục tộc thái tử. Năm đó không người có thể nhìn theo bóng lưng, hắn thủ đoạn, không phải chúng ta có thể minh bạch. Tuổi trẻ nữ tử lần nữa nói, cho mời Vũ lão đến đây, cũng là bởi vì ta lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, dù sao ta hiện tại chỉ là tam hồn thần vương cảnh giới, đối tại thần hoàng, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Tiểu thư khách khí, lão hủ có thể vì tiểu thư hiệu lực, mới là vinh hạnh. Tuổi trẻ nữ tử cười nói, bất quá nói thật, khoảng cách chuyện kia phát sinh qua đi, vạn năm nhiều thời gian nữa nha. Vị kia tiền nhiệm không ai bì nổi thiên chi kiêu tử, lại là hiện tại thành trong miệng mọi người kiêng kỵ nhân vật. Đúng vậy à, Vũ lão giờ phút này cũng là cảm thán nói, nhưng là nói cho cùng,
ai bảo hắn là cửu mệnh thiên tử đâu, cái này một cái truyền thuyết bên trong số mệnh, năm đó có một người, thành vì cửu thiên thập địa đại chúa tể, mà cuối cùng cũng là đạo tiêu bỏ mình. Cửu đại thần tộc, tự nhiên là không cho phép mục tộc bên trong, xuất hiện như vậy một cái đỉnh phong nhân vật. Vũ lão nói, chính là đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu a. Tuổi trẻ nữ tử cười nói, bất quá, người này, đúng là khoáng cổ thước kim nhân vật, một người một kiếm, quét ngang cửu thiên, nhân tộc ta bên trong, lại vô năng đủ sinh ra cùng hắn tranh nhau phát sáng nhân vật. Mục Vân, tuổi trẻ nữ tử thì thào nói nhỏ, hai thân ảnh, trùng điệp cùng một chỗ. Không có khả năng, hắn đã sớm chết, làm sao có thể là hắn? Tuổi trẻ nữ tử không ngừng lắc đầu. Ông, mà ngay tại giờ phút này, tuổi trẻ nữ tử bên hông, một mai ngọc bội, đột nhiên quang mang lấp lóe. Vũ lão giờ phút này lui ra, tuổi trẻ nữ tử bàn tay vung lên, thân trước một thân ảnh xuất hiện. Kia là một đạo huyễn ảnh, nhưng lại là giống như người thật sáng tỏ rõ ràng. Ca, đạo này thân ảnh, nhìn ước chừng 23-24, chính là thanh niên thời gian, một thân trường sam màu xanh lam, đầu đội bảo quan la ngọc, hai tay phụ về sau, một đôi mắt phượng, rất là mê người. Hảo ngươi cái Chiêm Hân Di, còn biết ta người ca ca này a? Thanh niên lập tức chỉ tuổi trẻ nữ tử, mắng, lần này mình đi ra ngoài, còn đem chân vũ học viện viện trưởng lão võ đầu đeo, ngươi muốn làm cái gì? Ca, ta bất quá là đến thiên cơ các cái này, muốn nhìn một chút thông thiên lĩnh bên trong cái kia ma đầu. Tiểu nhi tử, đừng cho là ta không biết, ngươi là muốn thông qua kia Mạn Đà La, tăng lên tới thần hoàng cảnh giới đúng không? Thanh niên cười hì hì nói, hảo hảo, ca ca nhìn ngươi đủ cố gắng, không trách cứ ngươi, bất quá ngươi tranh thủ thời gian trở về. Phụ thân nếu là biết ngươi vụng trộm chuồn đi, không đập nát cái mông của ngươi mới là lạ. Ca, Chiêm Hân Di dậm chân, sắc mặt hồng hào. Chương 1901, Lục Đại Tông Môn Tề Tụ. Ha ha, thanh niên cười ha ha, lập tức mở miệng nói, đi đi, chính ngươi chú ý an toàn, có lão võ đầu tại, ta cũng yên tâm, lão già này, tốt xấu làm trên vạn năm chân vũ học viện viện trưởng, còn là có chút tài năng. Chú ý an toàn, biết sao? Biết. Thanh niên lời nói rơi xuống, thân ảnh tiêu tán. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiêm Hân Di giờ phút này lại là thở ra một hơi. Đại ca hiện tại cũng là thần chủ cảnh giới, ta còn tại thần vương, chênh lệch quá lớn, lần này, nhất định muốn thành công. Chiêm Hân Di lẩm bẩm ở giữa, nhìn ngoài cửa sổ. Có thể vận chuyển huyết mạch chi lực, mà lại tiến cảnh thần tốc, ngươi cùng hắn, quả thực là giống nhau như đúc, có thể là... Huyết mạch của ngươi thiên phú là cái gì, thật chẳng lẽ là... Mục tộc người, yếu ớt lời nói, truyền lại hướng phương xa, biến mất không thấy gì nữa. Đêm khuya, nguyệt quang tiêu tán, Mục Vân thân ảnh, trong sơn động, không nhúc nhích. Khụ khụ, đột nhiên, một đạo khụ khụ tiếng vang lên, Mục Vân một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt hồng nhuận không ít. Kỳ quái, Mục Vân giờ phút này quả nhiên là cảm giác kỳ quái. Ban đầu, hắn cảm giác thân thể bên trong bất ổn. Cơ hồ là ngũ tạng lục phủ, lang bạt kỳ hồ, nhưng là bây giờ, thân thể bên trong thương tích, lại là dần dần biến mất, thay vào đó, thân thể của mình, thế mà là trở nên càng thêm thư sướng. Phảng phất là người xuất thủ kia, kích thương hắn trong cơ thể, nhưng lại là đem hắn thân thể nội ẩn nhanh đánh ra. Loại cảm giác này, mười phần kỳ diệu, người này đến cùng là ai, không phải muốn giết ta, ngược lại là giúp ta một tay. Mục Vân âm thầm ngạc nhiên, đã như vậy, vừa vặn. Có thể dựa vào Phó Viễn Hạm một thân tinh khí, trợ giúp ta tăng lên tới lục nguyên thần quân cảnh giới. Mục Vân hạ quyết tâm, lần nữa hai mắt nhắm lại. Thời gian từ từ trôi qua đi tới 9 ngày thời gian, Mục Vân hai mắt, lần nữa mở ra. Một cỗ hùng hồn khí tức, trực tiếp lan tràn ra. Lục nguyên thần quân cảnh giới. Mục Vân mỉm cười, nhãn bên trong một vòng tinh mang lấp lóe. Phó Viễn Hạm, không hổ là bát nguyên thần quân, dù là toàn thân tinh khí. Hắn chỉ có thể cắn nuốt đến 1/2, có thể là loại này đề thăng, cũng có thể nói là cường đại. Nên trở về đi, Mục Vân lẩm bẩm một tiếng, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Lục Nguyên Thần Quân, cùng Ngũ Nguyên Thần Quân, có thể nói là hai đạo hoàn toàn khác biệt khảm. Đổi lại nói, hắn tại Ngũ Nguyên Thần Quân, vận dụng vạn tượng tháp, dẫn Phó Viễn Hạm tiến vào vạn tượng hư trận bên trong, dùng huyễn tượng đem hắn chém giết. Đây là bởi vì hắn muốn dùng tự thân cảnh giới thực lực chém giết Phó Viễn Hạm, khó. Bát Nguyên Thần Quân, có thể nói là Ngũ Nguyên Thần Quân gấp trăm lần cường đại. Nhưng là bây giờ đến Lục Nguyên Thần Quân cảnh giới, hắn lại là có thể trực tiếp xuất thủ, dựa vào kiếm thuật,
chém giết Phó Viễn Hạm đều không phải vấn đề. Có thể nói, hắn hiện tại, nguyên thần cường đại, nhục thân cường tráng, so ngũ nguyên thần quân đề cao không chỉ gấp 10 lần. Thở ra một hơi, Mục Vân nhìn về phía trước, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Phong Vẫn Thành, Hắc gia bên trong. Hắc Viễn một mặt cấp thiết, Hắc Viễn, vì cái gì công tử đến bây giờ còn không có trở về? Trác Viễn Hàng sắc mặt âm trầm, khẽ nói, ta khuyên ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, nếu là công tử đã xảy ra chuyện gì, ta người thứ nhất giết ngươi. Ta cũng không biết a. Hắc Viễn giờ phút này cũng là gấp gáp cực kỳ. Ngày đó ta nói cho Phó Viễn Hạm hành tung, công tử liền đi ngăn cản, ta còn nói, có muốn hay không ta cùng hắn cùng nhau đi tới, nhưng là bây giờ. Bát Nguyên Thần Quân cảnh giới, dùng công tử thực lực, có thể đối phó, trừ phi. Nhậm Thiếu Long lời nói một trận, nhìn về phía Hắc Viễn, khẽ nói, trừ phi là không chỉ Phó Viễn Hạm một người. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người nhìn về phía Hắc Viễn ánh mắt, đều là đầy mang sát cơ. Ta, Hắc Viễn giờ phút này quả nhiên là cảm giác, chính mình như thế nào cũng rửa không sạch. Có thể là Mục Vân thế nào đến bây giờ còn không có trở về. Chẳng lẽ là bị Phó Viễn Hạm, các ngươi đang nói cái gì? Mà ngay tại giờ phút này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Viện bên trong, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, một thân ảnh giờ phút này xuất hiện. Công tử, nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, mấy người lập tức đi lên phía trước, nhẹ nhàng thở ra. Đang thảo luận ngươi vì cái gì còn không có xuất hiện, sợ ngươi chết rồi. Tiêu Doãn Nhi cười nói, ta có dễ dàng chết như vậy sao? Mục Vân lại là lần nữa nói, hảo, nên xuất phát thật sao? Hắc Viễn giờ phút này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mục Vân nếu là xảy ra chuyện, mấy người này, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắc Viên Ngọc, ngươi làm lần này tiểu đội trưởng, hiểu chưa? Vâng, phụ thân, Hắc Viễn thân là Tử Tiêu Tông phó đường chủ. Có thể dẫn đầu 10 vị thuộc hạ của mình đi theo Tử Tiêu Tông đi tới Thông Thiên Sa Mạc. Mục công tử, lần này chúng ta trực tiếp đi tới Thông Thiên Sa Mạc, Lục Đại Tông Môn hội tại Thông Thiên Sa Mạc cửa vào tụ tập, đến thời điểm Lục Đại Tông Môn võ giả cùng một chỗ tiến nhập Thông Thiên Sa Mạc, tìm Thông Thiên Lĩnh di chỉ. Cho nên chúng ta hiện tại trực tiếp đi tới Thông Thiên Sa Mạc là đủ. Tốt, 11 người đội ngũ xuất phát, đi tới Thông Thiên Sa Mạc. Thông Thiên Sa Mạc. Vị trí tại Lục Đại Tông Môn bên trong Tư Đồ gia tộc phụ cận, vừa vặn khoảng cách cái khác Ngũ Đại Tông Môn khoảng cách tương xứng. Liên tiếp 10 ngày đi đường, đám người rốt cục đến Thông Thiên Sa Mạc bên ngoài. Phía trước, vừa mắt chỗ, một mảnh hoàng sa, trong lúc mơ hồ, tiếng gió rít gào, ánh nắng phản xạ, khô nóng khí tức, đập vào mặt. Mà giờ khắc này, Mục Vân đám người chính là dừng ở sa mạc biên giới xanh hóa bãi phía trên. Giờ này khắc này, cái này sa mạc cửa vào. Lần lượt từng thân ảnh tụ tập, nhìn kỹ lại, chỉ ít có hơn vạn người. Đây đều là muốn đục nước béo cò người, chân chính Lục Đại Tông Môn võ giả, còn chưa tới đâu. Hắc Viễn mở miệng nói. Hắc Viễn, mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng la vang lên. Liêu huynh, nhìn người tới, Hắc Viễn trước nhiệt tình chào hỏi. Hắc Viễn huynh, xem ra đến rất nhanh a. Kia một thân trường bào màu xanh lam nam tử, nhìn thấy Hắc Viễn, gật đầu cười nói. Liêu huynh cũng không chậm a. Hắc Viễn cười ha ha nói, thế nào, tông chủ còn chưa tới sao? Đã đến, các vị tông lão đều tại cùng tông chủ nghị sự, lần này, chúng ta có hoàn toàn chắc chắn, tìm tới Thông Thiên Lĩnh chỗ, tông chủ nhất định phải nghiêm ngặt vải khống, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên a. Thì ra là thế, hai người câu được câu không trò chuyện, không bao lâu, Hắc Viễn chính là trở về. Người này tên là Liêu Hoa Nguyên, chính là một đường chi chủ, cùng ta chính là cộng tác. Hắc Viễn đơn giản giảng thuật. Lại nói, Tử Tiêu Tông đã đến, xem ra những tông môn khác cũng nhanh. Bá bá bá, mà ngay tại giờ phút này, trên bầu trời, từng đạo minh mông hư ảnh trượt xuống, lần lượt từng thân ảnh, giờ này khắc này xuất hiện buông xuống. Những người kia toàn bộ thân mang bạch sắc đan sư bảo phục, nhìn từng cái phong độ nhẹ nhàng, khí tức thuần khiết, mà lại trên trán, mang theo ngạo nhân chi sắc. Là Thiên Dược Đảo người. Hắc Viễn mở miệng nói, Thiên Dược Đảo thịnh gia đan sư, đảo chủ Dược Phong. Chính là một vị lục tinh thần đan sư, khai tông lập phái, tại lục tông địa bàn bên trên, Thiên Dược Đảo người đều rất ngạo khí, bởi vì toàn bộ lục tông, sử dụng thần đan, cơ hồ một nửa là đến từ Thiên Dược Đảo bán ra. Ha ha, Dược huynh, người có thể là tới chậm một bước a. Ngay tại giờ phút này, trung ương một tòa trong đại trướng, mấy thân ảnh nối đuôi nhau mà ra. Một người cầm đầu, lưng hùm vai gấu, khí tức thâm hậu, một đôi mắt, sáng ngời có thần. Chính là Tử Trùng Tiêu. Tử Trùng Tiêu, người đến sớm như vậy, không
không phải là phải chờ đợi sao? Chẳng bằng tới chậm một ít. Dược Phong cười ha ha một tiếng, theo Tử Trùng Tiêu, chính là hướng phía trong đại trướng đi tới, môn hạ đệ tử nhóm, từng cái đều là tìm địa phương nghỉ ngơi. Người thanh niên kia, một đầu tóc ngắn, chính là Dược Phàm Trần, ngũ tinh thần đan sư, Dược Phong quan môn đệ tử, thiên phú cực cao. Hắc Viễn lần nữa giới thiệu nói, ha ha, hai vị đến rất sớm a. Mà đúng vào lúc này, từ đông tây hai một bên, xuất hiện lần nữa hai đội nhân mã, phi không xuống. Hắc Viễn lập tức nói, phía đông đến, chính là Bách Hoa Cốc người, Bách Hoa Cốc bên trong, nữ đệ tử chiếm đa số, cốc chủ Bách Hoa Thánh Nữ, cũng là một vị tam hồn thần vương cảnh giới cao thủ, môn hạ nổi danh có ba vị, được xưng là 3.000 đệ tử. 3.000 đệ tử, không sai, Lạc Thiên Vũ, Hành Thiên Lý, Đỗ Thiên Ngữ. Hắc Viễn gật đầu nói, này ba người, được người xưng là 3.000 đệ tử, là Bách Hoa Thánh Nữ đắc ý môn đồ, Bách Hoa Thánh Nữ người này, nghe nói dung mạo quá mức đẹp, mà lại làm người tâm cao khí ngạo, cho nên đến bây giờ, còn không có bạn lữ. Hắc Viễn lời nói rơi xuống thời khắc, một nữ tử đi ra phía trước. Nữ tử kia một thân màu sắc rực rỡ váy dài, làn da trắng nõn, dáng người cao gầy, trong lúc phất tay, cho người ta một loại cực kỳ cao quý cảm giác, một gương mặt, cực kỳ tinh xảo, đúng là mỹ mạo bất phàm. Bách Hoa Thánh Nữ, xem ra chúng ta rất hữu duyên, cùng một chỗ đến nữa nha. Một đạo thật thà thanh âm vang lên, lại một đạo thân ảnh từ phía tây hạ xuống tới. Người này là Thanh Vân Tông Tông chủ Thanh Lãm Vân, tam hồn thần vương, gia hỏa này, háo sắc cực kỳ. Hắc Viễn hoàn toàn thất vọng, trong nháy mắt, bốn vị tông chủ đại năng tụ tập cùng một chỗ. Xem ra, chư vị đều sớm đến một bước, mà đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Phía trước, lại có từng đạo thân ảnh đến. Lục Trấn Thiên, Hắc Viễn sắc mặt cổ quái, nói, người này là phù trầm tự người, nhưng chỉ là phó, phù trầm tự người cầm lái, tên là phù đồ, loại chuyện này, phù đồ đều bất thân từ ra mặt sao? Có ý tứ gì, công tử có chỗ không biết? Hắc Viễn lần nữa nói, phù đồ người này, cực kỳ cổ quái, không ai thực sự được gặp mặt mũi của hắn, cũng không biết hắn hình dạng thế nào, càng không biết hắn đến từ nơi đâu, nhưng là phù trầm tự trong tay hắn, đi hướng lớn mạnh, đặt nền móng thành vì linh nguyên cấp thế lực. Có thể là gia hỏa này, cho tới bây giờ không lộ diện, liền xem như thiên đại sự tình, cũng không xuất hiện, thần thần bí bí. Phù đồ, Mục Vân nhẹ gật đầu, lần này, thông thiên lĩnh bên trong phong ấn ma đầu. Nghe nói có lợi ích khổng lồ, thậm chí khả năng cải biến tông môn vận mệnh, cái này phù đồ, thế mà chỉ làm cho Lục Trấn Thiên đến. Hắc Viễn cũng rất là hiếu kỳ. Tiếp xuống, chính là Tư Đồ gia tộc. Hắc Viễn cười khổ nói, xem chừng Tư Đồ gia tộc, lập tức tới ngay. Ồ, Tư Đồ gia tộc tự nghĩ vì lục đại tông môn tối cường một cái, cho nên từ trước đến nay là căn cứ ra sân trễ nhất, địa vị cao nhất, mỗi lần có chuyện gì, đều là cái cuối cùng đến. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng cảm thấy buồn cười. Mấy vị, hồi lâu không thấy, có mạnh khỏe à? Ngay tại giờ phút này, một đạo cởi mở tiếng cười, đột nhiên vang lên. Quả nhiên, đến rồi. Chương 1902, thiên tài so tài. Trên bầu trời, một cái to lớn phi cầm, từ trên trời giáng xuống, mấy thân ảnh, phi thân xuống. Tư Đồ gia tộc tộc trưởng, Tư Đồ Minh Hạo. Hắc Viễn nhìn xem kia cầm đầu nam tử mặc áo đen, nói, lão hồ ly này, liền biết. Liền xem như sớm đến, hắn cũng không xuất hiện. Cái này, lục đại tông môn, triệt để tề tụ. Tư Đồ tộc trưởng, người thật đúng là tự cao tự đại, cái cuối cùng đến. Ha ha, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tư Đồ Minh Hạo đối tại Lục Trấn Thiên lời nói cũng không để ý, cười nói, ta nhìn các ngươi phù trầm tự mới là nhất tự cao tự đại, phù đồ gia hỏa này, một mực không xuất hiện, thật đúng là đem mình làm thế ngoại cao nhân rồi. Phù đồ tự chủ tự nhiên có chuyện của hắn muốn làm, chuyện như thế, ta Lục Trấn Thiên đến, đủ để. Sóng giạc, giữa hai người, thế mà ẩn ẩn có nộ hỏa thiêu đốt. Phù trầm tự cùng Tư Đồ gia tộc từ trước đến nay bất hòa, lúc trước phù trầm tự thành lập, xâm chiếm Tư Đồ gia tộc không ít địa giới. Hắc Viễn giải thích nói, hảo hảo, mấy vị chớ quấy dày. Tử Trùng Tiêu giờ phút này khuyên can nói, chính sự quan trọng, chính sự quan trọng. Mấy thân ảnh. Giờ phút này tiến vào trong đại trướng, bắt đầu nghị sự. Lục đại tông môn đệ tử các cao tầng, giờ phút này cũng là phân tán ra đến, đóng trại. Tiến nhập thông thiên sa mạc bên trong, lục đại tông môn các thủ lĩnh, cần hảo hảo mưu đồ, không thể lỗ mãng tiến nhập, nếu không tổn binh hao tướng, đó mới là bết bát nhất. Mà lúc này, Mục Vân mấy người, cũng là tại Hắc Viễn an bài xuống đóng trại,
tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Mục Vân chuyên tâm cho Triệu Nham Minh cùng Mục Bất Phàm hai người giảng giải tiến nhập thần quân cảnh giới nên xử lý như thế nào. Thời gian từ từ trôi qua, không bao lâu, vị trí trung ương bên kia, đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng ồn ào. Đám người dần dần vây lại, hướng phía sa mạc biên giới đi tới, không biết làm cái gì. Trác Viễn Hàng đi điều tra một lát, chính là trở về. Quả nhiên là địa phương náo nhiệt, liền có phân tranh, lục đại tông môn ưu tú tử đệ, bây giờ nói là luận bàn một chút. Trác Viễn Hàng bẩm báo nói, luận bàn, Mục Vân cảm thấy không thú vị. Vừa rồi Hắc Viễn giới thiệu những tông môn kia thiên chi kiêu tử nhóm, từng cái đều là tứ nguyên thần quân, ngũ nguyên thần quân cảnh giới, thậm chí còn có lục nguyên thần quân cảnh giới, mà lại lục đại thế lực vị trí lân cận, giữa lẫn nhau cho nhau thấy ngứa mắt, cái này tụ tập lại, phát sinh một ít chuyện gì, cũng là bình thường. Luận bàn bọn hắn A, Bất Phàm, Nham Minh, mới vừa nói đến chỗ nào rồi. Mục Vân chuyển thân nhìn xem Mục Bất Phàm cùng Triệu Nham Minh hai người, tiếp tục nói. Có thể là hai người nghe được có so tài, từng cái tâm viên ý mã. Tính một cái, đi thôi, đi xem một chút. Hai người giờ phút này mặt mày hớn hở, lập tức đi theo Mục Vân, hướng phía sa mạc biên giới đi tới. Giờ này khắc này, tụ tập tại sa mạc biên giới, khoảng chừng hơn vạn người, lục đại tông môn đỉnh tiêm thiên chi kiêu tử, qua trên vạn năm về sau, đó chính là lục đại tông môn tân chấp trưởng giả, hiện tại so tài mạnh yếu, tương lai có thể nhìn ra ai càng hơn một bậc. Đỗ Thiên Ngữ, đã sớm nghe nói ngươi thu được Bách Hoa Thánh Nữ chân truyền, tập được Đại Thiên Thánh Thủ, thực lực cao cường, hôm nay, lĩnh giáo một phen đi. Nói chuyện là một cái mái tóc màu đỏ nam tử, kẻ này tên là Thanh Xuất Phũ, chính là Thanh Vân Tông Tông chủ chi tử. Thanh Xuất Phũ, vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Hai người giờ phút này vừa đối mặt, lập tức tranh đấu lên. Oanh, sa mạc biên giới, bão cát lập tức súng đáng, thiên địa thương mang một mảnh hoàng. Thanh Xuất Phũ xuất thủ chính là một bộ quyền pháp, hổ hổ sinh uy, mà Đỗ Thiên Ngữ dù sao cũng là Bách Hoa Thánh Nữ tam đại đồ đệ một trong, hai người đều là tứ nguyên thần quân cảnh giới, giao thủ với nhau, không phân sàn sàn nhau. Đại Thiên thánh thủ bách chuyển, Đỗ Thiên Ngữ khẽ quát một tiếng, trực tiếp bàn tay vung vẩy, trong khoảnh khắc, trên trăm đạo trưởng ấn, không phân khác biệt, cho nhau xoay tròn. Đến, đến rồi, thấy cảnh này, đám người, lập tức mừng rỡ không thôi. Đại Thiên Thánh Thủ, chính là Bách Hoa Thánh Nữ thành danh thần quyết, cùng chia bát trọng, không biết cái này Đỗ Thiên Ngữ học tập mấy tầng. Tin đồn Bách Hoa Thánh Nữ thi triển ra, bàn tay kia có thể ngưng tụ ra ngàn vạn đạo, phô thiên cái địa, mà lại mỗi một đạo trưởng ấn đều là phong phú cường đại, không thể chống cự. Năm đó Bách Hoa Thánh Nữ chính là dựa vào Đại Thiên Thánh Thủ, thành lập Bách Hoa Cốc, khai tông lập phái. Đám người nhìn thấy Đại Thiên Thánh Thủ, đều là kích động, nội tâm tràn ngập kích động. Đại Thiên Thánh Thủ, không biết so với ta Thanh Vân Tông Thanh Vân Cửu Trọng Quyết như thế nào. Thanh Xuất Phũ giờ phút này mỉm cười, bàn tay vung ra, nhất thời, thiên địa thần lực hội tụ, một đạo to lớn trưởng ấn, tại lúc này lao vùn vụt mà ra. Kia cực đại trưởng ấn cùng mấy trăm đạo trưởng ấn giao thoa, tiếng oanh minh nổ tung, hoàng sa quyển thiên, cuồng phong kêu phần phật. Phanh phanh, hai thân ảnh giờ phút này rút lui, Thanh Xuất Phũ một ngụm máu tươi phun ra, một bước lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất. Mà đổi thành một bên, Đỗ Thiên Ngữ lại là hai tay phụ về sau, trên mặt lộ ra cười nhạo, không gì hơn cái này mà thôi. Thật sao, mà ngay tại giờ phút này, Thanh Vân Tông bên trong, một nữ tử đi ra. Ta Thanh Sương Ngọc đến lãnh giáo một chút người Bách Hoa Cốc Đại Thiên Thánh Thủ như thế nào. Thanh Sương Ngọc, Thanh Vân Tông ngày thứ nhất chi kiêu nữ, lục tông địa vực bên trong, không ai không biết kỳ danh. Thanh Sương Ngọc một thân hỏa hồng sắc váy dài, lồi lõm tinh tế dáng người. Biểu lộ ra khá là đầy đặn, cả người cho người ta một loại nóng bỏng hương vị. Ngàn ngữ huynh, người mới vừa chiến một trận, không bằng này chiến, ta đến thay ngươi. Bách Hoa Cốc bên trong, cũng có một tên thanh niên đi ra. Lạc Thiên Vũ, Thanh Sương Ngọc nhìn người nọ, lông mi lấp lóe. Tốt, Đỗ Thiên Ngữ lui ra, Lạc Thiên Vũ giờ phút này đi lên phía trước. Hai thân ảnh, lại là một trận giao thủ. Cuối cùng, Lạc Thiên Vũ bị thua, mà Thanh Sương Ngọc càng hơn một bậc. Xem như vì Thanh Vân Tông vịn qua mặt. Nhìn xem những người này so tài, Mục Vân cảm thấy nhàm chán. Mặc kệ là Đại Thiên Thánh Thủ hay là Thanh Vân Cửu Trọng Quyết, trong mắt hắn, thực sự là sơ hở trăm chỗ. Cũng không phải nói hắn là cái gì võ đạo đại gia, một ánh mắt xem thấu. Mà là những người này, thực sự là quá yếu. Hắn tại thần quân cảnh giới, Mục Phong Trần gia gia chính là vô thượng kiếm khách, kiếm thuật siêu nhiên, hắn cũng không có từ Mục Phong Trần cho hắn kiếm quyết bên trong lựa chọn.
mà là lựa chọn kiếm thần tông tam môn kiếm quyết, làm chính mình thần quân cảnh giới chủ yếu thần quyết tới tu hành. Đây chính là bởi vì, cái này tam môn thần quân, đối tại thần quân cảnh giới kiếm khách đến nói, không thể thích hợp hơn. Không chỉ có là uy lực đầy đủ, càng là có thể tăng trưởng tu vi. Cái này tam môn kiếm quyết, nhưng mà năm đó hắn cùng huyết kiêu so tài, từ huyết kiêu nơi đó thắng đến. Mà lấy hắn ngay lúc đó tầm mắt, làm sao có thể để ý này môn kiếm quyết. Cũng là bởi vì kiếm quyết này mặc dù chỉ là ngũ phẩm thần quyết, có thể là đối với thần quân cảnh giới đến nói, lại là thích hợp nhất thần quyết, nhất là kiếm khách. Đây cũng là Mục Vân nhìn chúng kiếm quyết này nguyên nhân chủ yếu nhất. Mà kiếp này đạt được này tam môn thần quyết, Mục Vân tự nhiên là hội hảo hảo tu hành. So với cái này tam môn thần quyết, Thanh Vân cửu trọng quyết cùng Đại Thiên Thánh Thủ, thì là kém quá nhiều. Trái xem phải xem phía dưới, Mục Vân thực sự là cảm giác nhàm chán. So tài tiếp tục tiến hành, không bao lâu, Tử Tiêu Tông Tím Động Công Tử, cùng Tư Đồ Gia Tư Đồ Kiệt giao thủ. Cuối cùng, Tư Đồ Kiệt càng hơn một bậc, thắng. Thiên Dược Đảo Dược Phàm Trần, cùng Phù Trầm Tự Lục Sinh Minh giao thủ, Lục Sinh Minh cuối cùng thắng so tài. Từng cái thiên chi kiêu tử, đều là ra sân giao thủ. Đã nhường, Thanh Sương Ngọc giờ phút này chắp tay, thân trước, chính là Tử Tiêu Tông Tử Thiên Vũ. Tử Thiên Vũ chính là Tử Trùng Tiêu Đại Công Tử, Ngũ Nguyên Thần Quân, nhưng cuối cùng, cũng là thua ở Thanh Sương dưới ngọc thủ. Trong lúc nhất thời, Thanh Sương Ngọc danh tiếng đang thịnh. Bản thân người dáng rất xinh đẹp, lại thêm thực lực đủ mạnh, tự nhiên là hấp dẫn ánh mắt. Thanh Tiểu Thư, tại hạ đến lĩnh giáo một phen, có thể hay không? Mà ngay tại giờ phút này, một đạo cười nhạt tiếng vang lên. Trong đám người, một thân ảnh đi ra, Tư Đồ Lãng, nhìn người tới. Thanh Sương Ngọc cười nói, đã sớm nghe nói Tư Đồ Lãng chính là Tư Đồ gia hiếm có đệ nhất thiên tài, hôm nay, ta cũng muốn lĩnh giáo một chút. Tốt, Tư Đồ Lãng gương mặt hơi lớn, dáng người cao gầy, cười lên, một đôi mắt, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác âm trầm. Chảm, Tư Đồ Lãng vừa sải bước ra, quát khẽ một tiếng, thân trước, đột nhiên ngưng tụ ra một thanh trường đao, đao kia vọt thẳng giết ra ngoài, cho người ta một loại cực kỳ cuồng bạo cảm giác. Hỏng bét. Thanh Sương Ngọc giờ phút này sắc mặt phát lạnh, muốn lui lại, có thể là nơi nào có thể lui được. Phanh, một đạo trầm thấp tiếng vang lên, Thanh Sương Ngọc cả người trực tiếp đánh sập trên mặt đất, xoẹt xoẹt thanh âm vang lên, trước ngực quần áo vỡ ra, lộ ra mảng lớn da thịt. A, Thanh Sương mặt ngọc sắc đỏ lên, hô to một tiếng. Đám người lại là mở rộng tầm mắt, cười lên ha hả. Tư Đồ Lãng lắc đầu, cười không nói. Tử Thiên Vũ, Lạc Thiên Vũ, Lục Sinh Minh. Tư Đồ Lãng nhìn xem cái khác tam đại tông môn đệ tử, nói, ba người các ngươi, có dám đánh với ta một trận. Nghe đến lời này, đám người sững sờ. Tư Đồ Lãng đây là muốn lấy một địch tam, khiêu chiến ba người a. Đây cũng quá lớn gan đi, ba người này, đều là ngũ nguyên thần quân cảnh giới. Mà nghe đến lời này, ba người sắc mặt lập tức cứng ngắc. Tư Đồ Lãng đây quả thực là không coi ai ra gì, một người chiến ba người bọn họ, quá tự ngạo. Ngươi không khỏi quá coi trọng chính mình, một mình ta là đủ. Lạc Thiên Vũ hừ một tiếng, vọt thẳng ra. Phanh, có thể là hắn thân ảnh còn chưa tới gần Tư Đồ Lãng, chính là bị trực tiếp một đạo đao ấn đánh bay. Một màn này, lập tức kinh sợ tất cả mọi người. Ngươi đến lục nguyên thần quân cảnh giới. Lạc Thiên Vũ giờ phút này sắc mặt tái nhợt, nhịn không được một ngụm máu tươi phun ra. Còn không tính đần, Tư Đồ Lãng chuyển thân nhìn xem mấy người còn lại, cười nói thế nào. Còn muốn so tài sao? Một đám gà đất chó sành mà thôi. Lục Nguyên Thần Quân như thế nào? Lục Sinh Minh giờ phút này không chịu thua, lần nữa giết ra. Muốn chết, Tư Đồ Lãng giờ phút này lại là vọt thẳng ra, một tay chém vào ra, bàn tay kia, hóa thành đao ấn, trực tiếp chém ra. Oanh, tiếng nổ tung vang lên, Lục Sinh Minh lập tức một bước lui lại. Căn bản không phải đối thủ. Giờ phút này đại gia mới phát hiện, so tới so lui, Tư Đồ Lãng, mới là tối cường. Vị này Tư Đồ gia thiếu tộc trưởng, quả thật là phải thừa kế Tư Đồ gia bá chủ địa vị. Tử Thiên Vũ, ngươi còn dám tới sao? Tư Đồ Lãng khinh miệt nói, ta nói, các vị đang ngồi, đều là gà đất chó sành. Tư Đồ Lãng giờ phút này thần thái cao ngạo, nhìn xem đám người, nhãn bên trong đều là cười lạnh. Tử Thiên Vũ làm sao có thể nhẫn? Tại chỗ cái nào không phải riêng phần mình tông môn bên trong thiên tài đứng đầu, giờ này khắc này lại là bị Tư Đồ Lãng như vậy khinh miệt khinh bỉ. Thụ ta một chiêu, Tử Thiên Vũ xông ngang mà ra, một quyền vung ra, ngưng tụ ra một cái dao đầu, cắn xé thẳng hướng Tư Đồ Lãng. Không biết sống chết, mà giờ khắc này, Tư Đồ Lãng trong tay một thanh cương đao xuất hiện,
đao kia lưỡi đao cực mỏng, mang theo lạnh thấu xương hàn mang, Tư Đồ Lãng nhìn xem Tử Thiên Vũ, hừ một tiếng, trực tiếp vung đao chém ra. Oanh, trong khoảnh khắc, lưỡi đao cùng dao đầu va chạm, hoàng sa mặt đất trực tiếp bị nổ bể ra đến, một thân ảnh, đột nhiên gọi rút lui. Chương 1903, một cước đạp bay. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, Tử Thiên Vũ giờ này khắc này, cả người ngực xuất hiện một đạo đẫm máu vết đao, rất là khủng bố. Không biết trời cao đất rộng, Tư Đồ Lãng thu đao, một bước lui lại, cười nhạo liên tục. Trong mắt hắn, Tử Thiên Vũ như thế cử động, không khác là tự tìm khổ ăn. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phốc phốc, tiên huyết không ngừng phun ra, Tử Thiên Vũ cả người sắc mặt tái nhợt. Một đao kia, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, có thể là thương về căn bản. Tử Tiêu Tông bên trong, lập tức một ít đệ tử trừng mắt nhìn nhau. Thế nào, so tài luận bàn một chút, thụ bị thương không phải rất bình thường sao? Nhìn xem Tử Tiêu Tông đệ tử, Tư Đồ Lãng cười hắc hắc nói, chẳng lẽ, các ngươi nghĩ cùng một chỗ chịu chết? Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời sau lại. Tư Đồ Lãng thực lực, bọn hắn đã là nhìn thấy, nơi đây thế hệ trẻ tuổi, không người là hắn đối thủ. Tông môn bên trong các trưởng lão, cũng không tiện xuất thủ. Dù sao cũng là luận bàn, Tử Thiên Vũ nhìn rất thảm, thế nhưng chỉ là ngoại thương. Một trận nhìn oanh oanh liệt liệt so tài, như vậy kết thúc. Đám người lại là nghị luận ầm ĩ. Lục Tông địa vực bên trong, chỉ sợ, tuổi trẻ hạng người, không người có thể cùng Tư Đồ Lãng khá là. Như thế nào, Mục Vân nhìn đến so thử kết thúc, gõ gõ Triệu Nham Minh cùng Mục Bất Phàm đầu, nói, tỉ thí như vậy, còn không bằng hai người các ngươi một trận chém giết để thăng kinh nghiệm nhiều đây, liền biết xem náo nhiệt. Nghe đến lời này, Triệu Nham Minh cùng Mục Bất Phàm hai người đành phải cười khổ. Kia là tự nhiên, không bằng ngươi vị này Mục Đại Thiên Tài thực lực một nửa đâu. Nhìn thấy Mục Vân một bộ bình chân như vại bộ dáng giáo huấn hai người, Tiêu Doãn Nhi phụ họa cười nói. Ngươi còn trêu ghẹo ta. Mục Vân ngưng ngưng Tiêu Doãn Nhi mũi ngọc tinh xảo, cười nói ta nói chính là lời nói thật a. Ngươi, trước mặt mọi người, bị Mục Vân vặn cái mũi, Tiêu Doãn Nhi lập tức giận dữ quyết lên miệng nhỏ. Một màn này rơi ở trong mắt Mục Vân, vẫn y như là xinh đẹp động lòng người. Cho dù là ở chung thời gian lại lâu, mỗi một lần ánh mắt giao lưu, Tiêu Doãn Nhi dù sao là có thể mang cho Mục Vân tân đánh vào thị giác. Mỹ lệ đánh vào thị giác, chỉ là giờ phút này, bị xung kích, không chỉ là Mục Vân một người. Nguyên bản chuẩn bị rời đi nơi đây Tư Đồ Lãng, trong lúc vô tình liếc về Tiêu Doãn Nhi mặt mắt, cả người nhất thời ngốc. Đại ca, người thế nào rồi? Tư Đồ Kiệt giờ phút này nhìn Tư Đồ Lãng sững sờ, nhịn không được hỏi. Đẹp, thực sự là quá đẹp. Tư Đồ Lãng giờ phút này suy nghĩ xuất thần, nói ta chưa hề nhìn thấy như thế xinh đẹp người, lệnh tâm thần người chập chờn, giống như cửu thiên thần nữ, hạo nhiên, không thể xâm phạm. Đại ca, người đang nói cái gì à? Tư Đồ Kiệt một mặt không hiểu, có thể là Tư Đồ Lãng giờ phút này bước chân đã là bước ra. Mục Vân mấy người giờ phút này vừa mới chuyển thân chuẩn bị rời đi. Phía sau một thanh âm, đột nhiên vang lên. Vị tiên tử này, xin hỏi phương danh. Đạo này thanh âm vang lên, Mục Vân lông mày nhíu lại, dừng lại bước chân. Phía sau, Tư Đồ Lãng mang trên mặt nụ cười hòa ái. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này chuyển thân, nhìn xem Tư Đồ Lãng. Người tại nói chuyện cùng ta, Tiêu Doãn Nhi khẽ giật mình. Chẳng lẽ nơi đây, còn có cái khác nữ tử, xứng với tiên tử hai chữ sao? Tư Đồ Lãng giờ phút này nhẹ nhàng hữu lễ. Tư Đồ Lãng lời này vừa nói ra, Tiêu Doãn Nhi nhìn thấy Mục Vân sắc mặt lập tức xanh xám. Tiêu Doãn Nhi nội tâm đắc ý, cười nói, người cái này người miệng ngược lại là rất ngọt. Tư Đồ Lãng vừa nghe lời này, lập tức cảm giác có hy vọng, vội vàng nói, không biết Mỹ Lệ tiên tử, có thể hay không cùng ta cùng nhau thưởng thức một chút cái này hoàng sa phong cảnh. Cái này sao? Tiêu Doãn Nhi khổ sở nói, trong lòng ta xác thực muốn nhìn một chút hoàng sa địa, có thể là. Chỉ sợ bên cạnh ta vị này. Hội ăn dấm đâu? Ai, ta, Mục Vân giờ phút này mặt đều không có chuyển qua, tức giận nói, không nhìn thấy nơi này có cái người sống sờ sờ sao? Nhìn thấy Mục Vân gương mặt biến thành màu đen, Tiêu Doãn Nhi lập tức cười duyên một tiếng. Tư Đồ Lãng trong lúc nhất thời thấy ngốc, đúng là xem nhẹ Mục Vân. Ngươi là cái thá gì? Tư Đồ Lãng lập tức quát to một tiếng, nhìn xem Mục Vân nói cút. Lan, nghe đến lời này, Mục Vân quay sang, nhìn bên cạnh Tiêu Doãn Nhi một mặt. Tức giận nói, ngươi ngược lại là vui vẻ, nhân ra để ta lăn. Vậy ngươi lăn sao? Đương nhiên không lăn, Mục Vân lắc đầu nói, bất quá, ta ngược lại là có thể tác thành cho hắn. Lời nói rơi xuống,
Mục Vân không nói hai lời, trực tiếp một bước lui lại, trong khoảnh khắc, toàn bộ thân thể nhất chuyển, một cước, trực tiếp đá ra. Tư Đồ Lãng giờ phút này sớm có đề phòng, trực tiếp hai tay đưa ngang trước người, bước chân đạp đất. Phanh, lập tức, một đạo phanh tiếng vang vang lên, một thân ảnh, tại lúc này, trực tiếp bay lên không ngàn mét, ngã xuống khỏi đến, phù phù một tiếng, rơi xuống trên mặt đất, một ngụm máu tươi phun ra, tóe lên từng mảnh bụi bặm. Chính là Tư Đồ Lãng. Giờ phút này, tất cả mọi người là ngốc, chuyện gì xảy ra, vừa rồi không ai bì nổi Tư Đồ Lãng, thế nào đột nhiên. Quảng Thành cái này bức cẩu giảng tử. Khụ khụ, Tư Đồ Lãng miệng phun tiên huyết, cả người sắc mặt đỏ bừng, nhìn xem Mục Vân, hận không thể trực tiếp làm thịt. Ngươi, ồn ào, Mục Vân hai tay phụ về sau, lạnh nhạt nói, nữ nhân của ta, ngươi cũng có thể đụng sao. Lời này vừa nói ra, Tư Đồ Lãng cả người nhất thời ngốc. Gia hỏa này, vừa rồi hắn đã là toàn lực phòng bị, có thể là vẫn y như là vô pháp trèo trống, bị Mục Vân trực tiếp đạp bay, hiện tại, mấy ngàn ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Khá lắm, không nghĩ tới lần này còn ẩn giấu đi ngươi như vậy một vị lục nguyên thần quân thiên tài. Tư Đồ Lãng rít lên một tiếng, đao đến, trường đao trong tay, xuất hiện lần nữa. Ta Tư Đồ Lãng nhìn chúng người, há lại cho ngươi nhúng chàm. Nói cho ngươi, bản công tử sơ cấp đao hồn cấp độ, lục nguyên thần quân cảnh giới, ngươi mưu toàn ở trước mặt ta xính uy phong, còn non chút. Xính uy phong, Mục Vân lắc đầu cười khổ. Rõ ràng là gia hỏa này chính mình gây chuyện, hiện tại ngược lại là trách hắn rồi. Đã ngươi không biết sống chết, ta liền để ngươi minh bạch, cái gì mới thật sự là không biết sống chết. Mục Vân vừa sải bước ra, trực tiếp đi ra. Tư Đồ Lãng giờ phút này căn bản không có khả năng lui bước. Dạng này một cái vưu vật, hẳn là phục vụ hắn Tư Đồ Lãng mới đúng, tiểu tiểu Mục Vân, là cái thá gì? Người này căn bản không giống như là lục đại tông môn đệ tử, bằng không mà nói, không có khả năng vô danh không phần. Tư Đồ Lãng trực tiếp vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, đao khí quay chung quanh. Nhận lấy cái chết, hắn toàn bộ thân ảnh, theo trường đao, thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân không thèm để ý. Lục Nguyên Thần Quân, ở trước mặt hắn, thực sự là không đáng giá nhắc tới. Mặc kệ Tư Đồ Lãng là cái gì cẩu thí đao hồn, ở trước mặt hắn, cũng là không ngừng một kích. Cút, lần nữa khẽ quát một tiếng, Mục Vân hai tay oanh ra. Nương theo lấy hắn cảnh giới đề thăng, hai tay uy năng, cũng là càng thêm rõ ràng. Tại thiên thần cảnh giới, hai tay của hắn khả năng phát huy ra là thân thể 10 lần lực lượng. Nhưng là tại thần quân cảnh giới, có thể phát huy ra 15 lần, gấp 20 lần lực lượng không chỉ. Oanh, hai đạo quyền ảnh giết ra, Tư Đồ Lãng khổ cực. Cả người hắn đỉnh lấy quyền phong giết ra, thậm chí còn không có thi triển ra uy lực, chính là trực tiếp bị Mục Vân quyền kình đánh lui. Căn bản không thể cận thân. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi hạc giữa bầy gà, liền có thể ở trước mặt ta khoe khoang chính ngươi uy phong, tương tự, cút xa một chút. Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra, đuổi kịp Tư Đồ Lãng rút lui thân ảnh, một quyền đánh vào Tư Đồ Lãng phần bụng, Tư Đồ Lãng cả người, một bụng hoàng thủy phun ra, liền đao đều là nhét vào một bên. Hiện tại còn phải sát sao? Mục Vân một quyền tiếp lấy một quyền, đập Tư Đồ Lãng căn bản không biết đông nam tây bắc. Hắn hiện tại ruột hối thanh. Đây là nơi nào đột nhiên chạy đến dạng này một cái lục nguyên thần quân tiểu tử, quả thực là lực lớn vô cùng, cường hoành không biên giới, hoàn toàn không giống như là 6 lần chuyển biến nguyên thần võ giả. Mà giờ khắc này, mọi người chung quanh, lại là triệt để mắt trợn tròn. Cái này là tình huống như thế nào? Mới vừa rồi còn không ai bị nổi Tư Đồ Lãng, giờ này khắc này, lại là bị đánh giống như đầu heo. Người này là ai? Môn phái nào? Đám người hoàn toàn mắt trợn tròn. Đây là tại là không thể tưởng tượng nổi, giống như là một đám xài lang, tại tranh đoạt đàn sói thủ lĩnh vị trí, cuối cùng Tư Đồ Lãng đoạt giải quán quân. Có thể là đột nhiên, đâm nghiêng bên trong bụi cỏ giết ra đến một cái hùng sư, thuần thục, đem sói đầu đàn cho trừng trị ngoan ngoãn. Chuyện gì xảy ra, đám người giờ này khắc này ngươi nhìn ta nhìn ngươi, triệt để không biết vì sao. Mục Vân giờ này khắc này, đánh có lẽ là mệt mỏi, dừng tay lại. Hiện tại biết sao? Vị này là thê tử của ta, ngươi còn nghĩ cùng nàng cùng một chỗ thưởng thức phong cảnh sao? Bị đánh thành đầu heo Tư Đồ Lãng, giờ này khắc này, đã là triệt để ngốc. Vội vàng lắc đầu, tốt, Mục Vân tay cầm trường đao, nói, vì phòng ngừa về sau ngươi còn nghĩ, ta liền thu ngươi mạng nhỏ, như thế nào? Trường đao trong tay, giờ phút này trực tiếp vung ra. Làm càn, mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Một thân ảnh, giờ phút này trực tiếp đi ra. Cha,
nhìn xem kia một thân ảnh, Tư Đồ Lãng cơ hồ là khóc lên giống cái hài tử giống như. Lãng nhi, chuyện gì xảy ra? Tư Đồ Minh Hạo giờ phút này đi ra, nhìn thấy Tư Đồ Lãng tại Mục Vân dưới hông, mặt sưng phù trướng không chịu nổi, cả người càng là khóc như mưa, lập tức đau lòng lên. Thả ra ta mà, Tư Đồ Minh Hạo thân là tam hồn thần vương cảnh giới cao thủ, giờ phút này toàn thân kinh khí đề thăng, lập tức một cỗ uy áp càn quét, áp hướng Mục Vân. Có thể là giờ phút này, Mục Vân căn bản bất phi sở động. Bản thân hắn chính là lục nguyên thần quân, không nói đến Tư Đồ Minh Hạo áp chế, đối với hắn bản thân cũng rất nhỏ, lại thêm hắn cùng Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ dung hợp, sinh ra thế giới chi lực chống cự tính, mỗi giờ mỗi khắc không phải có thể triệt tiêu. Mục Vân giờ phút này cả người sắc mặt âm trầm, khẽ nói thế nào? Có khả năng, thua không nổi thật sao? Ngươi muốn nói cái gì? Trước thả ra ta mà, Tư Đồ Minh Hạo lần nữa nói, ta muốn nói cái gì? Mục Vân cười nhạt nói, lục đại tông môn tử đệ tiến hành so tài luận bàn, tiểu bộc lộ tài năng, Tư Đồ Lãng trực tiếp chặt Tử Thiên Vũ một đao, kém chút giết người, nhân gia Tử Tiêu Tông tông chủ đều không nói chuyện. Ngươi cái này hỗn chướng nhi tử, ở ngay trước mặt ta, đùa bỡn ta thê tử, ta giáo huấn hắn, lại không có giết hắn, thế nào rồi? Nói hưu nói vượn, Tư Đồ Minh Hạo lập tức quát, ngươi nói cái gì? Tử Trùng Tiêu giờ phút này lại là lo lắng cho mình nhi tử, lập tức mở miệng hỏi. Phụ thân, Tử Thiên Vũ giờ khắc này ở mấy người nhấc lên hạ, đi lên phía trước. Thiên Vũ, ngươi cái này là thế nào rồi? Nhìn thấy Tử Thiên Vũ một bộ thê thảm bộ dáng, Tử Trùng Tiêu lập tức nổi giận đùng đùng. Lập tức, Tử Thiên Vũ đem trước phát sinh sự tình, từng cái giảng thuật, mấy đại tông môn tông chủ, cũng là dần dần minh bạch. Bọn hắn trước đó tại trong đại chướng nghị sự, cái này bên ngoài cãi nhau, thực sự là khó mà chuyên tâm nói chuyện, lúc này mới đi ra đến, nhìn xem cái gì tràng cảnh, chính là nhìn thấy lần này bộ dáng. Thì ra là thế, Tử Trùng Tiêu lập tức giận. Chương 1904, giả vờ giả vịt. Tư Đồ Minh Hạo, chỉ là luận bàn, người nhi tử cần thiết hạ trọng thủ sao? Tử Trùng Tiêu nộ khí hừ hừ nói, chẳng lẽ, là muốn giết nhi tử ta hay sao? Tử Trùng Tiêu, ta không rảnh phản ứng ngươi. Tư Đồ Minh Hạo lo lắng cho mình nhi tử giờ phút này không thèm để ý Tử Trùng Tiêu, nhìn về phía Mục Vân quát mau thả nhi tử ta. Thả ngươi nhi tử, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục Vân cười nói, kia hắn công nhiên đùa bỡn ta thê tử, cái này nên nói như thế nào? Ngươi, Tư Đồ Minh Hạo lo lắng cho mình nhi tử sinh tử, căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi trước thả con ta, ngươi đánh cũng đánh, nên xuất khí đi. Kia có thể nói không được. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía Tử Trùng Tiêu, nói Tử Tông Chủ, lần này chính là các ngươi Tử Tiêu Tông Phó Đường Chủ Hắc Viễn mang ta đến đây, cho nên, ta khí đâu, là ra, ngươi nhi tử khí, muốn hay không ra. Mục Vân lời nói mang theo tỉnh táo. Hắc Viễn giờ phút này lập tức đến Tử Trùng Tiêu thân trước, thấp giọng nói gì đó. Không bao lâu, Tử Trùng Tiêu mang trên mặt tiếu dung. Ha ha, nguyên lai là Hắc Viễn sinh tử chi giao. Tử Trùng Tiêu nhìn xem Hắc Viễn, khiển trách, Hắc Viễn, đây chính là ngươi không đối, tốt như vậy chí giao, thế nào không giới thiệu cho ta biết đâu. Thiên tài thanh niên, ta Tử Trùng Tiêu, thích kết giao nhất loại người này. Thuộc hạ thất trách, giờ phút này. Tử Trùng Tiêu chỉ cảm thấy Mục Vân vì hắn hung hăng thở dài một ngụm, đáy lòng rất là thư sướng. Mà Tư Đồ Minh Hạo lại là gấp, hai người này thế nào còn trèo lên quan hệ đến rồi. Con của hắn còn trên tay Mục Vân đâu, vạn nhất là cái lăng đầu thanh, mặc kệ chính mình nhi tử chết sống, vậy coi như thảm. Tư Đồ Minh Hạo giờ phút này nhìn xem Tử Trùng Tiêu, lập tức quát Tử Trùng Tiêu, nếu là ngươi Tử Tiêu Tông người, vậy ngươi để hắn thả nhi tử ta, nếu không. Ai, Tư Đồ Minh Hạo. Lời này của ngươi có thể nói là sai, Mục Vân tiên sinh là ta Tử Tiêu Tông Hắc Viễn phó đường chủ chí giao, cũng không phải ta Tử Tiêu Tông người. Tử Trùng Tiêu nội tâm vui vẻ, vừa rồi dù không thấy được Tư Đồ Lãng là thế nào đánh bại con của hắn. Có thể là kia một đạo đẫm máu vết đao, lại là không khó coi ra, nhi tử chịu đựng thương tích. Bút chướng này, Mục Vân giúp hắn ra, thoải mái. Ngươi, ta cái gì ta, Tử Trùng Tiêu khẽ nói, thế nào? Ngươi nhi tử đùa giỡn nhân gia thê tử, nhân gia có thể nguyện ý sao? Chiếu ta đến xem, đánh một trận xem như nhẹ, giết đều không đủ quá đáng. Ồ, Tử Tông chủ ý tứ, giết cũng không quan hệ thật sao? Mục Vân giờ phút này để đao rơi xuống, thổi phù một tiếng, máu tươi tràn ra, Tư Đồ Lãng cả người nhất thời ngực huyết tuyến tăng vọt. Rầm rầm tiên huyết chảy ra, Tư Đồ Lãng triệt để dọa sợ. Cha, ta không muốn chết, cha,
ta không muốn chết a. Tư Đồ Lãng vội vàng khóc lớn hét lớn, lần này bộ dáng, cùng vừa rồi tưởng như hai người, nơi nào còn có vừa rồi phong phạm cao thủ. Những người còn lại giờ phút này cũng là không nhịn được muốn cười ha ha. Một màn này, quả thực là để người buồn cười. Dừng tay, dừng tay. Tư Đồ Minh Hạo triệt để hoảng. Gia hỏa này, quả thực là không biết trời cao đất rộng, thực có can đảm động thủ, không sợ chết sao. Tử Trùng Tiêu, ngươi một câu, liền có thể cứu nhi tử ta, ngươi phải biết, lần này thông thiên lĩnh chuyến đi, chỉ có chúng ta lục đại tông môn gia tộc liên thủ, mới có thể có thu hoạch. Nghe đến lời này, nghĩ đến thông thiên lĩnh, Tử Trùng Tiêu trầm ngâm một lát. Mục Vân công tử, nếu là Hắc Viễn Đường chủ Chí Giao, chính là ta Tử Tiêu Tông bằng hữu, có thể hay không đến đây tâm sự. Kia người này, lưu hắn một mạng là được. Tốt, Mục Vân giờ phút này bàn tay vung lên, thổi phù một tiếng, trường đao rời tay, đao kia trực tiếp rơi xuống, nhập vào đến Tư Đồ Lãng ngực, thổi phù một tiếng, vết thương lại thâm sâu một phân. Cút, một cước đem Tư Đồ Lãng đá bay, Mục Vân vỗ vỗ quần áo. Lãng nhi, Tư Đồ Minh Hạo giờ này khắc này xem như triệt để dọa sợ. Cái này Mục Vân, quả thực là không biết trời cao đất rộng. Tiểu tạp vật, nhận lấy cái chết. Tư Đồ Minh Hạo lập tức giết ra, tam hồn cảnh giới, hồn lực cường hoành vô biên, một vòng hồn thức hỗn hợp thần lực, xung kích mà ra. Tư Đồ Minh Hạo, Tử Trùng Tiêu giờ phút này lại là ngăn lại. Tử Trùng Tiêu, ngươi dám cản ta? Ngươi làm cái gì? Vì nhi tử ta báo thù. Tư Đồ Minh Hạo triệt để điên cuồng. Vì ngươi nhi tử báo thù. Tử Trùng Tiêu khẽ nói, kia vừa rồi ngươi nhi tử làm tổn thương ta nhi tử, ta có phải hay không cũng muốn để Mục công tử giết ngươi nhi tử. Mới vừa rồi là ta để Mục công tử dừng tay, hiện tại, ta tự nhiên là muốn bảo vệ hắn chu toàn, còn nữa nói, Mục công tử chính là ta Tử Tiêu Tông Hắc Viễn Đường chủ Chí Giao, cũng chính là ta Tử Tiêu Tông hảo hữu. Để ngươi đuổi bắt hắn, ta Tử Tiêu Tông mặt mũi để vào đâu? Tử Tông chủ không cần như thế. Mục Vân giờ phút này lạnh nhạt nói, Tư Đồ Minh Hạo, ta liền đứng ở chỗ này, ngươi, tới giết ta, ta tuyệt không hoàn thủ. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây triệt để xôn xao. Đây là ý gì, cái này Mục Vân, là thật không sợ chết, còn là phía sau có chỗ ỷ lại. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là triệt để dọa sợ. Mục Vân giờ phút này, đi bộ nhàn nhã, đi lên phía trước. Cho ngươi giết, ngươi dám động thủ sao? Tư Đồ Minh Hạo giờ phút này sửng sốt, tiểu tử này, đến cùng cái gì lai lịch, hắn trong lúc nhất thời, không nghĩ ra, chẳng lẽ, là đến từ cái gì đại thế lực đệ tử. Cố ý giả bộ không môn không phái võ giả, tới đây tôi luyện chính mình. Đám người giờ này khắc này, đều là không biết vì sao. Cái này, chàng diện an tĩnh lại, liền liền Tử Trùng Tiêu cũng là không xác định. Hừ, tiểu tử, hy vọng ngươi tiến vào thông thiên sa mạc bên trong, còn có hảo vận như thế. Tư Đồ Minh Hạo khẽ nói, ta muốn trị liệu con ta, chuyện giữa chúng ta, không xong. Sợ, Tư Đồ Minh Hạo sợ. Đám người giờ phút này nghẹn họng nhìn chân chối. Mục công tử, Tử Trùng Tiêu đi lên phía trước, cười nói, đến ta Tử Tiêu Tông bên trong ngồi một chút đi, cũng phòng ngừa có người mang ý xấu, đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư. Như thế rất tốt, hai người sóng vai rời đi. Một màn này, chỉ sử dụng mọi người tại đây triệt để mắt trợn tròn. Cái này là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người không nghĩ ra, Hắc Viễn giờ phút này một cái nhấc lên trái tim, cũng là từ từ rơi xuống, đi đến Tiêu Doãn Nhi mấy người bên cạnh. Trác Viễn Hàng giờ phút này cười nói, cái này Tư Đồ gia tộc, không phải lục đại tông môn gia tộc bên trong một người cường đại nhất sao? Tư Đồ Minh Hạo thế nào như vậy sợ? Hắc Viễn cười khổ nói, các ngươi có chỗ không biết, năm đó, Phù Trầm tự hiện nhầm tự chủ phù đồ, đến lục đại tông môn địa bàn, chuẩn bị khai tông lập phái, vừa vặn tại một tòa thành trì bên trong. Gặp được Tư Đồ gia người xính uy phong. Kia phù đồ liền trảm Tư Đồ gia người, chiếm kia một tòa thành trì, kiến tạo Phù Trầm tự, về sau, Tư Đồ Minh Hạo phái người lần lượt chém giết người này, kết quả phát hiện đụng tới đau đầu, tổn thất nặng nề. Lúc ấy ban đầu, chính là kia phù đồ nói một câu nói. Lời gì, Trác Viễn Hàng mấy người không biết, thế mà còn có loại này điển cố. Ta liền đứng ở chỗ này, cứ đợi ở chỗ này, người Tư Đồ gia tới giết ta a. Hắc Viễn cười nói, về sau, phù đồ tam hồn thần vương cảnh giới bày ra, Tư Đồ Minh Hạo tự thân xuất mã, đều không thể chế phục, cuối cùng không có cách, chỉ có thể để Phù Trầm tự khai tông lập phái. Cũng là bởi vì chuyện này, Phù Trầm tự địa vực, đều là từ Tư Đồ gia cướp đoạt tới, nếu không, hiện tại Tư Đồ gia, hai đại linh nguyên cấp thế lực cộng lại, cũng không sánh bằng. Thì ra là thế, Trác Viễn Hàng mấy người cười lên ha hả,
Giờ này khắc này, Mục Vân theo Trác Viễn Hàng đến Tử Tiêu Tông trong đại trướng. Mục công tử hôm nay vì tím đối nhân mở miệng ác khí, đa tạ. Khách khí, Tử Tông chủ, ta cũng chỉ là nhìn kia Tư Đồ Lãng quá mức làm càn, giáo huấn một chút. Mục Vân giờ phút này bình chân như vậy, biểu hiện ra không thèm quan tâm bộ dáng. Tử Trùng Tiêu càng phát ra nhìn không thấu Mục Vân người này. Mục Vân biểu hiện, quá mức bình tĩnh, đó căn bản không giống như là một cái lục nguyên thần quân cảnh giới thanh niên nên có biểu hiện. Tại hạ tới chỗ, tại xa xôi chân trời, chỉ sợ nói, Tử Tông chủ cũng không biết. Nghe đến lời này, Tử Trùng Tiêu nội tâm khẽ giật mình. Đầu tiên, Mục Vân lai lịch không người biết được, tiếp theo, Mục Vân thể hiện ra thực lực, đúng là lệnh người không thể tưởng tượng. Lục nguyên thần quân cảnh giới, trực tiếp dễ như trở bàn tay đánh bại cùng là lục nguyên thần quân Tư Đồ Lãng. Mà lại theo Hắc Viễn nói, Mục Vân từng tại tứ nguyên thần quân cảnh giới, chém giết lục nguyên thần quân cảnh giới võ giả. Vẻn vẹn là điểm này, đủ để thể hiện ra Mục Vân bất phàm. Mà lại, Mục Vân nhất cử nhất động, đều là bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn không giống như là chưa thấy qua việc đời nhà quê. Tử Trùng Tiêu nếu là biết, Mục Vân chém giết đúng là hắn nhi tử, chỉ sợ giờ phút này đã sớm nổi trận lôi đình. Mục công tử lần này, có thể là vì thông thiên lĩnh bên trong ma đầu. Ta là tới nhìn xem náo nhiệt, nguyên bản cũng không định tại địa phương này dừng lại bao lâu, Hắc Viễn thịnh tình không thể chối từ, liền lưu lại, cùng hắn cùng đi ở đây. Mục Vân đối đáp trôi chảy, không chút do dự, hắn cũng đúng là không do dự tất yếu, cay độc thành tinh hắn, cũng không quan tâm những vật này. Tốt, tốt, kia Mục công tử chuyến này có thể cùng ta Tử Tiêu Tông một đạo, đến thời điểm, cũng miễn cho kia Tư Đồ Minh Hạo trong bóng tối động thủ. Mục Vân nhẹ gật đầu, hắn nếu là dám động thủ, vậy liền làm tốt trả giá huyết đồng dạng đại giới lại nói. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, Tử Trùng Tiêu chính là khách khí đem Mục Vân đưa ra. Rời đi đại trướng, Mục Vân thở ra một hơi. Cha, gia hỏa này không rõ lai lịch, vạn nhất là trang lão sói vẫy đuôi. Chưa hẳn, Tử Trùng Tiêu lắc đầu nói, nhìn hắn ăn nói cùng thực lực, không giống như là giả vờ giả vịt, ta ngược lại là muốn nhìn một chút, gia hỏa này, đến cùng có thể chọc ra cái gì cái sò tới. Mà lại Tư Đồ Lãng thực lực mạnh mẽ, lần này bị hắn giáo huấn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, chờ coi tốt ha. Tử Trùng Tiêu nội tâm tự có chủ ý, tiến nhập thông thiên sa mạc bên trong, sẽ phát sinh sự tình gì, ai cũng không biết. Nhưng nếu là đại gia tách ra, kia Mục Vân chính là có cơ hội pha trộn, có thể giết Tư Đồ Lãng, Tư Đồ gia đệ nhất thiên tài không có, kia Tư Đồ gia, có thể nói là thiếu cánh tay một đầu, tương lai đối Tử Tiêu Tông áp lực, liền không có lớn như vậy. Tử Trùng Tiêu nội tâm, rất nhiều suy nghĩ. Mục Vân đối với mấy cái này, lười nhác suy nghĩ nhiều. Trở lại bên ngoài, nhìn xem Tiêu Doãn Nhi mấy người, Mục Vân cất bước đi tới. Thế nào, cái gì thế nào, Tử Trùng Tiêu không hỏi ngươi cái gì. Trác Viễn Hàng kinh ngạc nói. Hỏi a, Mục Vân cười nói, hắn hỏi ta từ phương nào mà đến, ta nói cho hắn, ta đến địa phương, hắn không biết, thuận tiện bịa chuyện một phen. Hắn tin rồi, mấy người nhìn xem Mục Vân. Ánh mắt tràn ngập dò xét. Đoán chừng cũng là nửa tin nửa không tin, bất quá không quan hệ. Mục Vân cười nói, cùng tiến vào thông thiên lĩnh bên trong, nói không chừng còn muốn vạch mặt, không sao cả. Ừm, Trác Viễn Hàng cùng Nhậm Thiếu Long hai người đều là gật đầu. Mục Vân thân phận, vốn chính là cao quý mục tộc thái tử, những người này, đúng là vô pháp cùng Mục Vân đánh đồng. Đông, mà ngay tại giờ phút này, một đạo đông tiếng vang, đột nhiên vang lên. Chương 1905, sa mạc Hoàng Hoa. Nơi xa, sa mạc biên giới, từng đạo hư ảnh, chậm rãi hiển hiện. Những bóng mờ kia, giờ này khắc này, dần dần phóng đại, hiện ra chân hình. Kia là từng tòa xe ngựa, kéo xe tuấn mã, đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên hai cánh, chính là sừng cánh mã. Sừng cánh mã, không chỉ có cước trình vô cùng tốt, còn có thể lăng không lao vùn vụt, chính là ngũ giai thần thú, như thế thần mã, tính tình táo bạo, rất khó thuần phục. Mà giờ khắc này, kia mười mấy con sừng cánh mã, lôi kéo một chiếc xe ngựa khoảng chừng 10 mét chi trường, rộng 7, 8 mét, trước xe ba tên lão giả đứng vững, khí thế bức người, xe ngựa bốn phía, từng đạo màn tre, theo gió nhẹ nhàng phiêu khởi, có thể nhìn thấy, bên trong ngồi một vị thanh niên. Thanh niên bộc lộ ngực, quần áo không chỉnh tề, mà trong xe, mười mấy tên tuổi trẻ nữ tử, bám vào thanh niên bên cạnh thân, bưng rượu đưa hoa quả, từng cái mỹ thái bách sinh. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giác Dực Mã Xa, là, Lưỡng Nghi Các người, một tên võ giả hoảng sợ nói. Lưỡng Nghi Các,
Bọn hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ bọn hắn cũng nhận được tin tức hay sao? Cái này Hạ Hảo, chỉ sợ chúng ta nghĩ đục nước béo cò, càng khó. Một số võ giả giờ phút này sắc mặt hết sức khó coi. Lưỡng Nghi Các, Mục Vân lông mày nhíu lên. Hắc Viễn vội vàng nói, Lưỡng Nghi Các, chính là địa nguyên cấp thế lực, các chủ Đỗ Sơn Hải, là thần hoàng cảnh giới cường giả, địa nguyên cấp thế lực, đối linh nguyên cấp thế lực, có tuyệt đối áp chế. Giác Dực Mã Xa, như vậy đại phô trương, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Lưỡng Nghi Các thiếu các chủ Đỗ Thành. Hắc Viễn sắc mặt có phần lo lắng, truyền ngôn kẻ này, Thiên Phú Ngạo Nhân, đã là đến cửu nguyên thần quân cảnh giới, mà lại làm người mặt ngoài cười ha hả, có thể là hạ thủ tàn nhẫn, mười phần phải. Mục Vân khẽ cười nói, xem ra, lục đại tông môn gia tộc, lần này là phải bị áp chế. Ba ba bá thanh âm giờ phút này đi ra, lục đại tông môn tông chủ tộc trưởng, giờ phút này toàn bộ ra đại trướng, đến sa mạc biên giới, nhìn xem kia Giác Dực Mã Xa, thần sắc khẽ biến. Tư Đồ Minh Hạo khó coi nói, là Đỗ Thành, gia hỏa này, làm sao tới rồi. Động tĩnh lớn như vậy, tin tức khó tránh khỏi để lộ, lần này sợ là vô pháp viên mãn dò xét đi. Phải làm sao mới ổn đây? Mấy người đều là thần sắc khó coi. Trước nghênh đón đi, Thanh Lãm Vân bất đắc dĩ nói, không phải vậy, chọc giận cái này tiểu tổ tông, chúng ta đều không có quả ngon để ăn. Địa nguyên cấp thế lực, có thần hoàng tọa chấn, hoàn toàn không phải bọn hắn linh nguyên cấp thế lực có thể đắc tội. Đỗ công tử, lục đại tông chủ tộc trưởng giờ phút này đều là đi ra phía trước, chắp tay cười nói, đã lâu không gặp, Đỗ công tử cảnh giới càng thêm cường hoành. Hảo, mấy người các ngươi, ít tại trước mặt ta giả vờ giả vịt. Đỗ Thành giờ phút này thân ở trong xe ngựa, thảnh thơi nói, các ngươi sáu người, thật to gan, phát hiện nơi tốt, không cáo chi ta Lưỡng Nghi Các, tự mình động thủ tới lấy, ta nếu không phải nhận được tin tức, chỉ sợ thông thiên lĩnh, bị các ngươi lục đại tông môn chia cắt, lại thúc đẩy các ngươi đến thần hoàng cảnh giới, nói không chừng có thể cùng ta Lưỡng Nghi Các bình khởi bình tọa. Đỗ Thành lời này cười hì hì, có thể là mấy vị tông chủ tộc trưởng lại là sắc mặt hãi nhiên. Tư Đồ Minh Hạo lập tức chắp tay cúi đầu nói, Đỗ Thành thiếu chủ hiểu lầm, hiểu lầm. Lần này, chúng ta cũng không biết thông thiên lĩnh vị trí cụ thể, cho nên lục đại tông môn gia tộc tụ tập cùng một chỗ, chính là vì thương lượng, nhìn xem có thể hay không tìm tới di chỉ chỗ, chúng ta chuẩn bị tiến vào bên trong, đợi khi tìm được thông thiên lĩnh, lại đi thông chi quý các. Đúng vậy a, đúng a, chuyện lớn như vậy, chúng ta lục đại tông môn, chỗ nào có thể gánh chịu. Lập tức, lục vị tông chủ và tộc trưởng đều là cúi đầu khom lưng, từng cái ánh mắt tràn ngập cung kính. Thật sao, đương nhiên, đương nhiên, mấy người chắp tay tới eo, không dám khinh thường. Cái này Đỗ Thành, là thuộc về khẩu Phật tâm xà, giết người có thể là không chút nương tay. Hảo, đã như vậy, ta đã là đến, các ngươi mở đường đi. Mục Vân gật đầu nói, lần này ta liền đi theo các ngươi đằng sau, nhìn xem đến cùng có vật gì tốt. Lời này vừa nói ra, sáu người triệt để minh bạch, lần này, là căn bản không có khả năng hất ra Lưỡng Nghi Các. Thế nào, không vui lòng, vui lòng, vui lòng, vui lòng chi cực. Tư Đồ Minh Hạo lập tức nhìn phía sau Tư Đồ ra đám người, mở miệng quát, chuẩn bị thỏa đáng, lên đường đi. Cái khác ngũ đại tông môn chấp trưởng giả cũng là lập tức gọi chính mình thuộc hạ, bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Lập tức, sa mạc biên giới, đám người chờ xuất phát, trùng trùng điệp điệp đi tới sa mạc bên trong. Kia Đỗ Thành, từ đầu đến cuối, không có xuống xe. Ngồi giữa không trung trong xe ngựa, cực nóng ánh nắng, bị xe đóng che chắn, mỹ nữ món ngon làm bạn, quên cả trời đất. Những người khác, phân tán ra đến, hướng phía sa mạc bên trong tiến lên. Linh nguyên cấp thế lực, địa nguyên cấp thế lực, thiên nguyên cấp thế lực, dù không có minh xác thuộc sở hữu phân chia, có thể là đại gia trong lòng đều hiểu. Hắc Viễn cùng Mục Vân giới thiệu nói, Lưỡng Nghi các chủ Đỗ Sơn Hải, nghe nói là tam phách thần hoàng cảnh giới, mà lại môn bên trong còn có mấy vị nhất phách. Nhị phách thần hoàng cảnh giới cao thủ, tại lục tông nhãn bên trong, cái này là vô pháp chống lại. Mục Vân nhẹ gật đầu, xem ra, vô luận là ở đâu bên trong, luôn có loại này mạnh yếu phân chia. Từng tại tiên giới thời điểm, kiếm vực bên trong, chính là có phàm thiết cấp thế lực, thanh đồng cấp thế lực, bạch ngân cấp thế lực, hoàng kim cấp thế lực phân chia. Nơi có người, liền có tranh đấu, mà có tranh đấu, liền tồn tại mạnh yếu, áp chế. Đám người giờ này khắc này tiếp tục đi tới. Hướng phía sa mạc chỗ sâu đi đường. Lần này Đỗ Thành đến, lục đại tông môn không dám đùa hoa văn, mang theo đám người, trong sa mạc, tìm kiếm lấy cái gì. Xem ra, lục đại tông môn là biết thông thiên lĩnh vị trí, trước đó, còn cất giấu tiểu tâm tư. Tiêu Doãn Nhi cười nói,
Đây cũng là, lục đại tông môn, không có chỗ nào mà không phải là cây độc thành tinh nhân vật, đương nhiên muốn đem những cái tán tu trừ bỏ. Mấy người không ngừng tiến lên, sa mạc bên trong, nhiệt độ nóng bỏng, lệnh người mồ hôi đầm đìa. Cho dù là thần quân cảnh giới võ giả, đối với chỗ này sức chống cự cũng là có hạ xuống. Tiến lên không bao lâu, Trác Viễn Hàng, Tiêu Doãn Nhi mấy người, liền không thể không dùng nguyên thần chống cự nóng rực. Ngược lại là Mục Vân, toàn thân trên dưới, cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác, vô cùng thoải mái. Tiêu Doãn Nhi cầm Mục Vân bàn tay, chính là cảm giác, mười phần nhẹ nhàng khoan khoái, không có chút nào khô nóng cảm giác. Mục Vân nhìn xem mấy người, cười nói, nhìn các ngươi nóng. Bàn tay hắn vung lên, một đạo thanh lương chi khí, lập tức đem mấy người quay chung quanh. A, Hắc Viễn một kinh, cái này khí lạnh lẽo hơi thở, để hắn lập tức cảm giác, quanh thân nóng bỏng tiêu tán, mười phần sảng khoái. Như thế nào, mỹ diệu, Hắc Viễn cười nói, đúng thế, đại ca người mang thiên hỏa dị thủy, chí nhiệt chí hàn chỗ, căn bản đối với hắn không phải sự tình. Mục Bất Phàm thừa cơ vuốt mông ngựa nói, ước chừng tiến lên gần nửa ngày thời gian, sắc trời dần muộn, bóng đêm giáng lâm. Trong sa mạc nhiệt độ, chậm lại, đại bộ đội đêm khuya dừng lại chỉnh đốn, Mục Vân mấy người tìm một vùng, ngồi xuống. Không biết nơi này đến cùng ở nơi nào a? Triệu Nha Minh mở miệng nói, lục đại tông môn người, sẽ không mang theo Đỗ Thành tại loạn chuyển a? Ta muốn bọn hắn cũng không dám, Đỗ Thành thân trước, kia ba tên lão giả, khí tức cường đại, Tư Đồ Minh Hạo bọn hắn, không dám làm ẩu, nếu không lưỡng nghi các, có thể không tha cho bọn hắn. Mấy người nghỉ ngơi, chỗ đả tỏa. Mục Vân giờ phút này, chìm vào đến trong tu luyện, không nói một lời. Hắn hiện tại đến lục nguyên thần quân cảnh giới, thân thể bên trong, lực lượng cường đại không chỉ gấp 10 lần. Có thể là, lục nguyên thần quân chuyển biến, nguyên thần cường đại, lại là mang cho thân thể của hắn một ít gánh vác. Nguyên thần cường đại tốc độ quá nhanh, mà thân thể không có đuổi theo. Dạng này liền sẽ dẫn đến thân thể vô pháp đuổi theo nguyên thần cường đại, một ít thần quyết thi triển, hội uy lực giảm nhỏ. Mục Vân giờ này khắc này, bình yên ngay tại chỗ, cẩn thận điều tra lấy thân thể của mình. Hắn hiện tại thân thể, cho dù là một cọng tóc gáy, ném tới ngày xưa thiên vận đại lục phía trên, đó chính là một kiện tuyệt thế thần khí. Chính là tại tiên giới, cũng là để vô số người điên điên cuồng đuổi theo trục cường đại thần khí. Hiện nay, thân thể của hắn, mỗi một bộ phận, đều là đi qua rèn luyện, bản thân hắn, chính là một kiện thần khí. Thậm chí một giọt tiên huyết, đủ để sử dụng một vị nhân tiên, trực tiếp đạt đến tiên đế cảnh giới, tiềm lực vô hạn. Đây chính là hắn hiện nay cường đại. Thời gian từ từ trôi qua, đêm đã sâu vô cùng, Tiêu Doãn Nhi tựa ở Mục Vân trong lòng, khuôn mặt điềm tĩnh, ngủ được rất an tường. Oa oa, mà ngay tại giờ phút này, từng đạo thấp oa oa âm thanh đột nhiên vang lên. Mục Vân đôi mắt, trực tiếp mở ra. A, đột nhiên, một tiếng hét thảm, kinh động tại chỗ tất cả mọi người. Kia một đạo tiếng kêu thảm thiết, cho người cảm giác, mười phần thê lương. Ngay sau đó, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Đám người bị triệt để bừng tỉnh, Tiêu Doãn Nhi giờ phút này mở hai mắt ra, cẩn thận nhìn xem bốn phía. Mục Vân ngồi dưới đất, sắc mặt phát lạnh, bàn tay đột nhiên giết ra, một chưởng trực tiếp cắm vào đất cát bên trong. Phốc, tiên huyết chảy ra, một chưởng kia, trực tiếp đem mặt đất xé mở, một thân ảnh, bị Mục Vân cắt chém thành hai nửa. Ngũ giai thần thú sa mạc hoàng hoa, thấy cảnh này, Hắc Viễn thần sắc biến đổi. Ngũ giai thần thú, sa mạc hoàng hoa, chính là sinh hoạt trong sa mạc hung tàn thần thú, này thần thú, chuyên thích thôn phệ, đem người nuốt chửng vào thân thể bên trong, hết thảy đều tiêu hóa sạch sẽ. Mà lại, sa mạc hoàng hoa, cực kỳ am hiểu ngụy trang, dung nhập vào trong sa mạc, không nhúc nhích phía dưới, giống như vật chết, căn bản là không có cách phân biệt. Giờ này khắc này, trong bầu trời đêm, hạo nguyệt phía dưới, từng cái sa mạc hoàng hoa, từ dưới mặt đất chui đi lên, toàn thân màu vàng bọt khí. Bị hạt cát bao trùm, bộ dáng xấu xí vô cùng. Từng cái thần quân cảnh giới võ giả, không cẩn thận, chính là bị sa mạc hoàng hoa lưỡi dài quấn lấy, nuốt vào trong bụng. Cẩn thận, Mục Vân giờ phút này nhanh mắt nhanh miệng, một cái sa mạc hoàng hoa nhắm chuẩn Tiêu Doãn Nhi, lưỡi dài nuốt ra, trực tiếp cuốn về phía Tiêu Doãn Nhi. Mục Vân trực tiếp một tay chảo ra, đem kia sa mạc hoàng hoa lưỡi dài bắt lấy. Không thể, Hắc Viễn giờ phút này hoảng sợ nói, trên lưỡi có kịch độc. Không sao cả, Mục Vân hấp thu nhiều loại thiên hỏa, căn bản không sợ độc. Trên bàn tay, một vòng hỏa tuyến dâng lên, trực tiếp truyền lại hướng kia sa mạc hoàng hoa, lập tức lốp bốp thanh âm vang lên. Đem Tiêu Doãn Nhi kéo trước người, Mục Vân nhìn kỹ bốn phía.
Giờ phút này, không biết bao nhiêu sa mạc hoàng hoa từng cái bay ra ngoài, nhảy lên hơn 100 mét cao, rơi xuống chính là nuốt vào một tên võ giả. Thực lực cường đại võ giả, may mắn còn sống, có thể là bị nọc độc nhiễm, cũng là thân thể hư thối. Hơn vạn người đội ngũ, lập tức loạn thành một bầy. Chương 1906, gấp gáp cái gì? Chúng ta làm sao bây giờ? Mục công tử, Hắc Phiến giờ phút này cũng là hoảng hồn. Rút, rút, Mục Vân lần nữa mở miệng nói, đi theo kia Tử Thiên Vũ đi. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tốt, dù không biết Mục Vân đang có ý đồ gì, có thể là dưới mắt, không còn cách nào khác. Nơi đây sa mạc hoàng hoa, thực sự là quá nhiều, không cẩn thận, khả năng liền chết ở chỗ này. Hiện nay cũng có rất nhiều người hướng phía bên ngoài chạy trốn mà đi. Đại bộ đội đã là loạn, lục đại tông môn võ giả, giờ này khắc này, cũng là bắt đầu phân tán ra tới. Hắc Phiến ánh mắt độc ác, nhìn chằm chằm Tử Thiên Vũ, ở phía trước dẫn đường, Mục Vân mấy người đi theo mà bên trên. Thời gian từ từ trôi qua, trọn vẹn đến lúc rạng sáng, mặt trời mới mọc dâng lên, hơn vạn người đội ngũ, giờ phút này sớm đã là bị triệt để tách ra. Mục Vân 10 người, giờ này khắc này, trong sa mạc tiến lên. Cái này sa mạc hoàng hoa, quá ác, Mục Bất Phàm giờ phút này vẫn y như là lòng còn sợ hãi. Kỳ quái, Triệu Nha Minh lại là mở miệng nói, sa mạc hoàng hoa, tính công kích không mạnh, trừ phi là chúng ta xâm lấn đến lãnh địa của bọn nó bên trong. Hơn nữa nhìn tối hôm qua tư thế, nơi đó chính là sa mạc hoàng hoa xào huyệt A. Mục Vân giờ phút này lại là nhãn bên trong mang cười. Cái này sa mạc hoàng hoa, xuất hiện đúng là cổ quái, lục đại tông môn dẫn đường, thế mà đưa đến sa mạc hoàng hoa hang ổ, lợi hại. Nghe đến lời này, mấy người nội tâm lập tức minh bạch. Lục đại tông môn, cố ý như thế. Mục đích, bày thoát lưỡng nghi các võ giả. Sau đó liền xem như lưỡng nghi các truy vấn. Lục đại tông môn nếu là tại thông thiên lĩnh bên trong đạt được chỗ tốt, lục vị tông chủ nếu là có thể tấn thăng đến thần hoàng cảnh giới, cũng liền không sợ lưỡng nghi các. Xem ra, lục đại tông môn, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Còn có thể truy tìm đến Tử Thiên Vũ tin tức sao? Tại chúng ta phía trước vài dặm địa vị trí, mang theo hơn 10 vị Tử Tiêu Tông cao thủ. Tốt, xa xa đi theo là được. Vâng, Hắc Phiến giờ phút này toàn tâm truy đuổi Tử Thiên Vũ, mặc kệ cái khác. Mục Vân đám người, theo ở phía sau, thông thiên sa mạc bên trong, không ngừng xuất hiện cát lính, đem ánh mắt đỡ ra đến, lại thêm ban ngày nhiệt độ cực nóng, hơn nữa còn sẽ xuất hiện hải thị thận lâu, rất khó phát hiện có người theo dõi. Tử Thiên Vũ giờ này khắc này, mang theo một đội nhân mã, hướng về một phương hướng tiến lên. Đại công tử, không ai theo dõi. Một tên đường chủ giờ phút này cung kính nói, chúng ta có thể yên tâm đi tới. Tốt, Tử Thiên Vũ giờ phút này ngoại thương khỏi hẳn. Cả người tinh khí thần đều là ở vào hoàn mỹ trạng thái. Lưỡng nghi các cái kia Đỗ Thành, còn nghĩ thò một chân vào, há không biết chúng ta lục đại tông môn đã sớm dự phòng chiêu này. Tử Thiên Vũ khẽ nói, bọn hắn nghĩ chặn ngang một cước, vậy đơn giản là muốn chết. Đại công tử, chúng ta còn là mau chóng đi đường đi, tuy nói lần này chúng ta cùng cái khác ngũ tông môn làm tốt hiệp định, có thể là khó đảm bảo bọn hắn sẽ không làm ẩu, vạn nhất đụng phải những tông môn khác đệ tử, chỉ sợ lên xung đột. Chậm trễ thời gian. Tử Thiên Vũ giờ phút này nhẹ gật đầu. Đi nhanh như vậy làm cái gì? Đến thời điểm chết trước, không phải là ngươi sao? Tử Thiên Vũ, mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng cười đột nhiên vang lên. Đâm nghiêng bên trong, hơn 10 đạo thân ảnh giờ phút này đột nhiên giết ra. Một người cầm đầu, thần thái cao ngạo, chính là Tư Đồ Lãng. Tư Đồ Lãng, ngươi tại nơi này làm cái gì? Nhìn thấy Tư Đồ Lãng, Tử Thiên Vũ lập tức khẩn trương lên. Ta tại nơi này làm cái gì? Tư Đồ Lãng cười hắc hắc nói, bản công tử cùng ngươi một đường, chúng ta lục đại tông môn kế hoạch, đại gia phân tán trốn khỏi, cuối cùng tụ hợp, có thể là, tại cái này tụ hợp trên đường, nói không chừng, ngươi không may, đụng phải cái gì sa mạc thần thú, chết ở chỗ này, cũng là có khả năng. Nghe đến lời này, Tử Thiên Vũ lập tức minh bạch. Tư Đồ Lãng ra hỏa này, là cố ý ở chỗ này chờ hắn. Tốt, Tư Đồ Lãng, ngươi nguyên lai muốn giết ta, hôm nay. Ai chết, còn chưa nhất định đâu. Tử Thiên Vũ giờ phút này nộ khí đầy ngực, lần trước bị Tư Đồ Lãng hung hăng giáo huấn, mất hết mặt. Mặc dù về sau, Tư Đồ Lãng bị Mục Vân kém chút làm thịt, nhưng là dù sao không phải hắn tự tay giáo huấn Tư Đồ Lãng. Mà lần này, vừa vặn vì chính mình báo thù, Tử Thiên Vũ hai tay nắm chặt, nộ khí đầy ngực. Đại công tử, bây giờ không phải là khoe khoang thời điểm, mấy người lão phu ngăn lại kẻ này,
đại công tử hiện tại mau trốn. Một tên đường chủ giờ phút này mở miệng nói, chỉ có đại công tử đào tẩu, tìm tới tông chủ, Tư Đồ Lãng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn, trốn nơi nào đâu, nhìn xem mấy người, Tư Đồ Lãng lại là cười nói, Tử Thiên Vũ, yên tâm, ngươi không phải cái thứ nhất, đến thời điểm, ta sẽ để cho cái kia Mục Vân, cũng cùng ngươi cùng chết. Lời nói rơi xuống, Tư Đồ Lãng vẫy tay một cái, ba 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 mấy thân ảnh giờ phút này lập tức xông ra. Những người kia, đều là Tư Đồ gia tộc tông lão, phần lớn là thất nguyên thần quân, bát nguyên thần quân cảnh giới. Ngược lại là đi theo Tử Thiên Vũ mười mấy người, chỉ có hai ba tên đường chủ, bát nguyên thần quân cảnh giới, còn dư phần lớn là thất nguyên, lục nguyên thần quân cảnh giới. Tử Thiên Vũ xem xét liền biết, phía bên mình thế yếu, vô tâm ham chiến, nhìn thấy mấy vị đường chủ giết ra, lập tức xoay người bỏ chạy đi. Chạy, Tử Thiên Vũ, ngươi chạy trốn được sao? Tư Đồ Lãng giờ phút này nhãn bên trong đầy là vẻ đùa cợt. Tử Thiên Vũ thực sự là quá mức khinh thường hắn. Lần này đi theo Tử Thiên Vũ ở đây, chính là vì làm thịt tiểu tử này, thân là Tử Tiêu Tông đại công tử, Tử Thiên Vũ bỏ mình, còn lại mấy cái kia công tử, không đáng giá nhắc tới, hơn ngàn năm về sau, Tử Tiêu Tông, căn bản bất lực cùng Tư Đồ gia tộc chống lại. Thánh quyền phi long, Tư Đồ Lãng trực tiếp huy quyền giết ra, đấm ra một quyền, ầm ầm lực lượng vỡ ra. Đại địa tại lúc này, đều là run rẩy lên, hoàng sa dưới một quyền này, triệt để thành loạn lưu, ngưng tụ thành một nắm đấm. Trực tiếp trùng kích hướng Tử Thiên Vũ. Song phương các vị cao thủ lập tức giao thủ, toàn bộ hoàng sa địa, cát bụi mạn thiên, nhìn quả thực là mười phần lộn xộn. Công tử, Hắc Viễn giờ phút này chiết thân, thở hổn hển nói, phía trước đánh lên. Đánh lên rồi, Tư Đồ Lãng mang theo một nhóm người, đem Tử Thiên Vũ ngăn lại, chuẩn bị làm thịt Tử Thiên Vũ. Nghe đến lời này, Mục Vân mỉm cười, Tư Đồ Lãng, thật đúng là xảo, tiểu tử này, chính mình chịu chết. Vậy liền tác thành cho hắn hảo. Mục Vân đi ra phía trước, nhìn về phía trước cồn cát. Công tử, hiện tại xuất thủ sao? Gấp gáp cái gì? Mục Vân lần nữa nói, Tử Thiên Vũ gần như tử địa, chúng ta lại ra tay, đoán chừng hắn nhìn thấy ta, sau nhìn thấy cha hắn còn cảm giác thân thiết, hiện tại xuất thủ làm cái gì? Nghe đến lời này, mấy người đều là ngầm hiểu. Tử Tiêu Tông tất nhiên sẽ đi tới Nam Trác Vực, Mục Vân hiện tại cùng hắn giao hảo, sử dụng Tử Tiêu Tông cùng Tư Đồ ra trở mặt. Đến thời điểm liều mạng tướng tranh, bọn hắn ngược lại là có thể sống chết mặc bay. Hắc Viễn giờ phút này ánh mắt nhìn về phía Mục Vân, cũng là nội tâm cười nhạt. Mặc dù Mục Vân chỉ là lục nguyên thần quân cảnh giới, tại lục đại tông môn tông chủ tộc trưởng nhãn bên trong, không tính là gì, có thể là tâm cơ cùng mưu lược, không là bình thường mạnh. Hắc Viễn nội tâm luôn cảm giác, tương lai, Mục Vân nói không chừng, thật có thể trực tiếp đem toàn bộ lục đại tông môn triệt để nhất thống, hình thành một cái địa nguyên cấp thế lực. Giờ này khắc này, Tử Thiên Vũ cùng Tư Đồ Lãng hai người tướng tranh, đánh khí thế ngất trời, hai người giờ này khắc này, đều là ghi hận trong lòng. Có thể là Tử Thiên Vũ dù sao chỉ là ngũ nguyên thần quân cảnh giới, không bao lâu, chính là vô pháp chống cự Tư Đồ Lãng công kích, cả người liên tục bại lui. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức cảm giác, thời cơ đến. Tử Thiên Vũ, ngươi không phải là đối thủ của ta nếu không phải nghĩ trêu đùa ngươi một phen, ngươi đã sớm chết. Tư Đồ Lãng giờ phút này uy vũ bất phàm, lăng lập giữa không trung, cười nhạo nói, hôm nay, liền để ta hiểu rõ ngươi đi, đến thời điểm xuống địa ngục, nhìn thấy ngươi phụ thân, đừng quên hướng hắn khóc lóc kể lể. Đao đến, Tư Đồ Lãng khẽ quát một tiếng, trong tay bất ngờ xuất hiện một thanh trường đao. Đao hồn tại lúc này phát động, từng đạo đao khí, trực tiếp khuếch tán ra tới. Oanh, tiếng oanh minh vang lên, hắn toàn bộ thân thể giờ phút này trực tiếp trùng kích xuống tới. Nhìn quả thực là đao thần giáng lâm, Tử Thiên Vũ lập tức ngốc. Hắn căn bản không có cách nào chống cự loại này cảm giác áp bách mạnh mẽ. Thực sự là quá cường đại, ta không cam tâm, Tử Thiên Vũ giờ phút này phẫn hận không thôi, hắn không cam tâm chết ở chỗ này, hắn vốn nên là kế thừa Tử Tiêu Tông tông chủ chi vị, tương lai tốt đẹp tiền đồ. Nhưng là bây giờ, lại là phải chết ở chỗ này. Chết, Tư Đồ Lãng trực tiếp một đao đánh xuống, đao mang kia, thực chất hóa. Tại lúc này trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành từng đạo đao ảnh, thẳng hướng Tử Thiên Vũ. Không, Tử Thiên Vũ hét lớn một tiếng, ánh mắt trống rỗng, có thể là, căn bản là không có cách ngăn cản. Oanh, trong khoảnh khắc, hoàng sa mạn thiên, mặt đất xuất hiện một đạo hố sâu, hết thảy, bị nổ thành cho bụi. Trong một chớp mắt, Tử Thiên Vũ không cảm giác được một tia đau đớn. Ta, chết sao, đây chính là chết cảm giác sao? Tử Thiên Vũ mờ mịt nhìn xem bốn phía. Thương hoàng một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy.
Có thể là thân trước, một thân ảnh, đột nhiên xuất hiện. Kia một thân ảnh, một thân mực sắc trường sam áo choàng, thân mang một kiện mực sắc võ phục, kề sát thân thể, bên hông thắt một đầu bảo mang, thân ảnh mơ hồ, đứng tại trước người mình. Ngươi là, Mục Vân, Tử Thiên Vũ sững sờ, nói, ngươi thế mà cũng chết sao? Ngươi làm sao lại chết? Tỉnh đi, Mục Vân mở miệng nói, Tử Thiên Vũ, ta không chết, ngươi cũng không chết, thấy rõ ràng lại nói. Hắn lời nói rơi xuống, Tử Thiên Vũ nhìn xem bốn phía, hoàng sa lui bước, đại địa hiện ra bộ dáng, mấy vị đường chủ giờ phút này vẫn tại dục huyết phấn chiến. Không chết, Tử Thiên Vũ lập tức nhãn bên trong đầy là kinh hỉ. Là ngươi đã cứu ta, kia Tư Đồ Lãng đâu? Tử Thiên Vũ lập tức kinh hỉ nói. Ây, ở nơi đó, Mục Vân ngón tay phía trước, một thân ảnh, giờ phút này nằm dạp trên mặt đất, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, nhìn thực sự là thê thảm. Chính là Tư Đồ Lãng, Tử Thiên Vũ, muốn giết hắn, cầm lấy đao, trực tiếp làm thịt hắn đi. Mục Vân cười nhạt nói, không phải vậy, hậu hoạn vô tận đâu. Nghe đến lời này, Tử Thiên Vũ nhãn bên trong, một vòng sát cơ hiển hiện. Hắn đúng là muốn giết Tư Đồ Lãng, kẻ này đã là đối với hắn động sát tâm, không giết hắn, hậu hoạn vô tận. Mà lại đem đến từ mình nếu là chấp trưởng Tử Tiêu Tông, kia Tư Đồ Lãng chính là mình số một đối thủ. Một bước đi qua, Tử Thiên Vũ nhãn bên trong, tơ máu dày đặc. Tư Đồ Lãng giờ phút này, cả người lại là ngốc. Mục Vân, lại là ngươi. Tư Đồ Lãng nhịn không được mắng thầm, đáng chết, vì cái gì ngươi, đều ở bên cạnh ta, âm hồn bất tán. Tại sao không, Mục Vân thì thào nói nhỏ, ai bảo ngươi, nhiều tại trong đám người, nhìn thê tử của ta một ánh mắt. Chương 1907, vụ oan giá họa. Phốc, đao hạ, Tư Đồ Lãng thân thể, dần dần cứng ngắc, Tử Thiên Vũ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Nhìn xem Mục Vân bên người xuất hiện Tiêu Doãn Nhi, Tư Đồ Lãng ảo não không thôi. Chỉ vì tại trong đám người, thoáng nhìn Tiêu Doãn Nhi một ánh mắt, hắn chính là mất mạng. Đáng ghét, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đáng tiếc, hết thảy đều không có quay lại chỗ trống. Giờ này khắc này, Tử Thiên Vũ thở ra một hơi, thân thể sụi lơ trên mặt đất. Vừa rồi, kém chút chính là hắn chết. Mục Vân huynh đệ, đa tạ. Tử Thiên Vũ giờ này khắc này giãy giụa lấy đứng dậy, chắp tay nói, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta đã chết. Khách khí, Mục Vân mỉm cười, không có nói nhiều. Mà giờ khắc này, Trác Viễn Hàng mấy người, cũng là từng cái đi tới. Đến mức Tư Đồ ra những cường giả kia, nhìn thấy Tư Đồ Lãng bị giết, từng cái tim mật đều giật mình, nơi nào còn dám dừng lại, mau chóng rời đi nơi đây. Chuyện này, nhất định phải bẩm báo cho nhà mình môn chủ, bằng không mà nói, bọn hắn khó thoát khỏi cái chết. Mà Tử Thiên Vũ giờ phút này nhìn xem Mục Vân, quả thực là làm thành mưa đúng lúc, lòng tràn đầy sùng bái. Mục huynh, trước đó, chính là chúng ta Lục Đại Tông Môn gia tộc, đã sớm chế định tốt kế hoạch, chưa kịp cáo chi Mục huynh, thực sự là thật có lỗi. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói, không sao, ta trước đó một mực vẫn không rõ, hiện tại xem như biết. Mục Vân mặt ngoài tự nhiên là cười ha hả, nói đúng ra, Lục Đại Tông Môn gia tộc, căn bản không có ý định nói cho những người khác. Kia Tử Trùng Tiêu mặt ngoài cùng hắn khách khí, trên thực tế cũng căn bản không có đem hắn coi ra gì. Mà bây giờ, Tử Thiên Vũ nói với mình, không ở ngoài là vô pháp giải thích. Mục huynh, cùng ta cùng nhau tiến đến, tìm ta phụ thân, lần này Mục huynh cứu tính mạng của ta, ta tự nhiên là phải thật tốt báo đáp, thông thiên lĩnh chuyến đi, tất có Mục huynh một phần. Đối với cái này, Mục Vân cũng không có nói cái gì. Lúc này khác, mấy vị kia đường chủ cũng là tới gần Tử Thiên Vũ, cẩn thận nhìn xem Mục Vân. Đại công tử, ngài không có sao chứ? Không sao, nhờ có Mục huynh, nếu không ta chỉ sợ đã chết. Mấy vị kia đường chủ nhìn chằm chằm Mục Vân, nhìn nửa ngày, một tên đường chủ trầm giọng nói, đại công tử, tiểu tử này xuất hiện thời cơ quá hảo, ai biết có phải là cố ý chờ lấy đại công tử gặp được nguy nan, làm viện thủ, chiếm được hảo cảm. Ngươi nói cái gì? Trác Viễn Hàng lập tức quát, thế nào, không phải là không có loại khả năng này, chúng ta đại công tử, tương lai có thể là Tử Tiêu Tông tông chủ. Ngươi, im miệng, Tử Thiên Vũ lập tức quát, Mục huynh xuất thân cứu ta, cái này là đại ân, các ngươi sao có thể tùy ý phỏng đoán. Lui xuống đi, vâng, Tử Thiên Vũ nhìn xem Mục Vân, nói xin lỗi, thực sự là không có ý tứ, Mục huynh, thuộc hạ nói lỡ. Không sao cả, đã như vậy, Mục huynh cùng ta cùng đi đi. Ừm, mọi người nhất thời xuất phát, có thể là trên đường đi, mấy vị kia đường chủ đem Tử Thiên Vũ vây quanh ở trung ương, nhìn xem Mục Vân, nhãn bên trong mang theo cẩn thận.
Đối với cái này, Trác Viễn Hàng cùng Nhậm Thiếu Long hai người, nội tâm tức giận không thôi. Thứ gì, Nhậm Thiếu Long nhịn không được mắng, cứu hắn một mạng, còn bộ này lỗ mũi trâu bộ dáng, hừ. Hảo, Mục Vân giờ phút này lại là cười nói, cứu hắn, cũng là vì giết hắn, để hắn đắc ý một hồi thôi, không phải vậy chúng ta làm sao tìm được thông thiên lĩnh vị trí. Vâng, giờ phút này, phía trước, Tử Thiên Vũ bên cạnh mấy người cũng là cẩn thận từng ly từng tí. Đại công tử, người sao có thể đồng ý mang theo hắn đi đâu? Đúng vậy a, gia hỏa này, không rõ lai lịch, sợ phòng có biến a. Tử Thiên Vũ lại là phất phất tay cười nói, không sao, coi như hắn nghĩ đùa nghịch tâm tư gì, cũng có phụ thân trông giữ hắn, tiểu tử này, nếu là lai lịch bất phàm, chúng ta đương nhiên phải nịnh bợ, nhưng nếu là trang lão sói vẫy đuôi, vậy liền. Đem Tư Đồ Lãng chết, đẩy lên trên người hắn, đến thời điểm, nhìn hắn như thế nào ứng biến. Công tử anh minh, thuộc hạ minh bạch, một trước một sau, đám người hướng phía sa mạc chỗ sâu tiếp tục tiến lên, ước chừng nửa ngày thời gian, ngày đến giữa trưa, Tử Thiên Vũ ngừng lại. Đến, nhìn về phía trước, Tử Thiên Vũ đột nhiên mở miệng nói. Đến rồi, tới chỗ đó rồi, này trước mặt, vẫn y như là hoàng sa mạn thiên, chỗ nào đến rồi. Trác Viễn Hàng cùng Nhậm Thiếu Long đám người, đều là không hiểu. Tử Thiên Vũ cũng không nói nhiều, trực tiếp bàn tay vung lên, rầm rầm thanh âm vang lên, đại địa phía trên, hoàng sa cổ động, phía trước, nguyên bản thoạt nhìn là cát lĩnh, có thể là tại lúc này, lại là ầm vang ở giữa sụp đổ ra. Cát lĩnh sụp đổ, một cái thông đạo, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mục huynh, mời, Tử Thiên Vũ nhìn xem Mục Vân, khẽ cười nói. Đám người hướng phía thông đạo bên trong đi tới, không bao lâu, chính là nhìn thấy, phía trước xuất hiện một tòa hoàng sa cung điện. Cung điện kia vuông vức, cao càng trăm trượng, dài rộng đều mấy trăm mét. Mà giờ khắc này, tứ phương cung điện trước đó, lần lượt từng thân ảnh đứng vững, khoảng chừng hơn nghìn người. Mục huynh không cần kinh ngạc, chúng ta lục đại tông môn gia tộc lúc đầu đã là thương định hảo, cho nhau thương thảo phía dưới. Lục đại tông môn đều có 200 người tham gia lần này kế hoạch, vì đây, thậm chí hy sinh không ít tông môn đệ tử. Tử Thiên Vũ giải thích nói, Mục Vân cũng biết điểm ấy. Đêm qua sa mạc Hoàng Hoa xuất hiện, sử dụng một ít độc tu võ người bỏ mình, có thể là lục đại tông môn đệ tử, cũng là chết không ít. Xem ra, vì phòng ngừa lưỡng nghi các, lục đại tông môn thật đúng là bỏ được. Đi thôi, Tử Thiên Vũ giờ phút này đi ra phía trước, nhìn xem đám người, trực tiếp tìm tới Tử Trùng Tiêu. Phụ thân, Thiên Vũ, nhìn thấy con trai mình bình an đến, Tử Trùng Tiêu cũng là thở ra một hơi. Mục công tử, nhìn thấy Mục Vân thế mà cũng xuất hiện ở đây, Tử Trùng Tiêu nội tâm kinh ngạc. Chuyện này chuẩn bị, chỉ có lục đại tông môn cao tầng biết, tham dự tư cách, ít nhất là đường chủ cấp bậc, liền Hắc Viễn cũng không có tư cách tham dự. Có thể là Mục Vân làm sao tới rồi. Lập tức, Tử Thiên Vũ đem sự tình giảng thuật một lần. Cái gì? Tử Trùng Tiêu phẫn nộ nói, cái này Tư Đồ Lãng, thực sự là cả gan làm loạn, lại dám ra tay với ngươi, bất quá ngươi giết hắn, ngược lại là một chuyện phiền toái. Cho nên, phụ thân, chúng ta có thể đem sự tình. Tử Thiên Vũ linh hồn truyền âm nói, đem sự tình toàn bộ giao cho Mục Vân, nói là Mục Vân chém giết Tư Đồ Lãng, cứ như vậy, Tư Đồ Minh Hạo đem nộ khí đều vung đến Mục Vân trên thân, không liên quan gì đến chúng ta. Tử Trùng Tiêu nghe đến lời này, nhãn bên trong một vòng tinh quang hiện lên. Chỉ là, trong lòng của hắn cũng có kiêng kỵ, vạn nhất Mục Vân thân phận thật là lai lịch bất phàm, dạng này có thể là đắc tội Mục Vân thế lực phía sau. Có thể là nghĩ lại, đem hết thảy giao cho Mục Vân, vậy chuyện này, Tư Đồ Minh Hạo làm sao có thể nuốt được khẩu khí này. Dưới cơn nóng giận, chém giết Mục Vân phía sau, nếu là thật sự có thế lực cường đại, kia Tư Đồ Minh Hạo đắc tội đại gia tộc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu là không có, kia Mục Vân chết rồi, cũng đối Tử Tiêu Tông không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Tử Trùng Tiêu đột nhiên thần sắc vui mừng. Giờ này khắc này, lục đại tông môn võ giả, tụ tập không sai biệt lắm. Tư Đồ Minh Hạo nhìn xem đám người, nói, hảo, đã đại gia đã là đến không sai biệt lắm, vậy bây giờ liền có thể bắt đầu chuẩn bị mở ra thông thiên lĩnh. Mấy vị tông chủ cũng đều là gật đầu đồng ý. Chỉ là Tư Đồ Minh Hạo lời tuy như thế, thế nhưng lại còn là lo lắng cho mình nhi tử. Tư Đồ Lãng theo đạo lý đến nói, hẳn là đã đến, thế nào còn chưa tới. Lục đại tông môn tông chủ tộc trưởng, giờ phút này đứng thành một hàng, nhìn xem kia hoàng sa cung điện, bàn tay vung vẩy, ầm vang ở giữa, lục đạo khí thế mênh mông, dũng đãng mà ra. Đây chính là thần vương cảnh giới cường giả thực lực, cho người ta một loại cực mạnh mẽ nghiền ép cảm giác.
Mục Vân giờ phút này đứng ở trong đám người, không có mở miệng. Vừa rồi Tử Trùng Tiêu cùng Tử Thiên Vũ hai cha con âm thầm giao lưu, tựa hồ đang suy nghĩ gì ý đồ xấu. Bất quá hắn tạm thời cũng không để ý tới những này, nếu là Tử Trùng Tiêu hai cha con muốn đối phó hắn, hắn cũng không sợ. Xem ai đối phó người đó là, ầm ầm thanh âm vang lên, giờ phút này, đám người trước người Hoàng Sa cung điện tại lúc này, từng đạo oanh kích ra tới. Đại địa ầm ầm vỡ ra, kia Hoàng Sa cung điện tại lúc này, từ giữa đó một phân thành hai. Một đạo bình chướng xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Mở, Lục Đại Tông chủ giờ phút này ánh mắt vui mừng. Đã như vậy, các vị, tiến nhập thông thiên lĩnh bên trong, theo như nhu cầu, nhìn là ai có thể có thu hoạch, cái này nhìn riêng phần mình bản sự. Thanh Vân Tông Tông chủ Thanh Lãm Vân mở miệng nói. Còn dư mấy vị Tông chủ, giờ phút này cũng là nhẹ gật đầu. Đám người chờ xuất phát, liền muốn xuất phát, tộc trưởng, mà ngay tại giờ phút này, từ bên ngoài đột nhiên lao vùn vụt tới hơn 10 đạo thân ảnh. Nhìn thấy kia hơn 10 đạo thân ảnh, Tử Thiên Vũ lập tức biến sắc. Kia mười mấy người, chính là đi theo Tư Đồ Lãng mười mấy người. Thật vừa đúng lúc, thế mà tại hiện tại xuất hiện. Tần Bàn, người không phải đi theo Lãng Nhi sao? Lãng Nhi đâu? Tư Đồ Minh Hạo giờ phút này cảm thấy trầm xuống. Tộc trưởng, kia cầm đầu một lão giả khóc kể lể, thiếu tộc trưởng bị giết, bị Tử Thiên Vũ giết. Cái gì? Nghe đến lời này, Tư Đồ Minh Hạo cả người toàn thân cao thấp, lập tức sát khí tràn ngập. Tử Thiên Vũ, cút ra đây nhận lấy cái chết. Tư Đồ Minh Hạo giờ phút này sát khí tung hoành. Tư Đồ Lãng có thể nói là Tư Đồ gia tương lai, có thể cam đoan Tư Đồ gia hưng thịnh cường đại căn bản. Nhưng là bây giờ, bị giết, hắn làm sao có thể không giận. Tư Đồ Minh Hạo một đôi tròng mắt, giống như mắt ưng, trực tiếp nhìn chằm chằm Tử Thiên Vũ. Bị Tư Đồ Minh Hạo như vậy nhìn chằm chằm, Tử Thiên Vũ thân thể lắc một cái, kém chút té ngã. Tam hồn thần vương cảnh giới uy áp, chỗ nào là hắn có thể tiếp nhận. Tư Đồ Minh Hạo, mà ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Tử Trùng Tiêu khẽ nói, người muốn làm cái gì? Làm cái gì? Tư Đồ Minh Hạo phẫn nộ nói, Tử Trùng Tiêu, người nói cho ta, người nhi tử giết nhi tử ta, người nói ta muốn làm gì? Nhìn thấy có trò hay có thể nhìn, còn dư đám người giờ phút này cũng là dừng bước. Lần này, có náo nhiệt nhìn, ngươi nói nhi tử ta giết ngươi nhi tử, ta lại hỏi hỏi ngươi mấy vị này hộ pháp, các ngươi tận mắt thấy là nhi tử ta giết sao? Nghe đến lời này, kia Tần Bàn giờ phút này khẽ giật mình. Bọn hắn lúc ấy tại một bên khác đối Tử Tiêu Tông người giao thủ, đúng là không thấy được. Ngươi nhi tử Tư Đồ Lãng dẫn người giết nhi tử ta, chuyện này, ta lúc đầu không muốn nói ra, có thể là ngươi bây giờ lại là hùng hổ dọa người. Tử Trùng Tiêu khẽ nói, trên thực tế, chính là Mục Vân xuất thủ, chém giết Tư Đồ Lãng. Cái gì, nghe đến lời này, Tư Đồ Minh Hạo trừng Tần Bàn một ánh mắt. Tộc trưởng, lúc ấy quá hỗn loạn, chúng ta đúng là không thấy rõ, có thể là về sau, đúng là Mục Vân xuất hiện, thiếu tộc trưởng liền chết. Lại là ngươi, Tư Đồ Minh Hạo nhìn xem Mục Vân, sát cơ lộ ra. Chương 1908, Hoàng Khí, Tử Thiên Vũ lúc này cũng là tráng lên lá gan nói, Tư Đồ Minh Hạo, ngươi nhi tử muốn giết ta, đáng tiếc. Mục Vân xuất hiện, Tư Đồ Lãng liền cùng Mục Vân phát sinh tranh đấu, bị Mục Vân chém giết, ta lúc đó may mắn còn sống. Bằng vào ta thực lực, sao giết được Tư Đồ Lãng? Lời này vừa nói ra, Tư Đồ Minh Hạo cũng là biết mình đối lý. Chém giết Tử Thiên Vũ chuyện này, hắn là cho phép. Chỉ bất quá không nghĩ tới là, chính mình nhi tử chết rồi, ngược lại là Tử Thiên Vũ sống sót đến. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn đương nhiên minh bạch, cái này là chuyện gì xảy ra? Tuyệt đối là Mục Vân động tay chân. Hiện tại nếu là níu lấy Tử Thiên Vũ không thả, ngược lại là để người mượn cớ, không như chém giết Mục Vân. Đến mức Tử Thiên Vũ, tiến nhập thông thiên lĩnh về sau, có được hắn nhận. Mục Vân, ngươi năm lần bảy lượt đối hài nhi của ta bất lợi, hiện tại càng là chém giết hài nhi của ta, bút chướng này, lão phu hiện tại cho ngươi tính sẵn. Tư Đồ Minh Hạo nhìn xem Mục Vân, nhãn trung biểu thị là sát khí. Tại thời điểm này, Mục Vân lại là cười khổ lắc đầu. Quả nhiên, cái này hai cái hồ ly, nghĩ tốt biện pháp đối phó hắn. Tư Đồ Minh Hạo, người thật đúng là, ngu, hả, tìm chết, chẳng lẽ không đúng sao? Mục Vân lần nữa nói, ta lại hỏi ngươi, Tư Đồ Lãng bỏ mình, hai người phụ tử bọn hắn nói là ta giết, ngươi liền tin rồi. Ta dựa vào cái gì không tin, trừ phi ngươi tìm tới lý do, chứng minh không phải ngươi giết được. Lý do, Mục Vân cười nói, tốt. Lý do, Mục Vân bàn tay vung lên,
đột nhiên, đám người thân trước, nhất đạo hình ảnh xuất hiện. Trong tấm hình, Tư Đồ Lãng ngã xuống đất, máu me khắp người, mà Tử Thiên Vũ tay cầm Tư Đồ Lãng trường đao, nhất đao đem Tư Đồ Lãng mất mạng. Ngươi, thấy cảnh này, Tử Thiên Vũ lập tức minh bạch, chính mình mắc lừa, Mục Vân, ngươi, ta thế nào rồi? Mục Vân cười nói, Tử Thiên Vũ, nhìn thấy sao? Là ngươi tự tay chém giết Tư Đồ Lãng, chuyện này, ngươi làm sao có thể lại trên người ta đâu? Tử Thiên Vũ có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Mục Vân thế mà là dùng hồn lực đem một màn này ghi chép lại. Nhìn thấy hình ảnh kia, nhìn xem chính mình nhi tử máu tươi chảy đầm đìa bộ dáng, Tư Đồ Minh Hạo triệt để giận. A, à, Tư Đồ Minh Hạo la to nói, ta bất kể là ai ra tay, Tử Thiên Vũ, Mục Vân, hai người các ngươi, đều thoát không được quan hệ, nhận lấy cái chết. Tử Trùng Tiêu, người phái Phó Viễn Hạm đi giết ta, có thể là không nghĩ tới, ta thế mà lại xuất hiện ở đây a. Mục Vân lúc này lại là cười nói, thù mới hận cũ, chúng ta, thông thiên lĩnh bên trong, cùng một chỗ tính. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh lóe lên, trực tiếp xông vào đến thông thiên lĩnh bên trong. Hắn liền là nam trác vực cái kia Mục Vân, Tử Trùng Tiêu lúc này rộng rãi sáng sủa, nhưng là bây giờ minh bạch, tựa hồ có chút muộn. Phó Viễn Hạm, chẳng lẽ bị giết rồi? Tử Trùng Tiêu một giây lát ở giữa càng là nộ khí đầy ngực. Thiên Vũ, tiến nhập thông thiên lĩnh bên trong. Tử Trùng Tiêu nắm lên Tử Thiên Vũ, hai cha con, đồng thời cất bước, tiến vào thông thiên lĩnh bên trong. Tử Tiêu Tông đám người, lúc này cũng không ngừng lại, một cái lao vùn vụt mà vào. Tư Đồ Minh Hạo nộ khí đầy ngực, nhìn thấy Tử Tiêu Tông người tiến vào bên trong, lập tức gầm thét lên, Tư Đồ ra nghe lệnh, chém giết Tử Thiên Vũ cùng Mục Vân hai người, không tiếc bất cứ giá nào, minh bạch sao? Vâng, lời nói rơi xuống, Tư Đồ Minh Hạo trực tiếp xông vào thông thiên lĩnh bên trong. Mà giờ khắc này, mọi người thấy náo nhiệt thăng cấp, một cái cũng là theo sát bên kia. Không bao lâu, đám người chính là tiêu thất tại thông thiên lĩnh lối vào. Từ từ, nguyên bản an tĩnh lại lối vào bên ngoài, hai thân ảnh tại thời khắc xuất hiện. Chính là Chiêm Hân Di cùng Vũ Lão hai người. Tiểu thư, nhìn tới cái này tiểu tử, gặp phải phiền phức. Vũ Lão cười ha hả nói. Phiền phức, Chiêm Hân Di lại là lắc đầu cười nói, ta nhìn không hẳn vậy. Cái này Mục Vân. Cho ta một loại cảm giác, lần này tiến nhập thông thiên lĩnh bên trong, vài đại thế lực, chỉ sợ là muốn tổn binh hao tướng. Nghe đến lời này, Vũ Lão lại là cười khổ lắc đầu. Mục Vân dù sao chỉ là lục nguyên thần quân cảnh giới, mà các đại tông môn bên trong, có thể là có thần vương cảnh giới. Trong lúc này chênh lệch, có thể là sơn cao thủy viễn. Thần vương cảnh giới, nguyên thần bắt đầu thức tỉnh ra tam hồn thất phách con đường, một ngày thức tỉnh nhất hồn, kia hồn lực hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất hóa. Sát phạt thủ đoạn, quả thực là đa dạng. Thần quân cảnh giới, như thế nào chống cự? Tốt, Vũ Lão, chúng ta cũng nên tiến vào bên trong, lần này, ta tất yếu đột phá đến thần hoàng cảnh giới. Vâng, hai thân ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Tại thời điểm này, lần lượt từng thân ảnh xông vào đến bình chướng bên trong. Mục Vân đám người, tiểu đội 10 người, tiến nhập bình chướng về sau, nhìn vào mắt thế giới, nao nao. Tại trước người bọn họ, là từng tòa vuông vức kiến trúc. Những kiến trúc này, tản mát tại bốn phía, không có cái gì quy tắc có thể nói, từ trên xuống dưới, nhìn 10 phần lộn xộn vô tự. Hơn nữa, toàn bộ kiến trúc gian phòng, đều là dùng hoàng sa kiến tạo, có thể là bị sinh sinh đè ép cùng một chỗ, lại là 10 phần kiên cố. Đây chính là thông thiên lĩnh sao? Nhìn trước mắt cảnh tượng, Mục Vân lại là có chút không biết vì sao. Nơi đây nhìn, giống như viễn cổ người nguyên thủy lưu lại kiến trúc, cuồng phong thổi qua, cát bụi mạn thiên. Căn bản cùng cái gọi là thông thiên lĩnh ba chữ, không tương xứng. Công tử cẩn thận, Trác Viễn Hàng cùng Nhậm Thiếu Long lúc này nhìn về phía trước, cẩn thận không thôi. Ta còn tưởng rằng, thông thiên lĩnh là một dãy núi đâu. Mục Bất Phàm lúc này thầm nói, kỳ thực hắn câu nói này, cũng là đạo ra trong lòng mọi người buồn bực. Đại gia đều cho rằng, nơi đây hẳn là cụm núi trùng điệp, không nghĩ tới hội là cái này dạng một bộ hoang vu bộ dáng. Cẩn thận cha nhìn bốn phía. Mục Vân lúc này cũng là có chút không biết vì sao. Có thể là, làm hắn đạp vào đến cái này một mảnh thổ địa phía trên lúc, một cỗ không giống bình thường cảm giác, tại thời khắc, tự nhiên sinh ra. Nói không rõ, đạo không rõ, có thể lại là khiến người ta cảm thấy rất quen thuộc. Nơi này, hắn hình như là tới qua, nhưng là, kia thời điểm tràng cảnh, tựa hồ cùng hiện tại, hoàn toàn khác biệt. Mục Vân một bước phóng ra, tiến nhập đường đi bên trong. Hoàng sa càn quét. Cả cái khu kiến trúc nhìn, hoàn toàn khác biệt. Tại dưới cát vàng, khu kiến trúc, nhìn thế mà là mang theo từng đạo chiếu lấp lánh quang mang,
Hơn nữa, tiến nhập khu kiến trúc bên trong, khiến người ta cảm thấy một cỗ thư sướng khí tức. Cái này là cái gì lực lượng? Mục Vân lúc này hơi kinh ngạc. Hoàng khí, một thanh âm trong đầu vang lên, đem Mục Vân giật nảy mình. Quy Nhất, ta còn tưởng rằng ngươi chết đây. Mục Vân nghe đến đã lâu âm thanh, lúc này nội tâm một chút mừng rỡ. Lần này, Quy Nhất hấp thu hồng hoang chi khí, có thể là bế quan hồi lâu. Yên tâm đi, ngươi chết rồi, ta cũng không thể chết. Quy Nhất tức giận nói, cái này là hoàng khí. Hoàng khí, không sai, thần hoàng cảnh giới võ giả sinh ra hoàng giả chi khí. Quy Nhất lần nữa nói, loại khí thức này, không phải chân khí, chân nguyên, tiên khí, thần lực một loại, cũng không phải thiên địa linh khí, ngũ hành chi khí, mà là võ giả đản sinh khí tức. Thần hoàng cảnh giới võ giả đản sinh khí tức, thần hoàng cảnh giới, Mục Vân bây giờ tại lục nguyên thần quân cảnh giới, tam hồn thần vương cảnh giới, thất phách thần hoàng cảnh giới. Với hắn mà nói, thần hoàng, có thể dễ như trở bàn tay, một bàn tay bóp nát hắn. Chẳng lẽ nơi này có thần hoàng cảnh giới cường giả? Nghe đến lời này, Quy Nhất lại là ngớ ngẩn đồng dạng nhìn xem Mục Vân. Không có, bị Quy Nhất cái này dạng một chữ một câu trêu đùa, Mục Vân cũng giận. Ngươi lần bế quan này, thật vất vả đi ra, hiện tại làm sao nói giống như là tạp cuống họng giống như. Không thể một câu nói đầy đủ ý tứ sao? Là chính ngươi gấp gáp xen vào, trách ta cái gì? Quy Nhất cắt một tiếng, tiếp tục nói, nơi đây, hẳn là phong ấn một vị thần hoàng. Hơn nữa, không phải đơn giản thần hoàng. Phong ấn một vị thần hoàng, nơi này, là sáu đại tông môn địa bàn, linh nguyên cấp thế lực địa bàn, thế mà phong ấn một vị thần hoàng. Hơn nữa cái này thần hoàng cảnh giới cường giả, hiện tại, chỉ sợ, không chỉ là thần hoàng cảnh giới. Nghe Quy Nhất huyền chi lại huyền lời nói, Mục Vân thật nghĩ một chân đạp chết hắn. Cái này ra hỏa, liền không thể đem lời nói hoàn chỉnh một ít sao. Thừa nước đục thả câu có ý tứ sao. Mục Vân lúc này mở miệng nói, chẳng biết tại sao, tiến vào nơi đây, ta cảm giác có một loại cảm giác quen thuộc, có thể là nhìn không thấu. Quy Nhất hư ảnh, mang theo kinh ngạc nhìn Mục Vân, không có nói nhiều. Hoàng khí, cũng không phải mỗi một vị thần hoàng cảnh giới võ giả đều sẽ sinh ra. Quy Nhất lần nữa nói, nơi đây đản sinh hoàng khí, nồng đậm cường đại, chỉ ít hẳn là tích lũy vạn năm thời gian. Người nhóm nếu là bắt đầu hấp thu, đối cảnh giới đề thăng, khá có chỗ tốt. Quy Nhất đã cái này nói, Mục Vân chính là mang theo mấy người, tiến vào trong một gian phòng. Ta nhìn nơi đây, rất là huyền diệu, hơn nữa, chúng ta tiến đến có một hồi, có thể là Tử Tiêu Tông cùng Tư Đồ gia người cũng không có đuổi theo, nhìn đến thông thiên lĩnh khá không đơn giản. Bây giờ đang ở nơi này tạm thời nghỉ ngơi đi, nơi này ẩn chứa cường đại hoàng khí, hấp thu thể nội, có thể được đến to lớn để thăng. Mục Vân lời này vừa nói ra, mấy người đều là ánh mắt sáng lên. Không bao lâu, chính là đều bắt đầu thử nghiệm lên. Mục Vân lúc này cũng là khoanh chân ngay tại chỗ. Quy Nhất, lần này bế quan, có gì thu hoạch à? Mục Vân tâm thần câu thông Quy Nhất, cười hì hì nói. Quy Nhất có thể là Chu Tiên Đồ khí linh, Chu Tiên Đồ, mang theo là đệ nhất thần đế Diệp Tiêu Diêu cả đời toàn bộ tích lũy. Có thể nói, Mục Phong Trần Kiếm Thuật, Mục Phong Tiếu Đan Thuật cùng với Mục Quy Phàm Khí Thuật, ba cái là đại biểu thần giới đỉnh phong tiêu chuẩn. Có thể là cùng Chu Tiên Đồ bên trong thần quyết, thần khí, thần đan so sánh, còn là kém một cái cấp bậc. Đương nhiên là có, Quy Nhất ngạo nghễ nói, đến thời điểm cần thời điểm, ngươi liền biết. Nhìn Quy Nhất lười nhác cùng hắn nói, Mục Vân cũng liền lười nhác hỏi lại. Cái này ra hỏa, xưa nay đã như vậy, Mục Vân đã từ lâu là tập quán. Ban đầu thời điểm, hắn vừa dung hợp Chu Tiên Đồ, Quy Nhất đối hắn, kia mới gọi một cái khinh thường. So với kia thời điểm. Hiện tại thái độ ngược lại là tốt hơn nhiều. Không nói thêm lời, Mục Vân trực tiếp điều động thể nội nguyên thần, bắt đầu hấp thu giải tại không trung hoàng khí. 10 người lúc này đều là ngay tại chỗ, bắt đầu hấp thu. Không bao lâu, đám người chính là cảm giác được, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức, từ thể nội lao nhanh mà ra. Đặc biệt là Trác Viễn Hàng cùng Nhậm Thiếu Long hai người. Hai người hiện tại đều là bốn nguyên thần quân cảnh giới, có thể là hắn nhóm cùng những người khác bất đồng. Hai người bản thân là thần chủ tầng thứ cự đầu cấp bậc nhân vật, mà bây giờ, là thuộc về thực lực ngã xuống. Mặc dù thực lực ngã xuống, có thể là hắn nhóm bản thân nội tình vẫn còn ở đó. Cái này giống như che lâu phòng, nguyên bản hai người là lầu cao vạn trượng, bỗng nhiên sụp đổ, dẫn đến thực lực ngã xuống. Nhưng là lại lần nữa một lần nữa che lại, cục gạch, vật liệu gỗ đều là đầy đủ, hắn nhóm chỉ cần dùng bản thân mình đến xúc tiến để thăng. Không giống Mục Vân như vậy.
còn cần một lần nữa chuẩn bị cục gạch, vật liệu gỗ các loại, thậm chí một bước đi nhầm, còn muốn hủy một lần nữa chỉnh đốn và cải cách. Mà giờ khắc này, hai người hấp thu hoàng khí, quả thực là một bước lên trời cảm giác. Chương 1909, tu vi tăng vọt ba người. Hai người thân thể bên trong, mãnh liệt khí tức ba động, tưới tiêu toàn thân. Hai người nguyên thần, cao tốc xoay tròn, tại trải qua từng đạo cất cao, thế mà là sử dụng hai người tu vi tăng vọt. Ngũ chuyển, lục chuyển, thất chuyển, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bát chuyển, cửu chuyển, trong chớp nhoáng này, quanh mình hoàng khí, tại lúc này, hướng phía hai người thân thể bên trong chui vào, bàng bạc lực lượng, một đạo tiếp một đạo, lệnh người cảm giác không thể tin. Cái này, Mục Vân rõ ràng cảm giác được, hoàng khí bị hai người lôi kéo hấp thu, cơ hồ là hình thành vòng xoáy. Bình thường, Quy Nhất lại là lạnh nhạt nói, ngạc nhiên làm gì? Hai người bọn họ, bản thân chính là thần chủ cảnh giới, chỉ bất quá bởi vì ngươi, thực lực ngã xuống, ngươi bây giờ trở về, thực lực lại đề thăng, bản thân liền là kéo theo bọn hắn. Lần này, cái này hoàng khí, chính là thần hoàng cảnh giới võ giả ngưng tụ sinh ra, tại bọn hắn nguyên thần đề thăng, quả thực là rất có ích lợi, nếu không phải tiểu tử này cướp đoạt, hai người bọn họ, đoán chừng có thể trực tiếp đạt đến thần vương cảnh giới. Tiểu tử này cướp đoạt, ai, Mục Vân giờ phút này quay người lại. Lại là nhìn thấy Mục Bất Phàm. Mục Bất Phàm toàn thân cao thấp, hoàng khí quả thực giống như là ngưng tụ một đạo khải giáp, so Trác Viễn Hàng cùng Nhậm Thiếu Long hai người cường đại không chỉ gấp 10 lần. Cái này, Mục Vân giờ phút này lại là sững sờ. Mục Bất Phàm giờ phút này toàn thân cao thấp hoàng khí, như là thực chất hóa, cho người cảm giác, thực sự là quá khủng bố. Tiểu tử này là Titan nhất tộc, chính là như là nhân tộc đồng dạng cường đại một chủng tộc, cái này hoàng khí với hắn mà nói. Có thể nói là tăng lên thần dược. Quy Nhất bình chân như vậy nói, tiểu tử này, kiếm bộn phát. Mục Vân lẳng lặng nhìn xem Mục Bất Phàm biến hóa. Toàn thân hắn trên dưới, khí tức ngưng tụ, cho người cảm giác, 10 phần không tầm thường. Ông, một đạo vù vù âm thanh tại lúc này vang lên, Mục Bất Phàm thân thể bên trong, phảng phất là phát sinh thuế biến, trực tiếp đạt đến nhất nguyên thần quân cảnh giới. Mà tại lúc này, từng đạo vù vù âm thanh, không ngừng từ Mục Bất Phàm thân thể bên trong trùng kích ra tới. Nhị nguyên, tam nguyên, tứ nguyên, ngũ nguyên, giờ này khắc này, Mục Bất Phàm trực tiếp không ngừng cất cao, tu vi lập tức đến ngũ nguyên thần quân cảnh giới. Loại này trong nháy mắt tăng lên cường độ, cho người cảm giác, 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Mà lại, không chỉ có như thế, Mục Bất Phàm mặt ngoài thân thể, ngưng tụ nhất tầng hoàng khí khải giáp, thế mà tại lúc này, thật lâu không tán đi, vậy mà là hình thành một kiện khải giáp hộ thể. Giờ phút này nhìn lại, hoàng khí cơ hồ là bị Mục Bất Phàm một người toàn bộ hấp thu. Ngược lại là hắn cùng với Tiêu Doãn Nhi cùng Triệu Nha Minh ba người, chỉ là hấp thu một bộ phận hoàng khí, củng cố cảnh giới, cũng không có quá lớn để thăng. Nhưng mặc dù là như thế để thăng, cũng có thể nói là lệnh người không thể tưởng tượng nổi. Trác Viễn Hàng cùng Nhậm Thiếu Long hai người để thăng, nói đến thậm chí có một ít không thể tưởng tượng. Trực tiếp đạt đến cửu nguyên thần quân cảnh giới. Cái này hoàng khí đối bọn hắn hai người đề thăng, thực sự là làm người ngạc nhiên. Nhà quê đồng dạng, Quy Nhất cười hắc hắc nói, nếu không phải tiểu tử này, hai người bọn họ, trực tiếp chính là thần vương cảnh giới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người huyền thiên sĩ, thực lực căn cơ, đúng là đầy đủ vững chắc, bằng không, cũng không có khả năng có loại này khôi phục. Nghe được Quy Nhất khích lệ, Mục Vân cũng là rất kinh ngạc. Có thể có được Quy Nhất khích lệ, kia có thể là thiên đại phúc phận. Xem ra, huyền thiên vạn sĩ, quả nhiên là không tầm thường. Mục Vân thở ra một hơi, cười nói, ta thế nào? Có cảm giác hay không, thực lực của ta đề thăng cũng rất nhanh a. Ngươi, bình thường đi, Quy Nhất hoàn toàn thất vọng, ngươi đề thăng, quá chậm, không sai biệt lắm thời gian 10 năm, mới vừa tới lục nguyên thần quân cảnh giới, không nói đến tương lai thần vương, thần hoàng, thần chủ, tổ thần tứ đại cảnh giới, cần thiết tốn hao thời gian, so thần quân càng là gấp trăm lần gian khổ. Ngươi chẳng phải là cần trên trăm năm, mới có thể trở lại đỉnh phong. Nghe đến lời này, Mục Vân trong lòng thầm nhủ bất mãn. Thời gian 10 năm, hư thần đến thần quân cảnh giới, cái này ở trong mắt người ngoài, có thể là tuyệt thế kỳ tài. Thả ở trong mắt Quy Nhất, lại chỉ là bình thường. Ngươi đừng không phục, Quy Nhất lần nữa nói, ta và ngươi đánh cái so sánh đi, năm đó, đệ nhất thần đế, mở ra võ giả đại môn, đến đệ nhất thần đế độ mạnh, tốn hao bao lâu thời gian, ngươi biết không? Bao lâu, 999 năm, Quy Nhất ngạo nghễ nói, cả nhân tộc, không người có thể so,
cho nên mới được người xưng là đệ nhất chi thần, đệ nhất chi đế. 999 năm, đạt tới tổ thần đỉnh phong cảnh giới. Tổ thần, Quy Nhất cắt một tiếng, không có nói nhiều. Mục Vân, tầm mắt của ngươi, quá nhỏ hẹp. Nhỏ hẹp, Mục Vân giờ phút này biểu lộ có chút bất mãn. Hắn thừa nhận, ngày xưa mình thực lực, đúng là không tính là gì, tự hỏi vì tiên giới thập đại tiên vương một trong, ngạo thị quần hùng. Hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như thế. Hắn đã là thu hồi chính mình ngày xưa thân là tiên vương loại kia ngạo khí. Đi dần dần tiếp nhận cái này thần giới, mênh mông thần giới, càng là rõ ràng chính mình nhỏ bé. Cái này còn nói mình nhỏ hẹp, nhìn thấy Mục Vân không phục, Quy Nhất lần nữa nói, lần này khôi phục một bộ phận thực lực, liền cùng ngươi nói rông dài một ít ngươi không biết địa phương. Từ xưa đến nay, thiên địa hỗn độn, sơ khai thiên địa, cái này trời và đất, chính là xa xa tương đối, thiên, thành vì chúa tể giả, đời thứ nhất chúa tể giả, tên là Thương Thiên. Thương Thiên, Mục Vân nghĩ đến mắt phải của mình, Thương Thiên chi nhãn, Quy Nhất tiếp tục nói, về sau Thương Thiên bỏ mình, đời thứ hai chúa tể giả, tên là Hoàng Thiên. Lại sau đó, Hoàng Thiên bỏ mình, cái này thiên địa, liền không biết bị ai trưởng khống, sau đó, chính là xuất hiện tứ đại bản nguyên. Tứ đại bản nguyên, Quy Nhất đã từng nói, chỉ bất quá, Quy Nhất lười nhắc cùng hắn nói nhiều. Tứ đại bản nguyên, chính là cái này nhất thiên địa hết thảy bản nguyên, người có thể hiểu thành cái này một cái thế giới trụ cột. Thế giới lớn biết bao, tiền nhiệm ngươi cũng hẳn là hiểu rõ, tiểu thế giới, đại thế giới, đối tiền nhiệm ngươi đến nói, đều là mênh mông vô cùng. Nhưng bây giờ thì sao? Quy Nhất lời này vừa nói ra, Mục Vân thần sắc liền giật mình. Hiện tại, tiểu thế giới cùng đại thế giới đến nói, bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé. Mục Vân chi tiết nói, không sai, Quy Nhất lần nữa nói, vậy ta hỏi lại ngươi, người huynh đệ kia Tạ Thanh, thập đại thần long long giới, ngươi có thể từng nghe nói qua. Bao quát người kia tiểu thê tử Tần Mộng Giao băng hoàng thần phách, băng hoàng, ngươi lại có thể từng nghe nói qua. Còn có, tiểu tử này, Mục Bất Phàm, Titan nhất tộc, ngươi lại có thể từng nghe từng tới Titan nhất tộc sự tình. Còn nữa một điểm, ngươi có thể từng nghĩ tới, phụ thân ngươi là cao quý Mục tộc tộc trưởng, có thể nói là toàn bộ thần giới đỉnh tiêm tổ thần một trong, có thể là vì sao, năm đó. Bảo hộ không được mẫu thân ngươi, Mục Vân tự lẩm bẩm, Long tộc, Phượng tộc, Titan nhất tộc. Nói ngươi ánh mắt nhỏ hẹp, ngươi còn không vui lòng. Mục Vân giờ phút này, thử dò xét nói, ý của ngươi là, thần giới, nhân tộc, chỉ là một giới, hắc hắc, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, dù sao ngươi minh bạch một đầu, muốn giúp ta, dùng ngươi bây giờ tư lịch, căn bản không đáng chú ý. Quy Nhất lại là một bộ cao thâm mà chắc bộ dáng, nhìn xem Mục Vân, mang theo xem thường. Vậy ngươi nói đi, Mục Vân lần nữa nói, đừng quản như lời ngươi nói thế giới, đến cùng như thế nào, ta hiện tại suy nghĩ, chính là trở lại Mục tộc, trợ giúp phụ thân ta, trọng trấn Mục tộc. Mục Vân bị Quy Nhất khoe khoang cái nút rất khó chịu, nói, vậy ngươi đến cùng là giúp ta còn là không giúp ta. Số tiểu tử, ta nếu là không giúp ngươi, ngươi đã sớm chết. Quy Nhất cắt một tiếng nói cho ngươi, muốn đạt tới năm đó đệ nhất thần đế tình trạng, ngươi còn kém rất xa. Nhìn thấy Quy Nhất quanh co lòng vòng nói một tràng, Mục Vân lần nữa nói, cho nên, ta mới cần ngươi trợ giúp. Quy Nhất ho khan một cái, rốt cục lần nữa nói, hảo, hiện tại, ta được đến tăng lên cực lớn, chu tiên đồ bên trong, một ít công năng, ta khả năng trợ giúp ngươi thi triển. Trước đó, ngươi một mực có thể tại chu tiên đồ bên trong thần không bảo động bên trong, cùng thủ hộ đối chiến, khiêu chiến thủ hộ, chiến thắng liền có thể đạt được bên trong bảo bối. Hiện tại không cần khiêu chiến thủ hộ rồi. Mục Vân lập tức vui vẻ nói, ngươi nghĩ hay lắm, Quy Nhất liếc liếc Mục Vân một ánh mắt, nói, hiện tại, ngươi có thể tiếp tục tiến hành khiêu chiến, kia là đệ nhất thần đế lưu lại trận pháp thiết lập, ta nói không tính. Nha, nhưng là, một địa phương khác, ta lại là có thể để ngươi nhiều tiến vào bên trong tu hành. Địa phương nào, thời không yếu tắc, Quy Nhất bình tĩnh nói, thời không yếu tắc bên trong, ngươi phải biết, kia là đệ nhất thần đế hư ảnh, ngươi ở trong đó, thi triển bất luận cái gì thần quyết. Đệ nhất thần đế hư ảnh liền sẽ xuất hiện, cùng ngươi giao thủ, nhưng là cùng thần không bảo động bên trong bất đồng là, đạo này thần đế hư ảnh, có thể đem ngươi tu luyện thần quyết khuyết điểm diễn hóa. Ra, sử dụng ngươi thần quyết có thể hướng tới hoàn mỹ. Thậm chí, còn có thể hội tồn tại đệ nhất thần đế một ít di chí, nói không chừng ngươi vận khí tốt, ở trong đó có thể đạt được đệ nhất thần đế một ít truyền thừa. Đương nhiên, loại này tỷ lệ quá nhỏ, lớn nhất khả năng, chính là ngươi cùng đế ảnh giao thủ. Tôi luyện thực lực của ngươi.
Quy Nhất lần nữa nói, ngươi có thể tùy thời tùy chỗ tiến vào Chu Tiên Đồ Thần Không Bảo Động bên trong, dùng thực lực mình, tìm kiếm khiêu chiến, đạt được bảo vật, cũng có thể gián đoạn tính tiến vào thời không yếu tắc bên trong, đề thăng mình thực lực. Hai loại địa phương, trước mắt thích hợp nhất ngươi. Tốt, Mục Vân giờ phút này nhẹ gật đầu. Mà cùng lúc đó, đám người tu hành, cũng là dần dần kết thúc. Nhậm Thiếu Long cùng Trác Viễn Hàng hai người, giờ phút này đứng dậy. Nhìn xem Mục Vân, hai người chắp tay. Cửu Nguyên Thần Quân cảnh giới, không tệ, ta tân tân khổ khổ tu luyện thời gian mấy năm đến, các ngươi trong nháy mắt liền đạt tới. Mục Vân hài lòng nói, công tử khiêm tốn, Trác Viễn Hàng chắp tay nói, năm đó cảnh giới của chúng ta, bất quá là công tử 1% mà thôi. Hảo, đừng khiêm nhường, Mục Vân phất phất tay, thực lực các ngươi cường đại, ta mới có thể có an toàn bảo hộ a. Vâng, vâng, mà giờ khắc này, Mục Bất Phàm mở hai mắt ra, nhìn xem Mục Vân. Mục đại ca, tiểu phàm, không tệ a. Mục Vân cười nói, Mục đại ca, nơi đây hoàng khí, ta cảm giác rất thích hợp ta, phi thường thích hợp ta. Mục Bất Phàm cười hắc hắc nói, trong lúc nhất thời, quên đi cảm giác, trực tiếp hấp thu đến viên mãn trình độ, không nghĩ tới, chính mình cảnh giới thế mà đến ngũ nguyên thần quân, mà lại, còn có bộ khôi giáp này. Mục Bất Phàm nói, thân thể quanh mình, một đạo khải giáp, bỗng nhiên xuất hiện, một cỗ hoàng bá chi khí, trực tiếp hiển hiện. Chương 1910, Mộng Diễn Sơn, hoàng khí khải giáp, Mục Vân gật đầu nói, thực lực của ngươi, sẽ có được càng lớn tăng lên. Tiêu Doãn Nhi cùng Triệu Nha Minh hai người, giờ phút này lại là không lời nào để nói. Bọn hắn chỉ là đạt được cực nhỏ đề thăng, thậm chí so với Mục Bất Phàm ba người đến nói, căn bản không tính là đề thăng. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thế nào, phiền muộn a? Mục Vân cười nói, đừng phiền muộn, ta không phải giống như các ngươi sao? Hảo, này địa hoàng khí, đại khái đều bị ba người các ngươi triệt để hấp thu. Mục Vân lần nữa nói, chúng ta xâm nhập thêm một chút xem một chút đi, ta luôn cảm giác, nơi đây rất cổ quái. Tiểu đội 10 người, lần nữa xuất phát, lần này Hắc Viễn phụ tử nhìn xem Mục Vân đám người, chỉ cảm thấy thần kỳ khó lường. Trác Viễn Hàng cùng Nhậm Thiếu Long hai người đề thăng, tốc độ quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cũng là hấp thu những này hoàng khí, có thể là căn bản không có như thế hiệu quả. Mà ba người này, lại là như bay đề thăng. Cái này thật sự là khiến người ta cảm thấy có phần không thể tưởng tượng. Hắc Viễn nội tâm đối Mục Vân cũng là càng thêm bội phục. Mắt thấy thuộc hạ của mình, thực lực tiến bộ so với mình nhanh hơn, không có một tia đố kỵ, ngược lại là chân thành vì bọn họ cảm thấy vui vẻ. Dạng này, có lẽ mới là một vị cường giả chân chính nên có phong phạm. Hắc Viễn càng phát ra cảm thấy, chính mình ngày xưa quyết định, rất đúng. 10 đạo thân ảnh giờ phút này hướng phía khu kiến trúc chỗ sâu đi tới, tiến lên trên đường. Mục Bất Phàm thân thể, phảng phất là biến thành một cái hấp tinh thạch, đem quanh mình còn sót lại hoàng khí, toàn bộ thôn vệ hầu như không còn. Mà ước chừng tiến lên gần nửa ngày thời gian, 10 đạo thân ảnh rốt cục đi ra cái này một mảnh cát thạch kiến trúc địa. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này, trực tiếp đi ra. Cái này, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Nơi đây nhìn qua, căn bản không giống như là lệnh người nghe tin đã sợ mất mật thông thiên lĩnh. Ngược lại là từng tòa sông núi liên miên, như là trong sa mạc ốc đảo, phong cảnh mê người, chim hót hoa nở, đạo đạo truyền ra. Thật đẹp, Tiêu Doãn Nhi nhìn không được tán thưởng nói. Phía trước, từng tòa sơn phong liên miên, nhìn thực sự là mỹ diệu. Mà lại thảo trường oanh phi, không có chút nào cường đại phá hư thần thú, tựa hồ chỉ tồn tại như vậy một chỗ phổ phổ thông thông sơn thôn đồng dạng cảnh tượng. Mộng Diễn Sơn, Mục Vân giờ phút này, đột nhiên bật thốt lên. Cái gì? Tiêu Doãn Nhi đứng tại bên cạnh thân, nghi ngờ nói. Nơi đây tên là, Mộng Diễn Sơn, Mộng Diễn Sơn, thật sự là một cái tên kỳ cục. Mấy người giờ phút này đều không rõ, có thể là tỉ mỉ nghĩ lại là càng cảm giác kỳ quái. Mục Vân, làm sao lại biết cái tên này? Ánh mắt khóa chặt trên người Mục Vân, tất cả mọi người là hết sức kỳ quái. Ta cũng không biết vì cái gì. Nơi đây, ta phảng phất là tới qua. Lời này vừa nói ra. Trác Viễn Hàng cùng Nhậm Thiếu Long hai người đều là khẽ giật mình. Mục Vân nói hắn phảng phất là tới qua. Một thế này Mục Vân không có khả năng tới qua, có thể là thân là Mục tộc thái tử thời điểm Mục Vân, nói không chừng, thật tới qua nơi đây. Hảo, tạm thời đừng nghĩ những thứ vô dụng này. Mục Vân lần nữa nói, chúng ta vào xem một chút đi. Nơi đây rất là ưu mỹ, tạm thời coi là giải sầu cũng là tốt. 10 người lần nữa tiến lên, tiến nhập bên trong dãy núi.
Toàn bộ sơn mạch ở giữa, thiên địa linh khí, 10 phần phong phú, quả thực là một tọa thánh địa. Mà lại, sơn phong ở giữa, sinh trưởng thảm thực vật cùng tồn tại động vật, đều là từng cái đồng xúc vô hại bộ dáng, trên thực tế, cũng đúng là không có gì chỗ hại. Nơi tốt, trong lòng mọi người đều là tán thưởng không thôi. À, mà ngay tại giờ phút này, phía trước, đột nhiên xuất hiện mấy thân ảnh. Là Mục Vân, đột nhiên, một đạo tiếng kinh hô vang lên, kia mấy thân ảnh, nháy mắt phóng tới Mục Vân mấy người. Cầm đầu một lão giả, tóc dài bạc trắng, tinh thần lấp lóe, một đôi mắt ưng, nhìn chằm chằm Mục Vân, nhìn chằm chằm. Đặng Viễn tông trưởng, Hắc Phiến lập tức mở miệng nói, các ngươi thế nào cũng ở nơi đây. Hắc Phiến, tên kia gọi Đặng Viễn tông trưởng lập tức khẽ nói, tông chủ đã là ra lệnh, người Hắc gia, phản bội Tử Tiêu tông, luận tội đáng chết, người Hắc Phiến, cũng đã là Tử Tiêu tông phản đồ. Ngũ công tử bỏ mình, Bạch Tiến bỏ mình, Phó Viễn Hạm gặp nạn, đều là ngươi cùng cái này Mục Vân nội ứng ngoại hợp, hèn hạ vô sỉ. Nghe đến lời này, Hắc Viễn khẽ nói, Đặng Viễn, người bớt ở chỗ này trang lão sói vẫy đuôi. Ta Hắc gia, sừng sững tại Phong Vân Thành bên trong hơn ngàn năm, ta là tộc trưởng, lại bị các ngươi Tử Tiêu tông bức bách chỉ có thể cúi đầu. Cường giả là vua, các ngươi Tử Tiêu tông có thể áp bách ta Hắc gia, ta hiện tại làm chọn minh chủ, vì cái gì không thể lựa chọn Mục Vân? Ha ha, nghe được Hắc Viễn lời này, Đặng Viễn lại là ha ha cười nói, ngươi thật đúng là không muốn mặt a. Ngươi, Hắc Viễn a, ngươi nhưng là muốn minh bạch a, cái này Mục Vân, bất quá là chỉ là lục nguyên thần quân cảnh giới, tông chủ có thể là tam hồn thần vương cảnh giới, ta Tử Tiêu tông bên trong, thần vương cảnh giới mười mấy người, ngươi đi theo hắn. Ha ha, Đặng Viễn giờ phút này cả người cười ha ha tiếng vang lên, chấn động giữa núi rừng đều là chim làm bay ra trạng tản ra. Ồn ào, Mục Vân giờ phút này nhíu mày nói, lão Trác, lão Nhậm, làm thịt hắn. Như thế cảnh đẹp, bị dạng này người phá hư, thực sự là làm người bực bội. Vâng, công tử, hai người giờ phút này trực tiếp vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, sát khí tràn ngập. Giết ta, nghe đến lời này, Đặng Viễn sắc mặt phát lạnh, cái này là hắn sống mấy ngàn năm, nghe được buồn cười nhất chê cười. Cửu nguyên thần quân a, Đặng Viễn cười ha ha nói. Hai cái cửu nguyên thần quân cảnh giới, mưu toan chém giết lão phu. Vậy lão phu liền để các người biết, cái gì mới thật sự là thần vương. Oanh, Đặng Viễn toàn thân trên dưới, sát khí tung hoành. Trác Viễn Hàng giờ phút này hăng hái, khẽ nói, không phải hai người, một mình ta là đủ. Thiếu Long, người bảo vệ tốt công tử. Tốt, hai người phân công minh xác, không có tranh chấp. Mục Vân không có đi quản. Trác Viễn Hàng cùng Nhậm Thiếu Long, sống trên vạn năm. Ngày xưa chính là huyền thiên vạn sĩ. Huyền thiên vạn sĩ, là bên cạnh hắn tinh nhuệ hộ vệ, nếu là liền dạng này mặt hàng đều đối phó không, kia Mục Vân thật sự là hoài nghi, đệ nhất đời, tầm mắt của mình. Oanh, Trác Viễn Hàng giờ này khắc này trực tiếp vừa sải bước ra, cả người toàn thân cao thấp, lực lượng cuồng bạo tản ra. Đến cửu nguyên thần quân cảnh giới hắn, lực lượng đến một loại khủng bố cấp độ. Dù sao, hắn là cảnh giới khôi phục, như là ngày xưa Mục Vân. Đây là một loại thể nghiệm hoàn toàn mới. Trác Viễn Hàng không sợ chút nào, rút kiếm giết ra. Mục Vân căn bản không có đi xem, giờ phút này dọc theo đường núi, hướng phía đỉnh núi đi tới. Cái này một ngọn núi, cao mấy trăm thước đại. Mục Vân đang lâm đỉnh núi, nhìn xem bốn phía, nội tâm thế mà sinh ra một loại bi thống cảm giác. Đột nhiên, chẳng biết tại sao, hắn khóe mắt, một giọt nước mắt chảy xuống. Phảng phất là một đứa bé. Đụng phải chính mình biến mất đã lâu đồ chơi đồng dạng, hưng phấn lưu lại nước mắt. Vân ca, ngươi thế nào khóc? Ta, khóc rồi, Mục Vân giờ phút này cũng là hết sức kinh ngạc. Đây đúng là có chút khó tin, ta cũng không biết vì cái gì. Mục Vân nhìn xem thân trước, nói chỉ là nhìn thấy cái này một mảnh cảnh trí, chẳng biết tại sao, liền lưu lại nước mắt. Mục Vân giờ phút này, khoanh chân ngay tại chỗ, tại trên đỉnh núi, mặc không mở miệng. Thời gian từ từ trôi qua, chân núi. Tranh đấu cực nóng, có thể là đỉnh núi lại là dị thường bình tĩnh. Mục Vân trầm tĩnh tâm tư, toàn bộ tưởng niệm, tụ tập tại chính mình trong nguyên thần. Xoạch, phảng phất là thứ gì vỡ vụn, Mục Vân trong đầu, từng đạo cảnh tượng, đột nhiên xuất hiện. Kia là một đạo thân mang hắc sam nam tử thân ảnh, tóc dài theo gió mà động, đứng vững đỉnh núi. Nơi này, đã phong ấn một cái ác ma, nếu là lại như vậy thê lương xuống dưới, không khỏi quá mức làm cho lòng người nát. Mạn Đà La. Ta đưa người phòng ấn tại nơi đây, người tự nhiên là oán hận chết ta, có thể là. Lại không thể để nơi đây, đều bị người ô nhiễm. Kia một đạo thân ảnh màu đen, bàn tay vung lên,
từng khỏa hạt giống rơi xuống, đại địa biến phải xốp lên, hạt giống không ngừng sinh trưởng, hắc sắc gò núi, biến thành màu lục, màu xanh nhạt, màu xanh lá cây đậm. Ta Mục Vân, bị toàn bộ thần giới thiên tài e ngại, có thể là, ta lại nhất e ngại, chính là cô độc, khát vọng phụ thân yêu, khát vọng mẫu thân yêu, ta chỉ hy vọng, chính mình sinh ra ở một tòa núi nhỏ trong thôn, có mẫu thân vì ta cày dệt áo áo, phụ thân dạy ta học tập kỵ xạ, chỉ thế thôi. Nhàn nhạt lời nói, biểu lộ ra khá là tang thương cùng hoang vu. Trong chốc lát, Mục Vân thân ảnh run lên, thân thể của hắn giật giật, mở hai mắt ra. Thì ra là thế, Mạn Đà La, ma đầu, phòng ấn. Mục Vân giờ phút này sáng tỏ. Nơi đây, nguyên bản là chính mình đệ nhất thế lưu lại, mà tại nơi này, phòng ấn một cái ma đầu. Chỉ sợ, ngày xưa chính mình, cũng không nghĩ tới, hội tại lúc này, lần nữa trở lại nơi đây, đụng phải nơi này hết thảy đi. Chậm rãi đứng dậy, dưới chân, một thân ảnh phủ phục. Chính là Đặng Viễn, nhất hồn thần vương cảnh giới Đặng Viễn, giờ này khắc này, mặt mũi bầm dập, thở hồng hộc, toàn bộ thân thể, nhiều chỗ gãy xương, đứng lên cũng không nổi. Trác Viễn Hàng giờ phút này uy phong lẫm liệt, đứng tại Mục Vân bên người. Công tử, bắt sống. Mục Vân nhẹ gật đầu. Người đã thân là Tử Tiêu Tông tông trưởng một trong, nên biết, Tử Tiêu Tông lần này cùng ngũ đại tông môn, mưu đồ bí mật là cái gì. Phi, Đặng Viễn phi một cái nói, ta coi như biết, cũng không nói cho ngươi. Không sao, Mục Vân bàn tay vung lên, một đạo sinh tử ám ấn xuất hiện, trực tiếp đánh vào đến Đặng Viễn trong đầu. Nói, Đặng Viễn giờ phút này hai mắt mê ly, cả người triệt để tan rã. Tử Trùng Tiêu cùng ngũ đại tông môn tông chủ, ngày xưa thu tập được một khối thần ngọc, kia thần ngọc là mở ra nơi đây mấu chốt, lục đại tông môn lần này, hợp lực mở ra thần ngọc, liền mở ra nơi đây. Vì cái gì nhất định phải mở ra nơi đây? Ngày đó đạt được thần ngọc thời điểm, thần ngọc bên trong xuất hiện một gia cảnh tượng, cùng nơi đây hoàn toàn ăn khớp, tại cảnh tượng chỗ sâu nhất, xuất hiện, chính là một tòa thần sơn, kia một tòa thần sơn, cao không biết mấy phần, mà lại từ trên xuống dưới, toàn bộ là Bổ Thiên Thạch. Bổ Thiên Thạch, nghe được cái tên này, chính là Mục Vân cũng kích động lên. Bổ Thiên Thạch, ngày xưa hắn tiền nhiệm từng chiếm được một khối. Thế nhưng vẻn vẹn một khối. Nhưng là chính là khối đó, xúc tiến hắn sinh ra liên tục không ngừng thổ hành chi lực. Dựa theo Đặng Viễn giờ phút này lời nói, cái này một tòa không biết mấy phần cao lớn Bổ Thiên Thạch ngưng tụ núi cao, là cỡ nào quang mang vạn trượng. Nếu là dung hợp đến hắn hiện tại Bích Lạc Hoàng Tuyền đồ bên trong, đây chẳng phải là có thể cung cấp càng nhiều thổ linh khí, trợ giúp thế giới chi thụ trưởng thành. Chương 1911, Hổ Ma. Vậy ngươi tông chủ bây giờ tại nơi nào? Mục Vân nhìn xem Đặng Viễn, trực tiếp mở miệng nói. Tông chủ và mấy vị khác, bây giờ tại điều tiết mâu thuẫn, dù sao, Tư Đồ Lãng bị Tử Thiên Vũ công tử giết, chuyện này, Tư Đồ Minh Hạo nội tâm khó mà tiêu trừ cừu hận. Ồ, vậy bọn hắn chuẩn bị thế nào điều tiết? Tự nhiên là dùng kia Bổ Thiên Thạch làm cơ chuẩn. Lục đại tông môn chia đều Bổ Thiên Thạch, sau đó lại tiến hành đền bù, dù sao, Tử Thiên Vũ giết Tư Đồ Lãng, loại này đền bù, cũng nên muốn cho. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì ra là thế, Mục Vân nhẹ gật đầu, mà hậu chiêu trưởng vung lên, trực tiếp một trưởng đem Đặng Viễn đánh chết. Công tử, Hắc Viễn thấy cảnh này, rất là đáng tiếc. Đặng Viễn chính là nhất hồn thần vương, như vậy giết, quả thực là đáng tiếc. Đáng tiếc, Mục Vân cười nhạt nói, ta tuy có sinh tử ám ấn khống chế hắn, có thể là như vậy thuộc hạ, cho dù là thần hoàng cảnh giới, ta cũng không muốn. Hắc Viễn, ta nhìn chúng ngươi, cũng không phải bởi vì ngươi bị ta khống chế, mà là bởi vì, ngươi là thật tâm chọn ta làm chủ, nếu không, cho dù là thần hoàng, thần chủ, không phải thật tâm đối đãi ta, ta cũng sẽ không thua ở bên người. Mà lại, cùng các ngươi ký kết sinh tử ám ấn, các ngươi khả năng sẽ cảm thấy ăn thiệt thòi. Có thể là đến cùng là các ngươi ăn thiệt thòi, còn là ta ăn thiệt thòi, dần dần, ngươi tự sẽ minh bạch. Thuộc hạ đã minh bạch, Hắc Viễn vội vàng nói, những ngày gần đây, thuộc hạ có thể cảm giác được, nguyên bản đời này, chỉ có thể là thất nguyên thần quân, có thể là những ngày gần đây, thế mà cảm giác được nguyên thần thuế biến, có sinh cơ xuất hiện, thuộc hạ khả năng hội đột phá đến bát nguyên thần quân. Hắc Viễn lời này, cũng không phải qua loa tắc trách Mục Vân, mà là phát ra từ phế phủ. Thần giới nhân loại số lượng nhiều, không phải dùng vạn đến tính toán, mà là dùng ức. Rất nhiều người, vừa sinh ra, cả một đời võ tu con đường đỉnh, khả năng cũng đã là triệt để định hình. Lại thêm sau thiên vũ tu con đường bắt đầu thời điểm, tóm lại là sẽ xuất hiện một ít lối rẽ,
liền xem như sửa chữa trở về, cũng sẽ dẫn đến thực lực mình bị hao tổn. Hắc Phiến biết, mình đời này, cũng chỉ có thể đến thất nguyên thần quân cảnh giới. Cho nên lúc ban đầu Tử Tiêu Tông bám rễ sinh trồi, hắn không thể không thần phục. Mà bây giờ, từ khi cùng Mục Vân ký kết khế ước về sau, hắn thế mà cảm giác được, tu vi của mình, ẩn ẩn có sở buông lỏng. Tựa như là, một người tại tối tăm không ánh mặt trời trong thông đạo, không ngừng leo lên phía trên. Có thể là bò bò, chính là đụng phải một khối tấm sắt, ngăn cản con đường đi tới. Mà lại cái này một khối tấm sắt, vẫn là mình cùng cực một tiếng đều không thể phá vỡ. Giờ này khắc này, chính là như thế. Có thể là, hắn hiện tại khối này tấm sắt, lại là xuất hiện một tia ánh dạng đông. Phảng phất từ nơi sâu xa, một cỗ lực lượng giáng lâm, cậy mở một cái khe hở. Đây chính là Mục Vân ngầm ấn lực lượng. Hảo, người bực này thiên phú, xem như chênh lệch. Mục Vân cười cười, không có nói nhiều. Mấy người tiếp tục đi tới. Nếu biết, lục đại tông môn võ giả đã là đến nơi này, vậy bây giờ cũng không phải là thưởng thức phong cảnh thời điểm. Mục Vân rất muốn nhìn một chút, lục đại tông môn người, đến cùng làm thế nào. Giờ này khắc này, lần lượt từng thân ảnh tới lui lui, Mục Vân nhìn về phía trước, trong lòng cũng là đầy là cười lạnh. Ở chỗ này chờ đi, Mục Vân mở miệng nói, ta nhớ không lầm, phía dưới, hẳn là phong ấn một cái ma đầu, tên là Mạn Đà La, ma đầu kia, năm đó bị phong ấn thời điểm, chính là thất phách thần hoàng cảnh giới, thời gian qua đi vạn năm, không biết hiện tại, tên ma đầu này như thế nào. Thất phách thần hoàng, đối tại mọi người tại đây đến nói, đừng nói là thần hoàng, chính là thần vương, đều là cực kỳ cường đại. Một cái ma đầu, thất phách thần hoàng cảnh giới, cái kia phong ấn này ma đầu người, ít nhất cũng phải là thần chủ cảnh giới A. Thần chủ, ngũ hành thần chủ cảnh, ở tại thần giới bên trong, mỗi một cái đều là nhân vật hô phong hoán vũ. Ta biết rõ, đại khái chính là những này, chi tiết đồ vật, ta còn không rõ. Mục Vân lần nữa nói, cho nên chúng ta trước tiên ở nơi này địa chỉnh đốn, tìm một cái sơn động, ẩn nấp đi, nhìn xem lục đại tông môn, xử trí như thế nào. Mọi người nhất thời chỉnh đốn xuống tới. Mục Vân giờ này khắc này, khoanh chân ngay tại chỗ, lần nữa hai mắt nhắm lại. Hắn muốn cẩn thận cảm ngộ một chút vừa rồi cái loại cảm giác này, nếm thử một phen, thử nhìn một chút mình liệu có thể lần nữa dẫn động đệ nhất thế bộ phận ký ức. Cổ nhân nói, nhìn vật nhớ người, cũng không phải không duyên cớ nói. Đến cũ cảnh, đúng là câu dẫn lên Mục Vân ngày xưa một ít hồi ức. Rầm rầm rầm, mà liền xem Mục Vân mấy người nghỉ ngơi ở giữa, đột nhiên, toàn bộ sơn cốc bên trong, từng đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Kia tiếng oanh minh một đạo tiếp một đạo, đem toàn bộ sơn mạch đều là nhổ tận gốc đồng dạng. Hắc Phiến chiết thân mà quay về, lập tức nói, lục đại tông môn thương định hoàn tất, bắt đầu động thủ. Nhanh như vậy, xem ra lần này, tử trùng tiêu là xuất huyết nhiều. Mục Vân đứng dậy, nói ta đi trước điều tra một phen, các ngươi tại địa phương này chờ ta. Công tử, Trác Viễn Hàng cùng Nhậm Thiếu Long hai người lập tức do dự. Ta có thể tùy thời để cho mình nguyên thần khí tức biến mất. Liền xem như thần hoàng, cũng khó có thể điều tra đến ta, các ngươi không thể được, ta chỉ là đi điều tra tin tức, có động tĩnh, ta sẽ lập tức thông báo các ngươi. Mục Vân lời nói rơi xuống, không khỏi hai người phân trần, thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này giờ phút này, lần lượt từng thân ảnh tới lui lui, đem khoảng cách Mục Vân đám người bên ngoài mấy ngàn mét một cái sơn cốc vây lại. Mục Vân thu liễm âm thanh, trực tiếp tới gần dãy núi kia chung quanh. Giải quyết bên ngoài hai cái đệ tử, Mục Vân khoảng cách sơn cốc ngàn mét vị trí, ẩn núp xuống tới. Giờ phút này, sơn cốc bên trong, lần lượt từng thân ảnh trận địa sẵn sàng. Có thể là nhìn ra, lục đại tông môn võ giả, chia 6 cái vị trí, phân biệt đứng vững, đề phòng lẫn nhau lẫn nhau. Mà lúc này, tại sơn cốc bên trong, một cánh cửa lớn, chậm rãi dâng lên. Kia một cánh cửa lớn, khoảng chừng 100 mét chi cao, rộng mấy chục thước. Toàn bộ cửa lớn phía trên. Điều khắc một cái nhìn hung thần ác sát ma thú. Kia ma thú bộ dáng giống như hổ, một đôi uy phong lẫm liệt răng nanh, nhìn 10 phần khủng bố. Mà lại thân thể cao lớn phía trên, từng đạo mực sắc thú văn, bao trùm toàn thân, một đôi mắt, sáng ngời có thần, tinh thông nhân tính, nhưng là trên trán, ấn đạo lý đến nói, hẳn là một cái chữ vương, có thể là giờ này khắc này, cửa lớn phía trên, lại là hiện ra một cái áp chữ. Nhìn thấy kia áp chữ, Mục Vân thần sắc sững sờ. Từng đạo cảnh tượng, xuất hiện tại trước mặt. Mục tộc thái tử, ngươi vì cái gì gây sự với ta? Lưỡng tọa sơn phong chi đỉnh, một đoàn mây đen dày đặc thân ảnh, ngửa mặt lên trời gào thét nói.
ta tưởng thu phục ngươi vì tọa kỵ, mà đổi thành một bên, chính là một thân trường sam màu đen tiền nhiệm chính mình. Ha ha, bóng đen kia ha ha cuồng phóng nói, ta chính là một cái thần hổ, bị một vị võ giả luyện hóa, kém chút bỏ mình, dưới cơ duyên xảo hợp, may mắn đào thoát, giết người vô số, thành vì ma đầu, được người xưng là Mạn Đà La, Mạn Đà La thần hoa, bộ dáng mỹ lệ, có thể giết người không thấy máu, ta dù xấu xí, nhưng là đồng dạng giết người. Không thấy máu, ngươi tưởng thu phục ta vì tọa kỵ, nằm mơ, cũng không phải, trong chốc lát, hai thân ảnh giao chiến, kia Mạn Đà La, thà chết không chối từ, bị tiền nhiệm chính mình, lần lượt đánh bại, có thể là cuối cùng, lại là từ đầu đến cuối chưa từng đầu hàng. Mà ngày xưa, chính mình liền đem hắn chấn áp tại địa phương này. Một cái hổ thú, bị người kém chút luyện hóa, không có chết đi, ngược lại là liên tục giết người, thành làm một con hổ ma. Mục Vân giờ phút này nhìn thấy cửa lớn, lần nữa hồi ức đến trước đó cảnh tượng, một cái chớp mắt chính là minh bạch hết thảy. Chẳng biết lúc nào, ta mới có thể đem chính mình toàn bộ trí nhớ kiếp trước thức tỉnh, đến thời điểm, chỉ sợ hết thảy không rõ sự tình, ta đều có thể nghĩ đến minh bạch. Mục Vân thổn thức không thôi, giờ này khắc này, lục đại tông môn tông chủ các tộc trưởng, đứng thành một vòng, trong tay đều là xuất hiện từng khối toái phiến. Mảnh vỡ kia, nghênh không bay lên, trực tiếp rơi xuống cửa lớn đầu mối then chốt bên trong. Cái chỗ kia, chính là một cái áp chữ. Khoảng cách quá xa, Mục Vân cũng không thể nghe rõ bọn hắn đang nói cái gì. Chỉ có thể đứng xa xa nhìn, không thể tùy tiện tới gần. Thời gian không nhiều, Mục Vân đứng dậy, nhìn về phía trước. Kia cửa lớn bên trong, từng đạo quang mang tại lúc này, cũng là chậm rãi dâng lên. Ha ha, ha ha, mà ngay tại giờ phút này, sơn cốc bốn phía, một đạo cười ha ha âm thanh tại lúc này, đột nhiên vang lên. Tiếng cười to rơi xuống, sơn cốc bốn phía, đột nhiên xuất hiện trên trăm đạo thân ảnh. Một chiếc xe ngựa, từ từ mà tới. Đỗ Thành, nhìn thấy xe ngựa kia, mọi người sắc mặt biến đổi. Lục vị, đen đủi như vậy lấy ta lại tới đây, chỉ sợ không tốt ha. Tiếng cười to rơi xuống, một thân ảnh tại lúc này, trực tiếp xuất hiện. Đỗ Hà đứng tại xe ngựa phía trước, nhìn phía dưới, tiếu dung dần dần biến mất, thay vào đó là băng lãnh sát cơ. Ta nhìn các ngươi là ăn hùng tâm báo tử đảm. Thấy cảnh này, lục đại tông môn tông chủ lập tức biết, kế hoạch của bọn hắn thất bại. Đỗ Thành đến, tất nhiên sẽ chuyện xấu. Như thế nào, Tư Đồ Minh Hạo quát, còn có thể làm sao? Đương nhiên là giết, không sai, Tử Trùng Tiêu cũng là quát, nếu không, bổ thiên thạch bị Đỗ Thành đạt được, chúng ta lục đại tông môn, khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Nhìn xem sáu người ngươi một câu ta một câu, thương nghị muốn giết mình, Đỗ Thành giờ phút này nhãn bên trong, đầy là cười lạnh. Không tệ, muốn giết ta. Đỗ Thành bàn tay phụ về sau, cười lạnh nói tốt, hôm nay liền nhìn, ai giết ai. Bá bá bá, phía sau, từng đạo bóng hình xinh đẹp bay ra. Kia hơn 10 đạo thân ảnh, giờ phút này nhìn qua, từng cái khí tức cường đại, rõ ràng đều là thần vương cảnh giới cao thủ. Ngũ lão, Tiền lão, Chu lão, giết bọn hắn 6 người, không còn một mống. Đỗ Thành giờ phút này trực tiếp hạ lệnh, tam đạo thân ảnh, vọt thẳng ra. Này 3 người khí tức hiện ra, phía sau bất ngờ ở giữa xuất hiện tam đạo hư ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Rõ ràng đều là tam hồn thần vương cảnh giới. Ba đôi lục, Đỗ Thành, người ai cũng là đem chính mình xem như thiên chi kiêu tử. Tư Đồ Minh Hạo cười nhạo nói, 3 người kia giờ phút này lại là cười lạnh liên tục. Chỉ là linh nguyên cấp thế lực tam hồn cảnh giới, cùng chúng ta đánh đồng, các ngươi xứng sao? Tam đạo thân ảnh nhất thời giết ra, mà kia hơn 10 đạo thần vương cảnh giới nữ tử, cùng với trên trăm đạo thân ảnh, giờ phút này thể hiện ra thực lực, rõ ràng đều là bát nguyên, cửu nguyên thần quân cảnh giới cấp độ. Vẻn vẹn từ một điểm này, đủ để nhìn ra, địa nguyên cấp thế lực so linh nguyên cấp thế lực, đúng là cường đại không chỉ một cấp bậc mà thôi. Giờ phút này sơn cốc bên trong, triệt để đại loạn. Lục đại tông môn hơn 1000 người, cùng hơn 100 người giao thủ, có thể là căn bản vô pháp chiếm thượng phong. Nhất là kia ngũ lão, tiền lão, chu lão tam người, dùng 3 đối 6, không những không phải tại hạ phong, ngược lại là chiếm thượng phong. Mục Vân giờ này khắc này nhìn xem đám người giao thủ, mừng rỡ tự tại, đứng tại sơn phong bên trên, đem hết thảy thu hết vào mắt. Chương 1912, một già một trẻ. Nhưng là ánh mắt của hắn, từ đầu đến cuối chưa từng rời đi kia cửa lớn. Kia một cái cửa lớn, 6 khối tàn ngọc, giờ phút này hợp thành một cái áp chữ, đem kia hổ não phía trên lỗ khảm lấp đầy, dung hợp một thể, nhìn, thực sự là có chút quái dị. Mà giờ khắc này, kia lỗ khảm bị lấp đầy địa phương,
sử dụng toàn bộ cửa lớn nhìn, hoàn chỉnh như lúc ban đầu, quang mang, chính là từ trong rãnh khuếch tán ra tới. Giờ này khắc này, nhìn thấy những này, Mục Vân nhãn bên trong, quang mang lấp lóe, nhìn xem cửa lớn, không nhúc nhích. Sơn cốc bên trong, mấy phương giao thủ, giờ phút này đã là đến gay cấn trình độ. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giữa lẫn nhau, tiên huyết nhuộm đỏ sơn cốc, mùi máu tươi tràn ngập ra, kia từng sợi huyết khí, như có như không, đến trong cửa lớn, biến mất không thấy gì nữa. Mục Vân nội tâm luôn có một loại cảm giác, kia cửa lớn một ngày mở ra, chỉ sợ toàn bộ sơn cốc, đem triệt để thành vì một tòa tu la tràng. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, có thể là để Mục Vân vô pháp phung chi tiêu tán. Thời gian từ từ trôi qua, sơn cốc bên trong, mấy phương giao thủ, càng thêm cuồng bạo, lục đại tông môn tông chủ, đều là bắt đầu sử xuất áp đáy hòm chiêu thức, mà kia ba vị lưỡng nghi các lão giả, càng là toàn thân khí tức tăng vọt, bắt đầu nuốt thần đan đến để thăng thực lực vững chắc. Mục Vân thấy cảnh này, nội tâm càng thêm cẩn thận. Công tử, ngay tại giờ phút này, Trác Viễn Hàng đám người chạy đến. Các ngươi tại sao tới đây? Nhìn xem mấy người đến, Mục Vân lần nữa nói, cẩn thận một chút, đừng làm ẩu. Vâng, mấy thân ảnh lăng đứng ở sơn đỉnh, nhìn phía dưới, từng cái đều là kinh ngạc không thôi. Trận này giao chiến, cho người cảm giác, thực sự là cuồng bạo. Các đại tông môn đều là liều lĩnh, kia bổ thiên thạch, thật sâu dụ hoặc lấy bọn hắn. Két, mà liền xem các đại tông môn võ giả giao thủ, bắt đầu đến gay cấn trình độ thời điểm, một đạo rất nhỏ tiếng tạch tạch, tại lúc này đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, chính là nhìn thấy, kia cửa lớn tại lúc này, thế mà là từ mặt đất, chậm rãi bay lên. Mặt đất bốc lên, đại địa bắt đầu rạn nứt, máu chảy trực tiếp biến mất trên mặt đất. Giờ này khắc này, tất cả mọi người mới phát hiện, nơi đây bắt đầu phát sinh dị biến. Sơn cốc kia bốn phía thực vật, vào lúc này triệt để khô héo, từng đạo quang mang tại lúc này bốc lên, đám người lúc này vẫn y như là đắm chìm trong giao chiến bên trong, cũng không người chú ý tới cái này nhỏ bé lại biến hóa rõ ràng. A, nhưng là, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, kia cửa lớn tại lúc này mở ra, một tên đệ tử thân ảnh, trực tiếp bị cửa lớn hấp xả, kéo vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Theo càng ngày càng nhiều thân ảnh bị kéo vào trong đó, lục đại tông môn tông chủ cùng với kia Đỗ Thành, rốt cục phát hiện không tầm thường địa phương. Nơi đây, cực kỳ quỷ dị, giao chiến tạm thời đình chỉ, lục đại tông môn võ giả lui lại, nhìn xem cửa lớn, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà Đỗ Thành giờ phút này cũng là cảm thấy kinh ngạc. Mới vừa rồi bị kéo vào môn bên trong, còn có một vị, chính là hắn môn nhân thuộc hạ, nhất hồn thần vương cảnh giới. Cái này trong cửa lớn, đến cùng là cái gì? Giờ này khắc này, to lớn hấp xả lực, càng ngày càng cường đại, cho người ta một loại vô pháp chống lại nôn nóng cảm giác. Đỗ Thành quát, từ Đồ Minh Hạo, trong này rốt cuộc là thứ gì? Hừ, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Từ Đồ Minh Hạo đối Đỗ Thành tự nhiên là không có sắc mặt tốt. Tốt, ngươi không nói, vậy chúng ta liền liều cho cá chết lưới rách hảo, dù sao ta lưỡng nghi các căn cơ chưa động, ta ngược lại là nhìn xem, các ngươi sáu người, có thể hay không hao tổn nổi. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người đều là sắc mặt khó coi. Gia hỏa này nếu là thật sự dự định mài chết xuống dưới, hắn tổn binh hao tướng, có thể là bọn hắn lại là căn cơ đều hủy. Tại chỗ ngàn vị, đều là lục đại tông môn nền tảng tử. Cái này phong ấn chính là một tôn ma đầu, nhưng là nơi đây tồn tại trên vạn năm, tôn này ma đầu hẳn là khí số đã hết, cách cái chết không xa, có thể là phong ấn ma đầu kia, lại là một ngọn núi. Một ngọn núi, Đỗ Thành mắng, một ngọn núi các ngươi đáng giá hưng sư động chúng như vậy, còn nghĩ hất ta ra. Kia là một tòa bổ thiên thạch ngưng tụ núi cao. Bổ thiên thạch, giờ này khắc này, chính là Đỗ Thành, cũng là sắc mặt cuồng hỉ. Ngày xưa Mục Vân đạt được một khối bổ thiên thạch, hưng phấn không thôi, bổ thiên thạch đừng nói tại tiên giới, chính là ở tại thần giới, cũng là ít càng thêm ít. Loại này thiên địa cực hạn linh thạch, sớm đã bị thập đại cổ tộc thu nạp xong, bọn hắn những thế lực này, đừng nói là một ngọn núi đồng dạng lớn bổ thiên thạch, chính là một khối lớn cỡ bàn tay bổ thiên thạch, đều là rất khó tìm tới. Khó trách các ngươi vắt óc tìm mưu kế, cũng phải đem ta hất ra. Đỗ Thành hừ một tiếng, không có nói nhiều. Nếu biết bên trong là bổ thiên thạch, kia lần này, liền xem như tốn hao lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn đạt được bổ thiên thạch. Dùng bổ thiên thạch đoán tạo thần binh lợi khí, có thể nói kiên cường, phẩm chất cực cao, hoàn toàn có thể làm cho lưỡng nghi các võ giả sức chiến đấu tăng vọt một cái cấp bậc. Đỗ Thành ánh mắt hướng về kia cửa lớn, nhìn xem đen như mực trong cửa lớn, ánh mắt lấp lóe.
không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Hắn không nói hai lời, thế mà là vọt thẳng vào đến cửa lớn bên trong, mặc cho kia cường đại xé rách lực, đem hắn thân ảnh cuốn vào trong đó. Một màn này, sử dụng tại chỗ tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra, thấy cảnh này, Kiệt Tiền lão, Ngũ lão, Chu lão tam người, cũng là thần sắc kinh biến, lập tức đuổi theo, xông vào trong đó. Tên điên, Tư Đồ Minh Hạo giờ phút này trên mặt cơ bắp run rẩy. Làm như vậy, đúng là người điên, căn bản không để ý sinh tử. Có thể là, hắn lời nói rơi xuống, cái khác ngũ đại tông môn tông chủ, lại là cho nhau nhìn xem lẫn nhau. Các ngươi cũng muốn như thế. Thanh Lãm Vân giờ phút này mở miệng nói, chúng ta nếu là không tiến nhập, như thế nào đạt được bổ thiên thạch? Bổ thiên thạch như thế thần bảo, nếu là bị lưỡng nghi các đạt được, chúng ta lục đại tông môn lần này đắc tội Đỗ Thành, chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Nghe đến lời này, mấy người đều là gật đầu. Thanh Lãm Vân nói không sai, bọn hắn nếu là không tiến vào bên trong, kia bổ thiên thạch, rơi vào Đỗ Thành trong tay, vậy liền thất bại trong gang tấc. Tư Đồ Minh Hạo lập tức mở miệng quát, nghe ta mệnh lệnh, Bát Nguyên Thần Quân, Cửu Nguyên Thần Quân cùng với Thần Vương cảnh giới, theo ta tiến nhập, đệ tử khác, ở lại bên ngoài. Tư Đồ Minh Hạo hạ lệnh, Tư Đồ ra đám người lập tức cả đội. Lần này, thật là biết rõ là hổ khẩu, cũng muốn chạy vội mà vào. Giết, lập tức, lục đại tông môn võ giả, ước chừng 200-300 người, giờ phút này vọt thẳng nhập trong đó. Cửa lớn bên ngoài, giờ phút này còn lại mấy trăm người, từng cái đứng vững. Cái này hạ đại phát a, đúng vậy a, Đỗ Thành tự mình xông vào trong đó, cái này là vì bổ thiên thạch, mệnh đều không cần. Tông chủ bọn hắn không phải là không a, từng đạo tiếng nghị luận, giờ phút này xuất hiện, mà đúng vào lúc này, sơn cốc ở giữa, lần lượt từng thân ảnh đi ra. Một người cầm đầu, một thân mực sắc trường sam, thân mang hắc sắc sa y, bọc tại trường sam bên ngoài, bên hông một đầu bạch sắc đai lưng, hai tay phụ về sau, chậm rãi đi ra. Chính là Mục Vân, Mục Vân, nhìn thấy Mục Vân, kia lục đại tông môn bên trong, một số võ giả lập tức thần sắc khẩn trương. Hiện tại Bát Nguyên Thần Quân cảnh giới phía trên võ giả, có thể là đều đã tiến nhập trong cửa lớn, còn lại phần lớn là Lục Nguyên, Thất Nguyên Thần Quân cảnh giới. Mục Vân hiện tại xuất hiện, cũng không phải một cái điểm tốt. Hừ, Mục Vân, ngươi còn dám xuất hiện, Tư Đồ Kiệt giờ phút này đi ra, nhìn xem Mục Vân khẽ nói, giết huynh trưởng ta, không tranh thủ thời gian tìm địa phương trốn đi, còn xuất hiện ở đây. Mà giờ khắc này, Tử Tiêu Tông nhị công tử Tím Động cũng là đứng ra thân khẽ nói. Ai cũng là cho rằng, ta sáu đại tông môn cao thủ tiến nhập trong cửa lớn, ngươi liền có thể diễu võ dương oai rồi. Nhìn xem mấy người biểu lộ, Mục Vân không chút nào để ý tới. Chậm rãi tới gần cửa lớn, làm càn, muốn chết, Tử Tiêu Tông cùng Tư Đồ ra còn lại một ít hộ vệ võ giả, giờ phút này từng cái giống giận. Mục Vân giờ này khắc này, đúng là hơi có vẻ làm càn, căn bản không để ý tới bọn hắn. Đây quả thực là không coi ai ra gì. Lập tức. Mấy tên Thất Nguyên Thần Quân cảnh giới võ giả, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Cút, nhàn nhạt lời nói rơi xuống, Mục Vân một quyền nắm chặt, trực tiếp oanh ra. Oanh, sát na, kia xông ra 7-8 đạo thân ảnh, đạo đạo lui lại, từng cái miệng phun tiên huyết, thân thể cứng ngắc. Mục Vân từ đầu đến cuối, ánh mắt rơi vào cửa lớn phía trên. Tay vịn khung cửa, nhìn xem cửa lớn, Mục Vân khẽ cười nói, đã lâu không gặp. Mạn Đà La, mà giờ khắc này. Tử Tiêu Tông cùng Tư Đồ ra đám người, càng là tức giận, hơn 10 đạo thân ảnh, lần nữa đánh tới. Phanh phanh phanh, có thể là cơ hồ là nháy mắt, kia hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái thân thể vỡ ra, căn bản là không có cách tới gần Mục Vân. Nhậm Thiếu Long cùng Trác Viễn Hàng hai người, giờ phút này xuất thủ. Cửu Nguyên Thần Quân hai người, hiện nay đứng trước những người này, căn bản không có bất luận cái gì gánh vác. Chúng ta cũng đi vào đi, nhìn xem cửa lớn, Mục Vân mở miệng nói. Nhậm Thiếu Long mấy người, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Ba 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 mấy thân ảnh, vọt thẳng vào đến trong cửa lớn, biến mất không thấy gì nữa. Lục đại tông môn đệ tử, giờ phút này từng cái đều là mắt trợn tròn. Tư Đồ Kiệt phẫn nộ quát, đáng ghét, nếu không phải phụ thân không tại, tiểu tử này, chỗ nào đến phiên hắn cản rỡ. Kiệt thiếu gia không nên tức giận, một lão giả cúi đầu nói, kẻ này tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ gặp được tộc trưởng, đến thời điểm. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Tư Đồ Kiệt nhẹ gật đầu. Mà giờ khắc này, sơn cốc cốc khẩu, xuất hiện lần nữa hai thân ảnh. Một già một trẻ, lão già tuổi chừng 80, có thể là nhìn tinh thần phấn chấn, không có chút nào già nua khí tức. Mà nữ tử năm phương đôi tám, nhìn tươi đẹp động lòng người,
như là một cái mượt mà sung mãn thủy đào, mang theo một tia vũ mị, lệnh mắt người trước sáng lên. Xem ra thật đúng là náo nhiệt, Vũ lão. Nữ tử mắt ngọc mày ngài, hơi mở miệng nói. Ừm, Vũ lão gật đầu nói, tiểu thư, chỉ sợ trong đó rất là nguy hiểm, không bằng lão hủ tiến nhập, đem kia mạn đà la cầm nã ra. Không được, Chiêm Hân gì giờ phút này lắc đầu nói, ta hiện nay chính là tam hồn thần vương cảnh giới, cái này mạn đà la đối ta tấn thăng thần hoàng, có ích khá lớn, ta nhất định phải tự tay luyện hóa. Vâng, Vũ lão giờ phút này cũng không có nói nhiều. Đối ở trước mắt vị này, chỉ cần tuân theo là được, cam đoan hắn an toàn, cũng là thủ vị. Hai thân ảnh, cất bước tiến vào sơn cốc bên trong. Vị tiểu thư này, đến từ phương nào, bên trong nguy hiểm, không bằng cùng ta người nhà họ Tư đổ cùng một chỗ, đến thời điểm, có sở bảo vật thu hoạch, ta sẽ cho tiểu thư lưu một phần. Tư đồ Kiệt giờ phút này đi lên phía trước, khẽ cười nói. Cút, có thể là Chiêm Hân gì căn bản không để ý tới, trực tiếp quát khẽ một tiếng. Tư đồ Kiệt bị như vậy vừa hô, mặt hoàn toàn không có, lập tức, nhìn xem một già một trẻ, mắt lộ ra hung quang, người tới, cho ta làm thịt hai người bọn họ thứ không biết chết sống. Tư đồ Kiệt lập tức giận dữ, gào thét hạ lệnh, già giết, nữ nhân này, giữ lại cho bản công tử làm đồ chơi. Chương 1913, Mạn Đà La, không biết sống chết, nghe đến lời này, Vũ lão lại là trực tiếp bước ra một bước. Trong chốc lát, kia xông về phía trước mười mấy người. Bao quát Tư đồ Kiệt tại bên trong, từng cái thân thể tại lúc này, bỗng nhiên tĩnh lại. Phanh phanh, sau đó, những thân ảnh kia, trực tiếp nổ bể ra đến, hóa thành hỏa quang, biến mất không thấy gì nữa. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người mắt trợn tròn, thần chủ, cảnh giới, ngũ hành lĩnh vực giam cầm uy năng, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành con đường, cái này là ngũ hành thần chủ cảnh giới, thiên A. Làm sao lại xuất hiện một vị thần chủ trong chớp nhoáng này, tại chỗ những người còn lại từng cái ngây ra như phỗng. Chiêm Hân gì giờ phút này lần nữa bước ra bước chân, thân ảnh nhẹ nhàng, bước chân nhẹ nhàng, nhưng là lần này lục đại tông môn võ giả đã là triệt để rung động được, đứng tại chỗ nào dám nói ra nửa câu tới. Cửa lớn phong ấn quả nhiên là Mục tộc thái tử Mục Vân thủ đoạn, cái này Mạn Đà La cũng là đủ không may, năm đó cũng là hung danh nhất thời, gặp được Mục Vân coi như hắn vận khí kém, bằng không, hiện tại chỉ sợ là tổ thần cảnh giới ác ma. Chiêm Hân Di mỉm cười, kia trong cửa lớn hấp xả lực, phảng phất đối nàng hình thành không bất kỳ ảnh hưởng gì, nàng toàn bộ thân ảnh, tại lúc này trực tiếp đi vào trong cửa lớn, biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, lục đại tông môn võ giả lại là hai mặt nhìn nhau, chính là lưỡng nghi các đám người, cũng là từng cái không biết vì sao. Tà môn, Mục Vân đến một gia một trẻ này lại tới một gia. Đằng sau vẫn sẽ hay không có người lặng lẽ không có tiếng hơi thở đến rồi. Giờ phút này, bọn hắn cảm giác chính mình phảng phất là đá dò đường, hoàn toàn là vì người khác làm áo cưới. Mà lúc này giờ phút này, trong cửa lớn, một mảnh u ám. Đại địa tại lúc này, thể hiện ra từng đạo vết rách. Mục Vân đám người, tiến vào trong cửa lớn về sau, cường đại hấp xả lực biến mất, có thể là trước mắt, lại là hoàn toàn u ám. Đại địa tại lúc này, từ từ khuếch tán ra đến. Đám người tầm mắt cũng là khuếch trương lên. Mục Vân đám người là về sau tiến nhập, giờ phút này, phía trước không nhìn thấy một thân ảnh, vài trăm người đội ngũ trên một mảnh đại điện này, căn bản không chút nào có hiệu quả. Mục Vân mang theo mấy người tiếp tục đi tới, phía trước, mặt đất xuất hiện từng đạo phồn vinh phức tạp phù văn ấn ký. Những cái kia phù văn, trải tán trên mặt đất, nhìn kỹ lại, giống như là đại địa vì bức tranh, mà phù văn vì chữ, khuếch tán ra tới. Thấy cảnh này, Mục Vân dừng bước lại. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất, lập tức, một màn quỷ dị xuất hiện. Những cái kia phù văn giờ phút này phảng phất là sống lại, trở nên linh động nhún nhảy, giống như là từng cái hắc ám tiểu tinh linh đồng dạng, dọc theo Mục Vân cánh tay, bò lên trên Mục Vân thân thể. Công tử, không sao cả, Mục Vân giờ này khắc này, lại là an ổn ngồi xuống. Những cái kia phù văn, từng đạo tản ra đến, cho người cảm giác, càng giống là từng tòa sơn mạch đồng dạng lưu động. Giờ phút này, Mục Vân mặt ngoài thân thể, bị phù văn lan tràn, cả người hắn giờ phút này, phảng phất là cùng phù văn triệt để dung hợp một thể. Trong chớp nhoáng này, ánh mắt của hắn, nhìn thẳng phía trước, không chướng ngại chút nào. Mấy vạn mét bên ngoài, một tòa núi cao nguy nga, tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Kia núi cao nguy nga đứng vững, một ánh mắt không nhìn thấy đầu. Mà dòng dã một tòa núi cao nguy nga, giờ này khắc này, đều là từ từng đạo phồn vinh phức tạp phù văn bao trùm, kia sơn nhạc.
hoàn toàn do bổ thiên thạch cấu tạo. Mà tại chân núi chỗ sâu, tối đen như mực quang mang, khí tức yếu ớt, phảng phất là lúc nào cũng có thể tiêu tán. Mục Vân ánh mắt rơi xuống chân núi, hơn 10 đạo điểm đen giờ phút này tới gần núi cao nguy nga, chính là Đỗ Thành đám người. Đỗ Thành giờ phút này, giống như điên cuồng, bắt đầu phá hư kia chân núi phủ văn, hắc khí bên ngoài tán, hắn căn bản nhìn như không thấy, chỉ là phá vỡ phủ văn, đào xới bổ thiên thạch. Không xong, Mục Vân giờ này khắc này bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn trong đồng tử, một vòng xâm nhiên sát cơ hiển hiện, trên người khí phù, vẫn tại nhảy vọt. Đỗ Thành cái này ngu xuẩn, Mục Vân trầm thấp mắng, nếu là mở ra phong ấn, kia hổ ma liền phá ấn mà ra, đến thời điểm, một tôn thần hoàng xuất hiện, ai có thể ngăn cản. Nghe đến lời này, Trác Viễn Hàng cùng Nhậm Thiếu Long hai người cũng là sắc mặt kinh biến. Thần hoàng, tại bọn hắn ngày xưa mà nói, bất quá là một bàn tay chụp chết mà thôi. Có thể là đối với bọn hắn hiện tại đến nói, thần hoàng, chính là cường đại không thể ngăn cản. Đi, Mục Vân lúc này, tốc độ tăng tốc, mang theo mấy người, phóng tới sơn nhạc. Vạn mét khoảng cách, đối với bọn hắn mà nói, vốn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, nhưng là bây giờ, phiến đại địa này, phù văn giam cầm, đám người tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp, chỉ có Mục Vân, tốc độ không nên bị bất kỳ ảnh hưởng gì, không bao lâu, đem mọi người hất ra. Mục Vân thân ảnh tiêu tán, cuối cùng, xuất hiện tại sơn nhạc phía dưới. Dừng tay, quát khẽ một tiếng, đột nhiên vang lên. Giờ phút này Đỗ Thành cùng lục đại tông môn võ giả, đều là điên cuồng khai thác bổ thiên thạch. Mục Vân gầm thét lên, các ngươi không muốn chết, hiện tại lập tức dừng tay. Mục Vân, nhìn thấy Mục Vân, Tư Đồ Minh Hạo cùng Tử Trùng Tiêu hai người lập tức hai mắt nộ hỏa thiêu đốt. Dừng tay, Mục Vân không để ý tới hai người, nói, trong này phong ấn chính là một cái ma đầu, hổ ma mạn đà la, thất phách thần hoàng cảnh giới. Các ngươi không muốn chết, lập tức dừng tay. Đừng nghe hắn, Đỗ Thành giờ phút này lại là khẽ nói, ta đã là dò xét đến, phía dưới này phong ấn ma đầu, khí tức yếu ớt, lúc nào cũng có thể tan thành mây khói, căn bản không sao, Mục Vân, ngươi lại nói bậy, cẩn thận mệnh của ngươi. Tư Đồ Minh Hạo cùng Tử Trùng Tiêu hai người giờ phút này nhìn xem Mục Vân, cũng là đằng đằng sát khí. Hừ, Mục Vân, ngươi tự cầu phúc đi, Tư Đồ Minh Hạo quát, ta hiện tại không có rảnh để ý tới ngươi. Chờ ta khai thác xong bổ thiên thạch, là tử kỳ của ngươi. So với hiện tại chém giết Mục Vân, thu thập bổ thiên thạch, mới là trọng yếu nhất. Đám người lập tức bắt đầu bận rộn, Mục Vân giờ này khắc này nhãn bên trong đầy là lạnh lùng. Không biết sống chết, giờ phút này, hắn khoanh chân ngay tại chỗ, lập tức tâm thần thông chi Trác Viễn Hàng đám người, không muốn tiến lên. Sau đó cả người, cùng phù văn lại lần nữa phù hợp, toàn thân cao thấp, sát khí tung hoành. Từ từ. Những cái kia phù văn đem hắn toàn bộ thân ảnh bao quát, thân thể của hắn, biến mất trên mặt đất. Có thể là Đỗ Thành, Tư Đồ Minh Hạo đám người giờ phút này toàn thân tâm đều là dừng lại tại trước mặt bổ thiên thạch bên trên, chỗ nào chú ý tới hắn. Sau một khắc, Mục Vân thân ảnh, xuất hiện tại một vùng tăm tối không gian bên trong. Kia hắc ám không gian, bốn phía chín nơi giống như trăm mét núi cao bó đuốc, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Thiên hỏa, Mục Vân thần sắc khẽ giật mình, cái này chín nơi bó đuốc. Thế mà là một loại thiên hỏa ngưng tụ. Diệt ma viêm hỏa, cũng là thiên hỏa một loại, mà lại đối tại ma khí, nắm giữ cường đại trấn nhiếp. Nhìn thấy kia diệt ma viêm hỏa, Mục Vân càng là cẩn thận. Ngày xưa chính mình, vậy mà dùng diệt ma viêm hỏa đến trấn áp cái này hổ ma, có thể tưởng tượng, cái này hổ ma cường đại. Mà giờ khắc này, có thể nhìn thấy, chín nơi bó đuốc bên trong, quang mang bắn ra bốn phía, nhìn kỹ lại, rõ ràng là một tòa đài cao. Mà giờ khắc này, trên đài cao, một cái bóng mờ, nằm dạp trên mặt đất, khí tức lúc nào cũng có thể tiêu tán. Kia một đạo khí tức, toàn thân cao thấp, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Mà hư ảnh bốn phía, cửu đạo xích sắt, liên tiếp lấy chín nơi bó đuốc, xích sắt kia bên trên, hiện lên từng nét bùa chú, cùng Mục Vân mặt ngoài thân thể mang theo phù văn, không khác nhau chút nào. Hô, đột nhiên, một đạo trầm muộn hơi thở tiếng vang lên, kia hư ảnh phương viên ba trượng. Tại lúc này giật giật, một đôi đen nhánh như mực con mắt, lắc lắc lấy mở ra. Rầm rầm thanh âm vang lên, xích sắt tại lúc này phát ra giòn tai thanh âm. Tại lúc này, kia hư ảnh, từ từ đứng dậy. Thân cao 3 mét, thân dài 9 mét, toàn thân trên dưới, bộ lông màu đen, từng cây giống như cương châm, lóe ra sáng ngời. Một đôi mắt, như là đen nhánh trong bầu trời đêm tinh mang, to lớn móng vuốt, sắc bén như lưỡi cưa, phía sau, một đôi vũ rực triển khai. Khoảng chừng dài 9 mét,
kia vũ rực giãn ra, uy phong lẫm liệt. Đây chính là hổ ma bản thể. Mục Vân giờ phút này đứng tại hổ ma thân trước, trái tim bịch bịch nhảy không ngừng. Ngươi quả nhiên là ngụy trang. Mục Vân mở miệng nói. Ngươi là ai? Hổ ma giờ phút này đứng dậy, hai mắt như đuốc, nhìn chằm chằm Mục Vân. Trên người ngươi, có một cỗ ta rất chán ghét khí tức. Hổ ma lần nữa nói, rất chán ghét, hận không thể giết một người. Hổ ma giờ phút này nhe răng nhếch miệng, muốn phóng tới Mục Vân. Có thể là xích sắt kia, lại là trói buộc chặt hắn. Nhưng là Mục Vân rất rõ ràng nhìn thấy, giờ này khắc này, xích sắt chỗ, có một khoảng cách, phù văn bắt đầu yếu đi, thậm chí có mấy đạo phù văn, bắt đầu tiêu tán. Mạn Đà La, người bị phong ấn ở nơi đây vạn năm thời gian, còn là bộ dáng như vậy sao? Mục Vân mở miệng lần nữa. Giờ phút này, Đỗ Thành bọn người ở tại bên ngoài, phá vỡ bổ thiên thạch, kia là trận pháp phong ấn mấu chốt. Nếu là bổ thiên thạch thu thập xong, cái này Mạn Đà La chính là sẽ trực tiếp phá phong ấn mà ra. Đến thời điểm, tất cả mọi người xong đời. Có thể là bọn gia hỏa này lại là không rõ điểm này, giờ phút này còn ở bên ngoài tràn đầy phấn khởi. Ngươi là, Mục tộc thái tử Mục Vân. Mạn Đà La giờ phút này lại là trên thân lông tóc mở ra, trực tiếp nhào về phía Mục Vân. Có thể là, xích sắt vẫn y như là trói buộc chặt hắn. Không, ngươi không phải hắn. Mạn Đà La đột nhiên ha ha cười nói, ta có thể cảm giác được, hắn đã là chết rồi, hắn chết rồi. Ngươi không có khả năng là hắn, chỉ là lục nguyên thần quân, ngươi làm sao có thể là hắn. Trong chớp nhoáng này, Mạn Đà La sắc mặt mấy chuyến biến hóa, giống như điên cuồng. Ta chính là hắn, Mục Vân giờ phút này tỉnh táo vô cùng, nói, năm đó, ngươi bị ta phong ấn tại nơi đây, có thể từng nghĩ tới, ta hội trở lại. Ngươi sở cảm ứng đến ta chết rồi, nhưng mà cũng không phải là như thế, ta khởi tử hoàn sinh, dùng một cái tân diện mạo, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Những cái kia giết ta người trước mặt, những cái kia bị ta phong ấn người trước mặt. Lời này vừa nói ra, Mạn Đà La sắc mặt triệt để khó coi, nhìn xem Mục Vân, cơ hồ là giống như điên. Ngươi không chết, ngươi sao không đi chết đi a? A, Mạn Đà La triệt để phát cuồng, toàn thân trên dưới, lông tóc nổ bể ra tới. Ta nói, ta hội thu phục ngươi. Mục Vân giờ phút này lần nữa nói, ngươi vốn là một cái thần thú mãnh hổ, bị người dùng tế luyện chi pháp luyện chế. Về sau may mắn đào thoát, giết người vô số, thành tựu hổ ma, có thể nói, ngươi thân thể, đi qua cải biến, không phải là thần thú, cũng không phải ma loại, ngươi chính là thiên địa ở giữa độc nhất vô nhị tồn tại. Ngươi nếu quy thuận đối ta, ta tất có thể dùng mang ngươi rong ruổi sơn hà, thiếu ngạo cửu thiên. Ha ha, nghe đến lời này, Mạn Đà La lại là đột nhiên cười lên ha ha. Chương 1914, Hắc Kỳ Lân, Mục Vân a Mục Vân, ngươi không khỏi quá để ý mình đi. Mạn Đà La cười to nói, năm đó ngươi thực lực cỡ nào cùng thiên phú, ta có thể không biết. Có thể là lúc ấy ta, liền không nguyện ý đầu nhập ngươi, ngươi nói muốn ta thành tín quỷ sát, có thể là ta lại không. Mà bây giờ, bất quá là chỉ là lục nguyên thần quân cảnh giới, ngươi nói để ta quy thuận ngươi. Ai cũng là nằm mơ a. Ha ha, cái này là ta đưa cho ngươi lựa chọn. Mục Vân giờ phút này lần nữa nói, ngươi nếu là lựa chọn một con đường chết, ta liền trực tiếp đưa ngươi đánh giết. Hấp thu ngươi toàn bộ tinh huyết cùng lực lượng, dùng đến làm ta đột phá quý giá vật liệu. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giết ta, Mạn Đà La lần nữa cười to nói, vậy phải xem nhìn, ngươi có bao nhiêu bản sự tới giết ta. Nhìn xem Mạn Đà La phách lối bộ dáng, Mục Vân giờ phút này thật đúng là vô kế khả thi. Mạn Đà La dù sao cũng là thất phách thần hoàng, Mục Vân suy nghĩ toàn bộ, trên người mình hết thảy. Đối với hắn đều căn bản không có bất luận cái gì áp bách tính. Mà lại, mặt đất Đỗ Thành đám người phá vỡ phong ấn, tốc độ càng nhanh, cái này Mạn Đà La khôi phục thời gian lâu dài càng nhanh, khả năng thậm chí thực lực càng mạnh. Coi như phong ấn không có phá vỡ, hắn cũng bất quá là đứng tại phong ấn bên ngoài, nhìn xem Mạn Đà La, qua loa vài câu thôi. Muốn thật chế phục được hắn, đem hắn thu phục, không quá hiện thực. Có thể mặc dù là như thế, Mục Vân cũng muốn thử một lần. Hai tay của hắn vung vẩy, một đạo tinh thuần thế giới chi lực tại lúc này, trực tiếp ngưng tụ. Oanh, nhưng mà, còn chưa ở hắn động thủ, đột nhiên, một đạo tiếng oanh minh, tại lúc này trực tiếp nổ bể ra tới. Đạo này tiếng oanh minh, thanh âm cực vang, toàn bộ sơn nhạc tại lúc này, đều là trải qua chiến đấu. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất, một đạo tiếng gầm gừ vang lên. Mục Vân giờ phút này một kinh, thân ảnh rời đi nơi đây, xuất hiện trên mặt đất. Giờ phút này. Mặt đất kia bên trên, đến cái kia đạo thân ảnh xuất hiện.
một già một trẻ, lão giả lăng lập giữa không trung, đối Bổ Thiên Thạch Sơn xuất tay. Mà nữ tử kia, bộ dáng mỹ lệ, khí tức đặc biệt, đứng tại giữa không trung, nhìn xem hết thảy. Giờ phút này Bổ Thiên Thạch Sơn thượng, một cái thân ảnh khổng lồ, tại lúc này xuất hiện. Thân ảnh kia trọn vẹn hơn 100 mét cao lớn, chính là một cái phóng đại mấy lần Mạn Đà La. Mà lúc này, lục đại tông môn cùng với Đỗ Thành đám người, từng cái giống như băng điêu, đứng tại chỗ, khẽ động vô pháp động đậy. Hổ ma, hôm nay ngươi nếu là thụ ta Chiêm Hân Di hàng phục, ta cam đoan, ngươi có thể thành vì ngày xưa dung mạo. Nữ tử kia mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng, truyền khắp sơn nhạc. Ha ha, nghe đến lời này, Mạn Đà La lại là ha ha cười nói, tiểu nha đầu, ta không nhìn lầm, ngươi hẳn là chiêm tộc người a. Dẹp ý niệm này đi, ngày xưa, mục tộc thái tử Mục Vân đều không thể làm ta hàng phục hắn, ngươi bây giờ để ta thụ ngươi hàng phục. Không khỏi quá không biết trời cao đất rộng, ngươi, thế nào, ta nói không đúng sao? Mạn Đà La cười ha ha nói, các ngươi thập đại cổ tộc, là đời thứ nhất không bằng đời thứ nhất, một cái duy nhất thiên tài, Mục Vân, cũng bị các ngươi cửu tộc đố kỵ sát hại, ta nhìn nhân tộc bị các ngươi thập đại cổ tộc, triệt để hủy. Đợi đến có một ngày, vạn tộc giáng lâm, các ngươi nhân tộc, chính là hủy diệt thời điểm. Nghe đến lời này, Chiêm Hân Di gầm thét một tiếng. Làm càn, thế giới này, vạn tộc lâm lập, chúng ta nhân tộc mới là trong vạn tộc ương, người bất quá là chỉ là một cái hổ ma, dám can đảm ở nơi đây đại phóng khuyết từ. Chiêm Hân Di nghe đến lời này, lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Ngược lại là Mạn Đà La, trên mặt khinh thường, Mục Vân giờ này khắc này, thấy cảnh này, lại là nội tâm kinh ngạc. Cái này Mạn Đà La, tựa hồ không vô cùng đơn giản là hổ ma đơn giản như vậy a. Có ý tứ, Quy Nhất giờ phút này mở miệng cười nói, Hắc Kỳ Lân nhất tộc. Hắc Kỳ Lân, Mục Vân bỗng hiện kinh ngạc, ai là Hắc Kỳ Lân, Mạn Đà La sao, Quy Nhất lần nữa nói, ngu xuẩn tiểu tử, ta nhìn ngươi thật sự là càng sống vượt qua đi, còn không bằng ngươi đệ nhất thế, tốt xấu, ta xem chừng ngươi đệ nhất thế hẳn là nhìn ra gia hỏa này không giống bình thường, cho nên mới không có chém giết, chỉ là phong ấn tại nơi đây. Cái này là một cái Hắc Kỳ Lân, cũng không phải cái gì hổ ma. Hắc Kỳ Lân, kia lại là cái gì? Bách tộc một trong, cùng bên cạnh ngươi cái kia Titan tiểu tử đồng dạng. Quy Nhất cười ha hả nói, có ý tứ, nhân tộc thần giới bên trong, thế mà xuất hiện như thế nhiều chủng tộc khác hậu duệ, xem ra, thật sự là có ý tứ. Quy Nhất nói chuyện không hiểu thấu, nói rõ một chút, nói ngươi cũng không hiểu. Quy Nhất không muốn cùng Mục Vân giải thích, chỉ là qua loa tắc trách nói, cái này Hắc Kỳ Lân, ta nhìn ngươi là không thể nào thu phục. Không nói dẹp đi, Mục Vân giờ phút này tính tình cũng là đi lên, nhưng là dựa theo Quy Nhất nói tới đôi câu vài lời, kết hợp hắn hiểu biết đến. Cái này thần giới, cũng không phải là đơn giản như vậy. Thần giới chỗ, mênh mông vô tận, không biết ức vạn dặm. Nhưng là đứng ở đỉnh tiêm, chính là nhân loại, tựa hồ ở tại thần giới bên ngoài, cũng có chủng tộc khác tồn tại, Long tộc, Phượng tộc, Titan nhất tộc, hiện tại lại xuất hiện một cái Kỳ Lân. Dạng này thế giới. Ngược lại thật sự là để Mục Vân mở rộng tầm mắt. Xem ra, phụ thân năm đó gặp được mẫu thân, cũng không phải là đơn giản như vậy. Tiểu tử ngươi, đừng ở chỗ này mưu toan phỏng đoán. Quy Nhất lạnh nhạt nói, chờ ngươi đến phụ thân ngươi cảnh giới, tự nhiên là sẽ minh bạch những này. Đại thiên thế giới, vạn tộc lâm lập, nhân tộc ở tại thần giới chỗ, chi hoàn toàn xứng đáng cường đại, có thể là đặt ở vạn giới bên trong đâu. Có phải là như là hổ ma lời nói? Thật nhỏ yếu như vậy. Năm đó, phụ thân kinh lịch cái gì? Đệ nhất thần đế, lại kinh lịch cái gì? Mục Vân giờ phút này nội tâm, càng thêm hiếu kỳ. Nhóc con, thân là thập đại thần tộc chiêm tộc hậu đại, ngươi chỉ có như vậy điểm kiến thức, chẳng lẽ còn không phải nhân tộc thật đáng buồn chỗ sao? Mạn Đà La lần nữa cười nói, một ngày nào đó, các ngươi nhân tộc hội cảm nhận được, loại kia bị chi phối sợ hãi. Vũ lão, đừng muốn cùng hắn nói nhảm, trực tiếp chém giết hắn. Vâng, tiểu thư, Vũ lão giờ phút này trực tiếp xuất thủ, toàn bộ thiên địa ở giữa, khắp nơi đều tại sụp đổ. Thần chủ cảnh giới, cái này là Mục Vân lần thứ nhất nhìn thấy thần chủ cảnh giới cự đầu. Thần quân, thần vương, thần hoàng, thần chủ tứ đại cảnh giới. Hắn hiện tại, đối tại thần chủ mà nói, bất quá là một ngón tay là đủ nghiền nát. Thậm chí một hơi đều có thể đem hắn thổi tan. Mục Vân thân ảnh che giấu tại từng nét bùa chú bên trong, lặng yên không một tiếng động. Mà giờ khắc này, kia Vũ lão trực tiếp xiết ra, khí tức mênh mông thâm thúy. Mạn Đà La thân thể tại lúc này cũng là vọt thẳng ra, cho người ta một loại cuồng phóng ngạo nghễ tư thái. Thất phách thần hoàng cảnh giới,
cũng dám cùng lão phu tranh nhau phát sáng. Thôi đi, bất quá là chỉ là ngũ hành thần chủ cảnh giới thôi, ngươi nếu là đến tổ thần cảnh giới, ta tự nhiên bại lui, nhưng là bây giờ, trận pháp bị hư hao, liên tục không ngừng bổ thiên thạch, bù đắp ta lực lượng toàn thân, ta tự nhiên là không sợ ngươi. Mạn Đà La giờ phút này, lại là tựa hồ căn bản không có cầm nhìn thẳng đối đãi Vũ lão. Một người một thú, tại lúc này ra tay đánh nhau. Hai thân ảnh tại bổ thiên thạch sơn phía trên, ngươi tới ta đi. Trong lúc nhất thời, thế mà là bất phân thắng bại. Chiêm Hân gì giờ phút này nhìn xem giao chiến, trong lòng cũng là kinh ngạc. Lần này may mắn là mang theo Vũ lão đến đây, nếu không, nàng bây giờ, tại cái này Mạn Đà La trước mặt, không hề có lực hoàn thủ. Mà Mục Vân càng là kinh ngạc, cái này Mạn Đà La, tựa hồ không chỉ là thất phách thần hoàng cảnh giới. Mà Vũ lão ngũ đi thần chủ cảnh giới, càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Thần vương chia làm tam hồn cảnh, thần hoàng phong làm thất phách cảnh, mà thần chủ, thì là ngũ hành cảnh, từ nhất hành đến ngũ hành, lĩnh ngộ kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành pháp tắc, ngưng tụ ra ngũ hành lĩnh vực, tại lĩnh vực bên trong, có thể xưng vô địch. Hiện tại Vũ lão, chính là dùng ngũ hành lĩnh vực, cưỡng ép áp chế hổ ma Mạn Đà La. Hai người giao chiến, may mắn là lại như vậy một mảnh kỳ lạ không gian bên trong. Nếu không, nếu là ở bên ngoài, chỉ sợ lục đại tông môn địa bàn, trong khoảnh khắc chính là hội hóa thành hư không. Ai nói ta không thể thu phục cái này Hắc Kỳ Lân, hiện tại chính là thời điểm. Ngươi có biện pháp, Quy Nhất nhìn Mục Vân lòng tin tràn đầy, buồn bực nói. Đương nhiên, Mục Vân cười nói, hiện tại, chính là thi triển miệng độn thời khắc. Miệng độn, Quy Nhất lập tức như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Mục Vân giờ phút này hoãn lại lấy phù văn, lần nữa tiến nhập sâu trong lòng đất. Giờ phút này, Mạn Đà La toàn thân hắc khí lượn lờ, thân thể nhất thời biến lớn, nhất thời thu nhỏ. Lão đầu kia ngũ hành thần chủ cảnh giới, đối phó, rất phiền phức a. Mục Vân cười hì hì nói, ta biết, ngươi vốn là thất phách thần hoàng, sở dĩ có thể cùng một vị ngũ hành thần chủ cảnh giới đánh nhau thành lần này bộ dáng, dựa vào là bổ thiên thạch sơn. Cái này vạn năm thời gian đến, ta đưa ngươi phong ấn tại nơi đây, một là hạn chế ngươi, nhị kỳ thật dùng bổ thiên thạch phong ấn ngươi. Cũng là hy vọng bổ thiên thạch hùng hồn thổ hành chi lực, gột rửa trong lòng ngươi một ít ma khí. Dù sao, ngươi là một cái Hắc Kỳ Lân, nhân tộc này thần giới, vốn là không thuộc về ngươi nên ở địa phương. Mục Vân từng câu lời nói rơi xuống, quả thực là xuyên thẳng Mạn Đà La trái tim. Làm sao ngươi biết, hắn lần này là thật lo lắng. Mục Vân thế mà nhìn ra hắn là Hắc Kỳ Lân nhất tộc. Mục Vân giờ phút này lại là trầm mặc không nói, ra vẻ cao thâm. Tâm thần lại là cùng Quy Nhất không đoạn giao lưu. Quy Nhất, nhiều cùng ta nói một chút Kỳ Lân nhất tộc sự tình a. Mục Vân lo lắng nói. Hiện tại biết dùng ta rồi. Nói một chút đi, ngươi muốn làm gì? Khụ khụ, ta đem hắn nội tình nói ra, xáo trộn hắn tâm thần. Dạng này, cái kia Vũ lão đầu liền có thể thủ thắng. Gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta liền không tin, muốn chết rồi, còn không muốn nói, ta cũng mặc kệ hắn chết sống. Mục Vân nói thẳng. Không thể thu phục làm tọa kỵ, giữ lại cũng vô dụng, quản hắn là cái gì giới ngoại Kỳ Lân. Được, Quy Nhất minh bạch Mục Vân ý tứ. Trầm mặc một lát, Mục Vân mới mở miệng. Ngươi cho rằng ta là một tiểu nhân vật sao? Mục Vân lần nữa nói, cái này ngàn vạn thế giới, chủng tộc lâm lập, nhân tộc, bất quá là vạn tộc một trong. Ta biết, năm đó ta biết, hiện tại ta cũng biết. Titan nhất tộc, Long tộc, Phượng tộc, chờ một chút, ngươi Kỳ Lân nhất tộc, bất quá là những này chủng tộc một trong. Nói trắng ra, cùng chúng ta nhân tộc. Nhân giới thập đại thần tộc, chấn thủ thần giới thập phương, các ngươi ngoại giới là vào không được. Mục Vân cười nói, Kỳ Lân nhất tộc, chia làm 6 loại, Kim Kỳ Lân, Mộc Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân, Hỏa Kỳ Lân, Thổ Kỳ Lân cùng với ngươi. Hắc Kỳ Lân, ta nói là có đúng hay không? Mục Vân nhìn xem Mạn Đà La, vẻ mặt tươi cười. Có thể là trong lòng của hắn, lại là vạn phần kinh hãi. Chương 1915, đến cực hạn. Những lời này, cũng không phải hắn nói, mà là Quy Nhất nói ra, hắn đến truyền đạt, hù dọa Mạn Đà La. Có thể là, từ những lời này bên trong, Mục Vân cũng coi là triệt để hiểu rõ đến. Nhân tộc thần giới, vạn tộc vạn giới. Năm đó, phụ thân vô cùng có khả năng rời đi thần giới, đến vực ngoại chi giới, gặp được mẫu thân Diệp Vũ Thi, sau đó mới có hắn. Chẳng lẽ nói, mẫu thân cũng không phải là nhân loại, bạn đang nghe chuyện trên AL Audio. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mục Vân giờ phút này cảm giác đầu óc có chút mộng. Ngươi quả nhiên là Mục Vân. Mạn Đà La lần nữa mở miệng nói, một tia thần hồn bất diệt, liền có thể chuyển thế trọng sinh,
có thể là ta không nghĩ tới, ngươi thế mà cải biến hồn tức. Hồn tức từ xưa đến nay, không người có thể cải biến, nói như vậy, ngươi một thế này, cũng không phải là ngươi đệ nhị thế, mà là ngươi đệ tam thế. Mục Vân giờ phút này nhăn đầu lông mày, đời này đúng là hắn đệ tam thế, có thể là Mạn Đà La làm sao biết. Ha ha, Mạn Đà La ha ha cười nói, ta minh bạch, mục tộc thái tử Mục Vân, ngươi quả nhiên là Mục Vân, ngươi không chết, trọng sinh làm người hai đời, hiện tại trở về thần giới, là đến báo thù. Ta đoán không sai, ngươi mục tộc bên trong, nhất định có người đi qua thập giới phong ấn, rời đi nhân giới, không phải vậy, ngươi không có khả năng đi qua tam sinh chuyển thế chú, tam sinh tam thế làm người, cải biến hồn tức. Mạn Đà La tựa hồ đối với Mục Vân rất tin tưởng, giờ phút này thốt ra từng câu lời nói tới. Thập giới phong ấn, tam sinh chuyển thế chú. Lúc này, lại là đổi thành Mục Vân, triệt để mộng. Hắn vốn là nghĩ móc ra Mạn Đà La nội tình, để Mạn Đà La tâm thần đại loạn, sử dụng vô pháp toàn thân tâm khống chế bên ngoài, cùng Vũ Lão giao thủ bị thua, có thể là không nghĩ tới, hiện tại ngược lại là chính hắn bị Mạn Đà La hù dọa. Có thể phá vỡ thập giới phong ấn, rời đi thần giới, đồng thời tập được tam sinh chuyển thế chú, vị kia nhất định là nhân trung long phượng. Mạn Đà La giờ phút này thở dài nói, dạng này nhân loại, mới là vạn tộc sợ hãi nhất. Câu nói này, Mục Vân nghe rõ. Mạn Đà La trong miệng người kia, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là phụ thân của hắn. Mục tộc tổ huấn từng có lưu lại, cửu thế tộc trưởng chi vị về sau, sẽ xuất hiện một vị tuyệt thế kỳ tài, dẫn đầu mục tộc, đi hướng cường đại. Mà vị này kỳ tài, vốn là chỉ thay cha thân Mục Thanh Vũ. Hiện tại lại từ Mạn Đà La miệng bên trong nói ra, lẫn nhau phù hợp. Nhìn thấy Mục Vân giật mình bộ dáng, Mạn Đà La cười nói, xem ra ngươi thật đúng là không biết những chuyện này, ha ha. Không sao, bắt ngươi về sau, ta hội dần dần biết đến. Mục Vân giờ phút này, không thể chờ ở. Hắn đã là cảm giác được, trên mặt đất, kia ngũ hành thần chủ cảnh giới Vũ Lão, giờ này khắc này, thế mà đều không phải cái này Mạn Đà La đối thủ, trong lúc mơ hồ có bị thua dấu hiệu. Tiếp tục như vậy, liền đỉnh tiêm thần chủ đều không địch lại, cái này Mạn Đà La, phá ấn mà ra, bắt buộc phải làm. Mục Vân lúc này trực tiếp bàn tay vung lên, thế giới chi lực đánh ra. Phù văn chi ấn tại lúc này, chậm rãi bốc lên. Thế giới lực kia, chính là vạn giới căn bản chi lực, đối Mạn Đà La giờ phút này trên người ma khí có cực kỳ lớn áp chế lực. Có thể là dù vậy, Mục Vân cũng khó có thể đem những lực lượng này, dẫn vào đến Mạn Đà La thể nội. Mạn Đà La lực lượng, quá cường đại, Quy Nhất, giúp đỡ chút a, hỗ trợ, Quy Nhất trợn trắng mắt, nói ta dung hợp hồng hoang khí tức bảo vật, có thể trợ giúp ngươi đem thần không bảo động cao cấp hơn bảo vật mở ra, để ngươi chiến thắng đế hộ, đạt được bảo vật, còn có thể giúp ngươi tiến nhập thời không yếu tắc bên trong, lĩnh ngộ thần quyết, đã là cực hạn. Giúp ngươi giết địch, vậy ngươi lại cho ta tìm mang theo hồng hoang khí tức bảo vật tới đi. Mục Vân đáy lòng chỉ nghĩ chửi mẹ, gia hỏa này, tuyệt đối có bản lĩnh, chỉ là không nguyện ý trợ giúp chính mình. Năm đó, là ta phong ấn ngươi, ta hiện tại thiếu hụt mất, bất quá là chính mình năm đó ký ức mà thôi, không tin vô pháp trấn nhiếp ngươi. Hừ một tiếng, Mục Vân lại lần nữa ra tay, tiên huyết nhuộm đỏ xích sắt, khuếch tán mà ra. Mà giờ khắc này, kia tiên huyết bầy khắp ra, đạo đạo ấn phù tại lúc này, tản mát ra hắc sắc quang mang, rất sống động. Huyết mạch chi lực, Mạn Đà La giờ phút này sắc mặt rốt cục biến đổi. Đáng chết, Mạn Đà La đột nhiên nghĩ đến, năm đó, chính là trước mắt cái này người, chẳng qua là làm một bộ diện mạo, đem hắn triệt để phong ấn tại nơi đây, kia huyết mạch lực lượng mạnh mẽ, cho tới bây giờ, vẫn y như là để hắn vô pháp quên. Kia cỗ thôn phệ lực lượng, đem hắn tổ thần cảnh giới, ngạnh sinh sinh hạ thấp thần hoàng. Đáng ghét a, chính là cái này một cỗ huyết mạch thôn phệ lực lượng. Mục tộc huyết mạch thiên phú thôn phệ, đừng nói cửu đại thần tộc kiêng kỵ, chính là vạn tộc đều sẽ kiêng kỵ. Mục Vân, ngươi không nhất định phải ý, cho dù ngươi bị thi triển tam sinh chuyển thế chú, hồn tức cải biến, có thể là ngươi chỉ có trở nên mạnh mẽ, vạn tộc đều sẽ e sợ ngươi, đều sẽ muốn chém giết ngươi. Vậy hôm nay ngươi nếu là không thần phục, ta trước hết chém giết ngươi. Mục Vân giờ phút này, thần sắc lạnh lùng, huyết mạch liên tục không ngừng khuếch tán ra tới. Mà giờ khắc này, trên mặt đất, Vũ Lão cùng Mạn Đà La khổng lồ hư ảnh giao chiến, có thể nói là nghiêng trời lệch đất. Chiêm Hân gì giờ này khắc này, hoàn toàn nhìn ngốc. Một tên thần hoàng, lại có thể bộc phát ra cường đại như thế uy năng sao? Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, Vũ Lão thân ảnh bỗng nhiên rút lui, một ngụm máu tươi phun ra. Vũ Lão, ngươi không sao chứ? Cái này nhiệt xúc,
cũng không phải là hổ ma đơn giản như vậy. Vũ lão một ngụm máu tươi phun ra, trầm giọng nói, thực khó tưởng tượng, năm đó mục tộc thái tử Mục Vân, là như thế nào đem hắn phong ấn tại nơi đây. Chiêm Hân gì giờ phút này cũng là gấp gáp, nàng vốn cho rằng hội là một chuyện rất đơn giản, có thể là không nghĩ tới, bây giờ trở nên phức tạp như vậy. Cái này Mạn Đà La cường đại, vượt quá tưởng tượng. Tiểu thư lui ra phía sau, giờ phút này, kia Mạn Đà La cường đại thân ảnh lần nữa đánh tới, Vũ lão lập tức khu thân vượt qua. Hai người lại lần nữa giao thủ, thiên địa thất sắc. Tại sao có thể như vậy? Chiêm Hân Di ngạc nhiên nói. Mà cùng một thời gian, thần giới, một chỗ bí giới bên trong. Một thân ảnh, khoanh chân ngay tại chỗ, nhìn xem thân trước thư quyển. Người này một thân trường sam, khí tức kéo dài, nhìn giống như người bình thường, có thể là một hít một thở ở giữa, không bàn mà hợp thiên địa thời điểm. Ngoài cửa, một thân ảnh, dạo bước mà tới. Phụ thân đại nhân, thanh niên một thân màu lam nhạt dài phục, phong độ nhẹ nhàng, mắt phượng rất là mê người. Làm sao ngươi tới, muội muội của ngươi đâu? Ách, ta tới cấp cho phụ thân thỉnh an, muội muội nàng. Muội muội đang bế quan tu luyện, thanh niên khẽ cười nói. Hảo, Vũ Nhi, ngươi từ trước đến nay không quen nói láo, nói đi, có phải là Hân Nhi lại chạy ra chơi rồi? Có phải là đi chân vũ học viện? Ách, nghe đến lời này, thanh niên ho khan một cái, nói phụ thân, muội muội tu luyện thánh luân mệnh quyết, hiện tại ở vào thời khắc mấu chốt, tán đi toàn bộ tu vi. Một lần nữa để thăng, hiện đã là đến tam hồn thần vương, cho nên nàng đi. Thông thiên lĩnh, tìm con kia hổ ma, chuẩn bị tăng lên tới thần hoàng cảnh giới, sớm ngày khôi phục lại tổ thần cảnh. Phanh, thanh niên lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên một đạo phanh tiếng vang vang lên. Hồ nháo, nam tử trung niên quát khẽ nói, thánh luân mệnh quyết, ta đã sớm cùng nàng nói qua, tu luyện này thần quyết, đến tổ thần cảnh, tán đi tu vi, lại tu luyện từ đầu, tốc độ rất nhanh. Một ngày lần nữa đến tổ thần cảnh giới, sẽ là vô cùng vô tận tiềm lực. Nàng hiện tại gấp gáp như vậy làm cái gì? Thông thiên lĩnh phong ấn con kia cự ma, nàng tưởng rằng đơn giản như vậy liền có thể đối phó sao? Phụ thân an tâm chớ vội. Thanh niên vội vàng nói, lần này chân vũ học viện viện trưởng Vũ Đoạn Thiên đi theo muội muội cùng đi, hẳn là không sao. Vũ Đoạn Thiên, nam tử trung niên bực tức nói, hồ nháo. Vũ Đoạn Thiên bất quá là ngũ hành thần chủ cảnh giới. Như thế nào có thể làm chức trách lớn? Kia hổ ma, năm đó chính là Mục Vân, phong ấn cũng là tốn hao thời gian một năm. Phụ thân, cái kia Mục Vân, năm đó cũng bất quá là thần vương cảnh giới mà thôi. Ngươi biết cái dám, nam tử trung niên giờ phút này nổi giận, lập tức phái người đi thông thiên lĩnh, muội muội của ngươi nếu là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, ta duy ngươi là hỏi. Vâng, Chiêm Thiên Vũ giờ phút này cũng cảm giác được sự tình không có đơn giản như vậy. Hồ nháo. Hồ nháo a, nam tử trung niên vỗ tay nói, Mục Vân, toàn bộ thần giới, có thể có mấy người so sánh với hắn. Thần quân cảnh giới chém giết thần vương, ai có thể làm được? Thật sự là hồ nháo. Giờ này khắc này, thông thiên lĩnh bên trong, Vũ lão sắc mặt từ hồng nhuận đến tái nhợt, giờ phút này đã là mặt không có chút máu, cả người hắn, thân thể toàn thân cao thấp, sát khí tung hoành. Có thể là trước người hổ ma, càng là sát khí bừng bừng. Hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là một cái thất phách thần hoàng, thế mà để hắn chật vật như thế. Tiểu thư, Vũ lão giờ phút này nhìn không được quát, người đi trước đi, ta đoạn hậu. Vũ lão, lão hủ vô năng, cái này nhiệt xúc, quá cường đại, tiểu thư lưu ở nơi đây, sợ là có sinh mệnh nguy hiểm. Cái gì, nghe đến lời này, Chiêm Hân Di triệt để xôn xao. Liền Vũ lão thế mà đều nói, có sinh mệnh nguy hiểm. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này hổ ma, lợi hại như vậy sao? Tiểu thư, đi nhanh đi. Vũ lão giờ phút này vừa sải bước ra, lập tức giết ra. Mà giờ khắc này, sâu trong lòng đất, Mục Vân đứng tại tế đàn bốn phía, sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Có thể nói, hắn cùng Vũ lão là liên hợp lại, cùng một chỗ đối phó Mạn Đà La. Có thể là gia hỏa này, rất có thể kháng. Không hổ là Hắc Kỳ Lân, quả nhiên lợi hại. Hừ, vậy ngươi cũng không hổ là Mục Vân, nếu là ngươi đến thần vương cảnh giới. Ta hiện tại chỉ sợ đã bị ngươi giết. Mạn Đà La giờ phút này cũng là khẽ nói. Hai người chúng ta, liền thiếu đi nói những này ba hoa lời nói, ngươi bây giờ cũng là dầu hết đèn tắt. Mục Vân cười lạnh nói, thế nào, là muốn liều cái ngươi chết ta vong sao? Đương nhiên, Mạn Đà La giờ phút này khẽ nói. Nghe đến lời này, Mục Vân quả nhiên là phổi đều muốn khí nổ. Gia hỏa này, thật sự là bướng bỉnh, tình nguyện chết, cũng không nguyện ý quy hàng. Tốt,
lão tử hôm nay cùng ngươi tiêu hao, thế giới chi lực chú ý, huyết mạch chi lực áp chế, Mục Vân giờ phút này dựa vào xích sắt, áp chế gắt gao được Mạn Đà La. Mà giờ khắc này, Vũ lão càng là toàn lực ngăn cản. Dần dần, lục đại tông môn võ giả giam cầm lực lượng biến mất, đỗ thành đám người, nhìn thấy trước mắt một màn, triệt để xôn xao. Cái này là tình huống như thế nào? Cự ma, thế mà cùng một vị thần chủ, tại lúc này ra tay đánh nhau. Đám người vội vàng né tránh, sợ bị tác động đến. Loại cấp bậc này giao chiến, cho dù là bị tác động đến một tia, sẽ vạn kiếp bất phục. Giờ phút này, trên mặt đất trong lòng đất, đều là dày vỏ bên trong. Phốc, mà ngay tại giờ phút này, sâu trong lòng đất, Mục Vân giờ phút này, một ngụm máu tươi phun ra, ngã nhào trên đất. Hắn đã là đến cực hạn, mà tại lúc này, kia Mạn Đà La cũng là miệng bên trong thổ huyết. Hai người đồng thời, đến cực hạn, chương 1916, dung hợp nhất hồn. Mục Vân nhìn về phía Mạn Đà La, nhãn bên trong đầy là sát cơ. Hắn hiện tại không giống đệ nhất thế như vậy, muốn thu phục gia hỏa này, có thể giết liền giết. Người này, thực sự là quá bướng bỉnh. Hắc Kỳ Lân nhất tộc, chẳng lẽ đều là như thế? Tiểu tử, nấu chết ta, ta cũng không sợ, dù sao ta bất quá là Hắc Kỳ Lân nhất tộc một vị thành viên, không quan hệ ở ngoài. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạn Đà La cười hắc hắc nói, nhưng là ta đoán không sai, ngươi hẳn là nhân tộc mục tộc bên trong tương đối trọng yếu một vị, bằng không, cũng không có khả năng có người cho ngươi thi triển tam sinh chuyển thế chú. Thật sao? Mục Vân giờ phút này cũng là cười hì hì nói, vừa vặn, ta cái này người, cũng là từ trước đến nay không coi trọng tính mạng của mình. Hắn giờ phút này, là thật sự dự định cùng cái này Hắc Kỳ Lân tiêu hao. Mệnh, hắn có, Mục Vân giờ phút này, thân thể bên trong tinh huyết đã là tiêu hao hầu như không còn, váng đầu hồ hồ. Nhưng vào lúc này, từng đạo huyền ảo ký tự, xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Không biết người có nghe nói hay không qua một đạo bí thuật đại tác mệnh thuật. Mục Vân lạnh lùng nói, dùng tự thân thọ mệnh, hướng thiên địa đổi lấy cường đại năng lực, quỷ thần khó lường, ta ngược lại là nhìn xem, ngươi, còn có tài năng gì? Ngươi điên, Mạn Đà La giờ phút này oa oa hét lớn, ngươi cái này làm, hội dùng chính mình thọ mệnh giảm bớt, đối ngươi cảnh giới đề thăng, trở ngại gian nan tăng cường không chỉ gấp 10 lần. Ta biết, ta cũng không phải, lần thứ nhất triển khai phép thuật này. Mục Vân thần thái cao ngạo, khẽ nói, hôm nay... ta nhất định hoàn thành đệ nhất thế không có hoàn thành sự tình. Tốt, ngươi muốn chết, ta cùng ngươi cùng chết. Mạn Đà La giờ này khắc này cũng là thẹn quá hóa giận. Hai thân ảnh, trong chớp mắt, liền muốn va chạm lên. Mục Vân đại tác mệnh thuật tại lúc này, trực tiếp bốc lên một cỗ khí tự, lực lượng, bỗng nhiên xuất hiện. Ông, nhưng mà, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, một thân ảnh, xuất hiện tại Mục Vân thân trước. Kia một thân ảnh, một thân hắc sắc kinh phục. Tóc dài kéo lên, dáng người cân xứng, toàn thân cao thấp, cho người ta một loại lạnh lùng nhưng lại cảm giác thân cận. Tuấn tú ngũ quan, cứng cỏi gương mặt, có một cỗ âm vang chi khí, quả thực lóa mắt. Đạo này thân ảnh xuất hiện, ngón tay một điểm, điểm tại Mục Vân trên trán, lập tức, đại tác mệnh thuật hết thảy, tan thành mây khói. Đối phó hắn, cứ gì tại lãng phí tuổi thọ của mình. Thanh âm nhàn nhạt, cho người ta một loại nhu hòa cảm giác. Trong chớp nhoáng này, Mục Vân cảm giác thân thể nhẹ nhàng, từng đạo thuần khiết khí tức, khuếch tán ra tới. Ngươi là, Mục Vân, Mạn Đà La giờ phút này quá sợ hãi, quát Mục Vân, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhìn xem đạo này thân ảnh, Mạn Đà La cả người thần sắc bối rối, ngữ khí đều là 10 phần chấn kinh. Mạn Đà La, năm đó ta không giết ngươi, không phải là bởi vì ta rất muốn thu phục ngươi. Kia một đạo thân ảnh màu đen đạm mạc nói, mà là ta muốn thấy nhìn. Vạn tộc đến tột cùng có tính toán gì, nghĩ như thế nào muốn hủy diệt nhân tộc ta? Ngươi, cái kia màu đen thân ảnh chuyển thân, nhìn về phía Mục Vân, nói, gia hỏa này quá ồn, để hắn ngậm miệng đi. Bàn tay vung lên, một đạo ấn ký đánh ra, một tiếng ầm vang vang lên, kia Mạn Đà La trên miệng, xuất hiện một đạo ấn ký, ô ô ân ân, một câu cũng nói không nên lời. Ngươi là, ta đệ nhất thế, Mục Vân giờ phút này nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin. Có thể là ngươi không phải đã chết rồi sao? Ừm, nam tử áo đen gật gật đầu, nói ta đúng là chết rồi, có thể là, lại dùng ngươi hình thức tiếp tục sống sót đến, ngươi chính là ta chính là ngươi. Tam sinh chuyển thế chú, tràn ngập huyền diệu kỳ lạ, xem ra phụ thân vì ta, đúng là trả giá nhiều lắm. Nam tử áo đen lần nữa nói, Mục Vân, ha ha, xưng hô như vậy chính mình, thật đúng là khó chịu.
ngươi vốn là cửu mệnh thiên tử, chú định nhất thống thần giới, nhất thống nhân tộc, việc quan hệ mục tộc sự tình, cũng không phải ngươi mục đích cuối cùng nhất, mục đích của ngươi, hẳn là nhất thống nhân giới, bảo hộ nhân tộc. Nhất thống nhân giới, bảo hộ nhân tộc, Mục Vân nhìn xem trước người chính mình, giờ phút này có phần mê mang. Có một số việc, tương lai ngươi sẽ minh bạch, nam tử áo đen lần nữa nói, ngươi ta vốn là cùng là một người, cho nên ngươi không cần khúc mắc. Năm đó ta bị cửu tộc vây công chí tử, phụ thân tìm được ta một luồng thần hồn, mượn nhờ tam sinh chuyển thế chú, sử dụng ta trọng sinh, mà ngươi chính là tam sinh chuyển thế chú ta. Có thể là, năm đó ta hồn phi phách tán, thần hồn cùng huyết nhục tiêu tán tại nhân giới bên trong, che giấu, hiện tại ngươi nhìn thấy, thì là ta một luồng thần hồn. Năm đó ta phong ấn cái này Hắc Kỳ Lân, lưu lại chính mình một luồng thần hồn, về sau bỏ mình thời khắc, một ít thần hồn phiêu đãng đến nơi đây, cho nên mới có hiện tại ta và ngươi đối thoại. Thu phục hắn, không cần lãng phí sinh mệnh, ngươi đem ta đạo này thần hồn dung hợp, trước kia sự tình, ngươi có thể hiểu rõ đến càng nhiều, mà lại cái này là một đạo tổ thần hồn phách, ngươi thu phục về sau, thực lực nhất định có tăng trưởng, hao tổn huyết khí khôi phục, lại cùng hắn đấu, liền rất đơn giản. Nhìn xem nam tử áo đen, Mục Vân giờ phút này nội tâm vẫn y như là cảm giác có chút kinh ngạc. Mình cùng chính mình đối thoại cảm giác, thực sự là quá kỳ lạ. Một ít chuyện, người về sau sẽ minh bạch, ánh mắt không thể giới hạn ở tại thần giới bên trong, muốn nhìn thấy đại thiên thế giới bộ dáng, người liền cần thực lực càng mạnh mẽ hơn, đầu tiên, người muốn đạt tới tổ thần cảnh giới mới có thể. Nam tử áo đen cười nhạt nói, hảo, người chính là ta chính là ngươi, những lời này không cần phải nói, người ta dung hợp về sau, người sẽ minh bạch. Đúng, sinh tử ám ấn cùng đại tác mệnh thuật, kỳ thực đều là cấm thuật, hai loại thuật. So với chúng ta mục tộc cửu đại bí kỹ cao thâm hơn trăm lần không ngừng, người muốn dốc lòng nghiên cứu, nhất là đại tác mệnh thuật, không chỉ là tiêu hao thọ nguyên, đổi lấy thực lực cường đại đơn giản như vậy. Nam tử áo đen lời nói rơi xuống, thân ảnh bước ra một bước, hai người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên, kia một cái bóng mờ, vọt thẳng vào đến Mục Vân trong đầu. Trong một chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn tin tức, trực tiếp tràn vào đến Mục Vân trong đầu. Một vài bức hình ảnh, tràn ngập Mục Vân đại não. Ngay sau đó, trong nguyên thần, một đạo lực lượng cuồng bạo, nháy mắt xuất hiện. Kia một đạo hồn phách, trực tiếp tiến vào chính mình trong nguyên thần, cùng nguyên thần triệt để dung hợp, lực lượng nháy mắt bốc lên. Một sát na này ở giữa, Mục Vân thân thể bên trong, lực lượng một đạo thắng qua một đạo. Kia một đạo hồn phách, tràn ngập cường thịnh hồn lực, tràn ngập nguyên thần, ngạnh sinh sinh để bạt lấy nguyên thần. Răng rắc một tiếng vang lên, Mục Vân có thể cảm giác được, trong cơ thể mình thâm hụt huyết khí. Tại lúc này trực tiếp tràn ngập, lục chuyển nguyên thần tại lúc này, biến thành thất chuyển. Thất nguyên thần quân cảnh giới. Không chỉ như thế, lực lượng kia biến hóa, phá lệ rõ ràng, thân thể của hắn tại lúc này, lực lượng cũng là đạt được cực hạn đề thăng. Vẹn vẹn ngày xưa chính mình một đạo hồn phách chi lực, liền đem thân thể của mình, cải tạo nghiêng trời lệch đất. Mục Vân giờ này khắc này chỉ cảm thấy, cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Một đạo hồn phách, lại có thể sinh ra như thế lớn hiệu quả. Đây quả thật là để người không thể tưởng tượng. Mà tại lúc này, Mục Vân thân thể bên trong, phát sinh thuế biến. Huyết nhục, xương cốt, kinh mạch ngay tiếp theo lông tóc tại lúc này, đều là triệt để thăng hoa. Lực lượng, trước nay chưa từng có cường hoành, mà lại, càng có rất nhiều thương pháp, khí thuật, xông vào đến chính mình trong nguyên thần, thành vì chính mình ký ức. Nguyên thần của hắn tại lúc này, thậm chí càng tăng vọt, thế nhưng lại bị một cỗ lực lượng áp chế gắt gao được. Một lần đề thăng qua đại. Hội dẫn đến đối lực lượng lý giải xuất hiện sai lầm, nhất nguyên đề thăng, đầy đủ. Mục Vân thì thào tự nói, nội tâm sáng tỏ, thần vương ngưng tụ tam hồn, thần hoàng ngưng tụ thất phách, ta nếu là đem chính mình ngày xưa tam hồn thất phách tất cả đều thu nạp, đây mới thực sự là ta, tam sinh tam thế hợp lại làm một ta. Mục Vân giờ này khắc này, song quyền nắm chặt, nhãn bên trong xuất hiện một vòng bình tĩnh tỉnh táo. Cái này vẻn vẹn nhất hồn chi lực. Chính là để cả người hắn như là từ một cái nhà quê, biến thành một cái quý tộc công tử. Nếu là tìm đến ngày xưa toàn bộ tam hồn thất phách, cùng kiếp này dung hợp, kia hắn chẳng phải là cảnh giới có thể cấp tốc tăng trưởng. Bá trong nháy mắt, Mục Vân hai mắt mở ra, nhìn xem thân trước. Mạn Đà La, Mục Vân trực tiếp mở miệng khẽ nói, hôm nay, người thần phục cũng phải thần phục, không thần phục, cũng muốn thần phục. Bàn tay hắn vung lên, một đạo sinh tử ám ấn trực tiếp đánh ra. Hướng phía Mạn Đà La đè ép mà đi. Giờ này khắc này, trên mặt đất, Vũ lão toàn thân cao thấp, máu tươi chảy đầm đìa, thân thể xuất hiện vết thương kinh khủng. Mà đổi thành một bên,
kia Mạn Đà La to lớn thân ảnh, cũng là thở hồng hộc, một đôi mắt đều là mù. Vũ lão, Chiêm Hân Di minh bạch, lần này quả nhiên là chủ quan, xem thường cái này hổ ma, hiện tại, Vũ lão không phải là đối thủ, căn bản là không có cách đào tẩu. Làm sao bây giờ, Chiêm Hân Di đáy lòng có phần hoảng. Phanh, một đạo phanh tiếng vang tại lúc này vang lên, Vũ Đoạn Thiên thân ảnh, tại lúc này trực tiếp lui nhanh, phịch một tiếng, nện ở mặt đất bên trên, động một cái cũng không thể động. Vũ lão, Chiêm Hân Di giờ phút này xông lên phía trước, giờ này khắc này để nàng vứt bỏ Vũ lão, độc thân rời đi, căn bản không qua được chính mình đáy lòng một đạo khảm. Tiểu thư, ta chết không có gì đáng tiếc, ngươi không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, ngươi đi trước. Vũ Đoạn Thiên giờ phút này vẫn y như là trọi cứng. Giống, mà giờ khắc này, kia Mạn Đà La đã là phi thân đánh tới. Một chảo trực tiếp đánh ra, chen chúc lực lượng, nháy mắt bốc lên. Lăn đi, Chiêm Hân Di giờ phút này phi thân ngăn cản, có thể là tam hồn thần vương cảnh giới, tại cái này Mạn Đà La trước mặt, thực sự là nhỏ yếu đáng thương. Oanh, một chảo chụp được, một tiếng ầm vang nổ vang mà ra, Chiêm Hân Di thân ảnh nhanh lùi lại. Một chảo này, tại ngực nàng lưu lại máu tươi chảy đầm đìa vết chảo, thậm chí có thể nhìn thấy nội tạng. Tiểu thư, Vũ Đoạn Thiên giờ phút này ánh mắt kinh khủng, Chiêm Hân Di nếu là xuất hiện bất kỳ vấn đề, hắn chăm chết không đủ để ngăn cản. Hai thân ảnh giờ phút này nghĩ dựa vào, Vũ Đoạn Thiên kiểm tra một chút Chiêm Hân Di, còn có khí hơi thở, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhiệt xúc, tới đi, Vũ Đoạn Thiên giờ phút này bách chết một kích, đứng tại Chiêm Hân Di thân trước. Cho dù là hắn chết, Chiêm Hân Di không thể chết. Kia Mạn Đà La to lớn hư ảnh, giờ phút này vọt thẳng giết ra tới. Giống, kịch liệt giống lên một tiếng tại lúc này, truyền khắp sơn giã, Mạn Đà La cường đại thể phách, song chảo tề xuất, hung hăng nhào về phía Vũ Đoạn Thiên. Vũ Đoạn Thiên giờ phút này hô hấp trầm trọng, một đôi mắt ra trầm hậu, cười khổ một tiếng. Xem ra, hôm nay thật đúng là phải chết ở chỗ này, chỉ là tiểu thư làm sao bây giờ. Có thể là giờ phút này, Vũ Đoạn Thiên đã là không có thời gian suy nghĩ những này. Kia Mạn Đà La, đã là lần nữa đánh tới. Nhận lấy cái chết, nhiệt xúc, Vũ Đoạn Thiên điên cuồng gào thét, toàn thân cao thấp, sát khí tung hoành. Chương 1917, không nhìn thế nào chữa thương. Đoạn hồn tâm pháp, quát khẽ một tiếng, Vũ Đoạn Thiên quanh thân, đột nhiên dũng đáng ra từng đạo khí thế mênh mông. Bàn tay đẩy, thân trước một đạo trưởng ấn, giống như núi cao cường đại, trực tiếp chấn áp mà ra. Đông, mà tại lúc này, kia Mạn Đà La lại càng là điên cuồng, song chảo đánh ra, trực tiếp nghênh tiếp. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thổi phù một tiếng vang lên, một cái móng vuốt tại lúc này, trực tiếp đứt gãy. Có thể là một cái móng khác, lại là vẫn y như là xung phong mà tới. Vũ Đoạn Thiên giờ phút này nản lòng thoái chí. Xong, cuối cùng, trong lòng của hắn chỉ có như vậy một cái ý nghĩ. Ông, nhưng mà, ngay tại giờ phút này, một đạo vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, kia dán chính mình gương mặt móng vuốt, tại lúc này, tan thành mây khói. Lập tức tiêu tán, còn có Mạn Đà La thân ảnh. Âm âm thanh âm, tại lúc này truyền ra, đại địa phía trên, kia bổ thiên thạch sơn, tại lúc này, lung lay sắp đổ, phù văn tại lúc này lóe ra hắc sắc quang mang, vạn trượng bốc lên, trong chớp nhoáng, bổ thiên thạch sơn, biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, để tại chỗ tất cả mọi người là mắt trợn tròn. Mạn Đà La không thấy rồi, bổ thiên thạch cũng không thấy rồi. Đỗ Thành đám người, giờ phút này hai mặt nhìn nhau. Đây là có chuyện gì? Vũ Đoạn Thiên giờ phút này lại là nơi nào quản những thứ này? Nhìn xem trên mặt đất ngất đi Chiêm Hân Di, lập tức nuốt vào một cái đan dược, mặt mo đỏ ửng, trực tiếp đem Chiêm Hân Di ôm lấy, không nói hai lời, trốn xa rời đi nơi đây. Đỗ Thành nhìn xem nguyên bản đứng sừng sững ở trước người mình bổ thiên thạch ngưng tụ sơn nhạc biến mất không thấy gì nữa, triệt để sững sờ. Tại sao có thể như vậy? Mạn Đà La đâu? Bổ thiên thạch đâu? Hắn chuyến này tới, chính là vì bổ thiên thạch, nhưng là bây giờ, cái gì đều không có. Tư Đồ Minh Hạo gầm thét lên, truy cái gì? Tử Trùng Tiêu lập tức cũng là kịp phản ứng, quát kia một già một trẻ, nhất định có vấn đề, khẳng định là bị bọn hắn chém giết Mạn Đà La, đem bổ thiên thạch toàn bộ mang đi. Giờ khắc này ở trận, chỉ có bọn hắn này một đám cùng với kia một già một trẻ. Trước đó bọn hắn căn bản không phải đối thủ, không có xuất thủ. Chỉ có lão giả kia cùng Mạn Đà La chiến đấu. Mà bây giờ, Mạn Đà La bỏ mình, bổ thiên thạch không thấy, trừ kia một già một trẻ, còn có thể là ai? Lập tức, lục đại tông môn võ giả, giờ phút này nhanh như chớp lao vùn vụt mà ra,
theo sát mà đi. Đỗ Thành giờ phút này sắc mặt âm trầm đáng sợ. Công tử, chúng ta, truy, Đỗ Thành khẽ nói, lão đầu kia mặc dù là thần chủ cảnh giới, có thể là một trận chiến này, cơ hồ là hao phí hắn toàn bộ tâm thần, nữ tử kia cũng ngất đi, chúng ta chưa chắc không có cơ hội, Thư Tín Nhất Phong nói cho phụ thân việc này, phái người đến tiếp viện. Vâng, Đỗ Thành nhìn xem biến mất sơn mạch, lòng đang rỉ máu. Kia có thể là bổ thiên thạch A, một khối đều có thể bán đi giá trên trời A, huống chi là nguyên một ngọn núi. Còn tốt, ta trước đó thu thập một chút, Đỗ Thành mò về không gian của mình thần giới bên trong, có thể là cái này tìm tòi, lại là triệt để mắt trợn tròn. A, tiếng gầm gừ phẫn nộ vang lên, Đỗ Thành quát, đuổi theo cho ta bọn hắn, giết chết bất luận tội. Giờ này khắc này, hắn không gian thần giới bên trong bổ thiên thạch, không thấy. Nói như vậy, chuyến này, tổn binh hao tướng, hơn nữa còn không thu hoạch được gì. Đỗ Thành giờ phút này triệt để phát cuồng, đám người giờ này khắc này, chạy vội mà ra, sơn mạch bốn phía, dần dần trống trải xuống tới. Xoạch một tiếng, đột nhiên vang lên, kia biến mất sơn nhạc căn cơ, một tay nắm, đột nhiên xuất hiện. Cuối cùng là ra, Mục Vân giờ phút này đứng dậy, thở ra một hơi. Nhìn xem bốn phía, Mục Vân cười nhạt nói, xem ra, đều rút lui nữa nha, không biết Doãn Nhi bọn hắn thế nào, phải nhanh đi tìm bọn hắn. Giống, mà giờ khắc này, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong. Mạn Đà La thân ảnh tại toàn bộ Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong lao vùn vụt, khuấy động phải long trời lở đất. Ngươi dùng sức làm ầm ĩ đi, Mục Vân xảo trá cười nói, liền xem như hủy đi Hoàng Tuyền Đồ cũng không có việc gì, điều kiện tiên quyết là. Ngươi có bản lĩnh hủy đi. Đồ vô sỉ, xảo trá ác đồ, Hắc Kỳ Lân giờ khắc này ở Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, điên cuồng gào thét. Có thể là mặc kệ khuấy động long trời lở đất, từ đầu đến cuối vô pháp đào thoát. Nha, nguyên lai tên của ngươi gọi là Mạc Vũ, hơn nữa còn là Hắc Kỳ Lân nhất tộc thiếu tộc trưởng A. Mục Vân giờ phút này cười hắc hắc nói, không sai không sai, xem ra ngươi cũng không có chính mình nói kia giá rẻ, đem một cái Hắc Kỳ Lân thiếu tộc trưởng làm tọa kỵ của ta. Tương lai Hắc Kỳ Lân nhất tộc, chỉ sợ đối ta cũng muốn tất cung tất kính a. Nhân loại các ngươi, quả nhiên là vô sỉ nhất chủng tộc, không có cái thứ hai. Ta liền vô sỉ, ngươi có thể thế nào? Mục Vân bàn tay vung lên, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, diệt ma viêm hỏa bắn ra, một đạo hỏa diễm, trực tiếp đem Mạc Vũ thân thể dẫn đốt. Lốp bốp thanh âm vang lên, Mạc Vũ trên thân thể hạ, một mảnh hỏa diễm lượn lờ. Đau đau đau, hiện tại biết đau rồi. Mục Vân cười nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bên cạnh ta tọa kỵ, ghi nhớ, dám chống lại mệnh lệnh của ta, hạ chàng có thể là sẽ rất thê thảm. Dừng a, cắt cái gì, Mục Vân ngón tay búng một cái, lốp bốp thanh âm vang lên, Mạc Vũ lần nữa kêu thảm một tiếng. Mục Vân cũng không để ý tới gia hỏa này, tiếp tục nói, nhớ chưa? Ít tại đáy lòng mắng ta đều có thể nghe được, còn có, cái này một gốc thế giới chi thụ, có thể nói là ta căn bản. Ngươi nếu là dám làm ẩu, cẩn thận cái mạng nhỏ của mình. Có thể dựa vào này cây tu luyện, loại trừ trên người ngươi ma khí, một cái Hắc Kỳ Lân, đem chính mình làm chướng khí mù mịt, còn thể thống gì? Ngươi cái gì ngươi? Mục Vân lần nữa nói, hảo, lười nhác cùng ngươi nói nhảm. Thân ảnh lóe lên, Mục Vân trực tiếp lao vùn vụt mà ra. Trác Viễn Hàng đám người còn đang chờ hắn, bây giờ không phải là chậm trễ thời gian thời điểm. Tiến lên ước chừng mấy ngàn mét. Mục Vân thân ảnh, lọt vào nơi đây một tòa sơn mạch bên trong. U ám thiên địa, cho người ta một loại mười phần khó chịu cảm giác, Mục Vân tâm tình cũng là rất khó chịu. Đến bên trong dãy núi, Mục Vân dựa theo cùng Trác Viễn Hàng ước định cẩn thận địa điểm, đến một tòa hang đá trước. Thân ảnh lóe lên, tiến nhập trong thạch động. Giờ phút này, hang đá ước chừng 10 cái mét vuông lớn nhỏ. Trác Viễn Hàng, Nhậm Thiếu Long, Hắc Viễn đám người, đứng tại ngoài động vi. Công tử, nhìn thấy Mục Vân, Trác Viễn Hàng cùng Nhậm Thiếu Long hai người lập tức mừng rỡ không thôi, nhưng là nhãn bên trong lại là một vòng lo lắng hiển hiện. Ông, ngay tại giờ phút này, một đạo vù vù âm thanh đột nhiên vang lên. Mục Vân phía sau, một cây chủy thủ, trực tiếp chống đỡ tại trên lưng. Đừng nhúc nhích, thanh âm khàn khàn vang lên, Mục Vân thân thể cứng đờ. Một cỗ trấn nhiếp khí tức truyền vang ra, thân thể của hắn lập tức nhận cực lớn hạn chế. Hắc hắc, có ý tứ. Bị người bắt đi, đáng đời. Ngậm miệng, Bích Lạc Hoàng Tuyền Đồ bên trong, Mạc Vũ giờ phút này tràn đầy phấn khởi, Mục Vân lại là sắc mặt tái xanh. Lão gia hỏa này, có thể không phải liền là cùng ta giao thủ lão già kia sao? Ngũ hành thần chủ cảnh giới A, Mục Vân, người thảm, người xong đời rồi.
Mạc Phú hơi tay múa chân nói, ta chết rồi, người cũng liền xong đời rồi, vui vẻ như vậy sao? Nghe được Mục Vân lời này, Mạc Phú lập tức sắc mặt trắng nhợt. Vô sỉ ác đồ, mà giờ khắc này, trong sơn động, bầu không khí lại là biểu lộ ra khá là khẩn trương. Tiền bối, tại hạ cũng không phải là lục đại tông môn người, lần này chỉ là nghĩ đục nước béo cò, không có mò được chỗ tốt, cũng không đắc tội tiền bối cớ gì nơi này. Ít nói lời vô ích, Vũ lão giờ phút này một thân quần áo rách mướp, tóc rối bời, khóe miệng càng là có vết máu chảy ra. Thở hồng hộc thanh âm vang lên, Vũ lão lần nữa nói, tiểu tử, ngươi là đan sư. Vâng, đi theo ta, Vũ lão khẽ nói, những người khác đừng nhúc nhích, lão hủ mặc dù bị thương rất sâu, có thể là đối phó mấy người các ngươi thần quân, nhưng vẫn là dễ như trở bàn tay. Mục Vân ra hiệu Trác Viễn Hàng mấy người đứng tại chỗ, đừng lộn xộn. Hai người dọc theo sơn động, tiến vào tầng bên trong. Vân ca, Tiêu Doãn Nhi giờ phút này đứng dậy, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Mục Vân, lục tinh thần đan sư, đúng không? Vũ lão lần nữa nói, cho nhà ta tiểu thư trị thương. Vũ lão đem Mục Vân đẩy lên nội gian, hừ lạnh nói. Giờ phút này, Tiêu Doãn Nhi bên cạnh thân, một đạo uyển chuyển thân ảnh, nằm trên đồng cỏ, ngực áo quần rách nát, tiên huyết chảy ngang, sắc mặt tái nhợt, hô hấp yếu ớt. Mục Vân giờ phút này nhìn thấy nữ tử này, lập tức nghĩ đến, hai người này chính là mới vừa rồi cùng Mạc Vũ tranh đấu một già một trẻ. Vũ Đoạn Thiên, Chiêm Hân Di, Mục Vân giờ phút này ngồi xổm xuống, nhìn xem trên đất thân ảnh, lông mày nhíu lên. Vũ Đoạn Thiên dù sao cũng là ngũ hành thần chủ cảnh giới, cho dù là trọng thương, dù là chỉ có một hơi, muốn giết mấy người bọn họ, cũng là dễ như trở bàn tay. Mục Vân càng nghĩ, cuối cùng, còn là không có nắm chắc có thể chém giết vị này trọng thương hấp hối ngũ hành thần chủ cự đầu. Nhìn xem trên mặt đất Chiêm Hân Di thân thể, ngực thương thích, chính là một đạo vết chảo, mười phần khủng bố. Xoẹt một tiếng, đột nhiên vang lên, Chiêm Hân Di quần áo tại lúc này bị xé nát. Ngươi làm cái gì? Vũ Đoạn Thiên giờ phút này vội vàng che mắt, quát tiểu tử, chớ có vô lễ. Chữa bệnh a, Mục Vân giờ phút này im lặng nói, nàng thương thích tại ngực, cách quần áo, ta thế nào cho hắn nhìn? Tiểu tử, tốt nhất có khác cái gì ý đồ xấu, nếu không? Ta biết, ồn ào. Mục Vân phất phất tay, nói, Doãn Nhi, chuẩn bị cho ta một ít thanh thủy, thanh tẩy vết thương. Vũ Đoạn Thiên giờ phút này xoay người, nhưng lại là đứng tại trong sơn động. Hắn mang theo Chiêm Hân Di đến chỗ này tránh né hậu phương những người kia truy tung, có thể là không nghĩ tới, tại nơi này gặp được ẩn tàng Trác Viễn Hàng đám người. Đem mấy người trấn nhiếp, hắn đem một ít đan dược cho Chiêm Hân Di uống vào, có thể là căn bản không hiệu quả gì. Ép hỏi đến Mục Vân chính là một tên lục tinh thần đan sư về sau, Vũ Đoạn Thiên chính là ở đây chờ. Hắn mặc dù thực lực mạnh mẽ, có thể là thần đan giải cứu không Chiêm Hân Di, cũng chỉ có thần đan sư xuất tay mới được. Cũng may Mục Vân là một tên lục tinh thần đan sư, nếu không, sự tình liền phiền phức. Mục Vân giờ phút này, cẩn thận điều tra Chiêm Hân Di thân thể. Quần áo phá vỡ, máu thịt be bét, Chiêm Hân Di ngực trung ương, bị năm ngón tay vết chảo đâm rách, xâm nhập nội tạng, giờ phút này có thể còn sống sót, đã là kỳ tích. Tiêu Doãn Nhi đem vết thương một tia thanh lý, mùi máu tươi tiêu tán không ít, Chiêm Hân Di uyển chuyển dáng người tại lúc này, biểu lộ ra khá là mấy phần mị hoặc. Không cho phép nhìn, nhìn thấy Mục Vân nhìn chằm chằm Chiêm Hân Di ngực, Tiêu Doãn Nhi khẽ nói. Không nhìn ta làm sao chữ A, Mục Vân giờ phút này càng là im lặng, tiểu nha đầu này, hiện tại ăn dấm lên. Yên tâm đi, không có người khó coi, mà lại mùi máu tươi nặng như vậy, ta nơi nào sẽ có ý khác. Vậy cũng không biết ngươi sẽ có hay không có, Tiêu Doãn Nhi hừ một tiếng, Mục Vân giờ phút này nội tâm im lặng, cái này cứu cá nhân, làm cho chính mình trong ngoài không phải người giống như. Giờ này khắc này, Mục Vân một tia hồn lực tiến vào Chiêm Hân Di thân thể bên trong. Tiện tay lấy ra mấy khỏa đặc hiệu bất đồng đan dược, xay nghiền thành phấn, vẩy vào Chiêm Hân Di ngực. Thời gian từ từ trôi qua, Chiêm Hân Di ngực thương thích, giờ khắc này ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chương 1918, là ngươi đã cứu ta. Từ từ, Chiêm Hân Di ngực ra thịt, nhìn bóng loáng như da. Mục Vân giờ phút này bàn tay, nhẹ nhàng rơi vào phía trên. Ngươi làm gì? Tiêu Doãn Nhi giờ phút này lại giống như là một cái hộ ăn tiểu lão hổ, cẩn thận nhìn chằm chằm Mục Vân, ngoại thương đã khỏi hẳn, ngươi làm gì còn sờ nàng? Mục Vân cười khổ một tiếng, bàn tay chậm rãi nâng lên. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi nhìn, giờ phút này, Mục Vân lòng bàn tay bên trong,
một đạo đen nhánh quang mang dâng lên, nương theo lấy thiên hỏa tiêu tán, đen nhánh quang mang hóa thành bay mạt, theo gió mà qua. Cái này là cái nào hổ ma ma khí nhiễm, không thanh lý ra, nàng ngũ tạng lục phủ sẽ bị ma khí phủ lên, một con đường chết. Nghe đến lời này, Vũ Đoạn Thiên vội vàng nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian a. Từ trước đó Mặc Vũ cùng Vũ Đoạn Thiên giao thủ thời điểm, Mục Vân biết, vị này Vũ Đoạn Thiên, ngũ hành thần chủ cảnh giới, đúng là thực lực cao cường. Có thể là cam tâm nghe lệnh của vị này tam hồn thần vương cảnh giới Chiêm Hân Di mệnh lệnh, chủ yếu là bởi vì, vị này Chiêm Hân Di, chính là chiêm tộc người. Chiêm tộc, thập đại cổ tộc một trong. Giờ phút này, nhìn trước mắt Chiêm Hân Di, Mục Vân lòng mang sát cơ, có thể là hắn cũng biết, giết nữ nhân này, mấy người bọn họ, toàn bộ đều phải chết. Ta minh bạch, Mục Vân không nhanh không chậm, từ từ tại Chiêm Hân Di ngực thăm dò. Kia một chảo, chính là tại Chiêm Hân Di ngực, thương tới ngũ tạng lục phủ, hắn hiện tại cần đem trong ngũ tạng lục phủ ma khí từng cái hấp thu ra, lại dùng diệt ma viêm hỏa luyện hóa chi. Đến lúc này một hướng, nhìn như đơn giản, nhưng nếu là không có thiên hỏa, hết thảy bóng. Trọn vẹn qua một canh giờ, Mục Vân thở ra một hơi, đứng dậy. Hảo, Mục Vân mở miệng nói, ta đưa nàng thể nội ma khí bước đi ra. Lời nói rơi xuống, Mục Vân đứng tại chỗ, thanh âm huyên náo vang lên, Tiêu Doãn Nhi giờ này khắc này, đem Chiêm Hân Di mặc một kiện tân váy áo. Hảo rồi, đương nhiên, Mục Vân lần nữa nói, một hồi nàng liền sẽ tỉnh đến rồi. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem Vũ Đoạn Thiên, trầm giọng nói, chúng ta bây giờ có thể đi được chưa? Đi, Vũ Đoạn Thiên khẽ nói, tiểu tử, ngươi nhìn tiểu thư nhà ta thân thể, ngươi không thể đi. Nghe đến lời này, Mục Vân nhãn bên trong, hàn mang lóe lên. Ngươi đây là muốn giết người diệt khẩu, việc này cần ta nhà tiểu thư định đoạt, lão hủ cũng không phải không biết chuyện người, chỉ là tiểu thư nhà ta, thân là tôn quý, dung không được một tia truyền ngôn. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm một cỗ nộ khí bốc lên. Ngươi cũng không sinh khí. Vũ Đoạn Thiên khẽ nói, có thể cho nhà ta tiểu thư chữa bệnh, là vinh hạnh của ngươi, chết rồi, cũng là kiêu ngạo. Kiêu ngạo, ta kiêu ngạo em gái ngươi. Mục Vân mắng, lão già, có bản lĩnh, ngươi liền hiện tại giết ta, thử nhìn một chút, cô nàng này có thể hay không sống đến tương lai. Vũ Đoạn Thiên giờ phút này ánh mắt phát lạnh, ngươi đối tiểu thư nhà ta làm cái gì, cũng không có làm cái gì. Mục Vân cười nói, ta là đưa nàng ngoại thương xử lý tốt, mà lại thể nội ngũ tạng lục phủ ma khí tiêu trừ, có thể là, kia hổ ma kịch độc, lại là lan tràn tiến vào trong cơ thể nàng. Này độc, ngươi có thể thử nhìn một chút, có thể hay không giải khai. Ngươi, ta cái gì ta, Mục Vân lần nữa nói, ngươi nếu là vừa rồi thả chúng ta có lẽ liền cho nàng giải khai, thật không nghĩ đến, ngươi còn nghĩ giết chúng ta diệt khẩu. Tiểu tử, ngươi tốt nhất tinh tường, ngươi bây giờ đang làm cái gì? Vũ Đoạn Thiên quát, giải độc, nếu không, ta đem bọn hắn toàn bộ giết. Ngươi giết đi, Mục Vân lạnh nhạt nói, dù sao, ta giải độc, ngươi cũng là hội giết chúng ta. Ngươi, Vũ Lão, mà ngay tại giờ phút này, trong sơn động, Chiêm Hân Di thanh âm, chậm rãi vang lên. Tiểu thư, Vũ Đoạn Thiên giờ phút này vội vàng đi ra phía trước, nâng lên Chiêm Hân Di. Chiêm Hân Di giờ phút này sắc mặt tái nhợt, mặc lên Tiêu Doãn Nhi váy áo, hơi có vẻ một ít rộng rãi. Có thể là uyển chuyển dáng người, vẫn y như là mười phần động lòng người. Là ngươi đã cứu ta. Chiêm Hân Di mở miệng nói, ngươi đi đi. Tiểu thư, nghe đến lời này, Vũ Đoạn Thiên vội vàng nói, tiểu thư, trong cơ thể ngươi còn chứa độc tố, nếu không thanh trừ, chỉ sợ hậu hoạn vô tận, tiểu tử này, không thể đi. Không sao cả, Chiêm Hân Di mở miệng nói, hồi đến gia tộc bên trong, lại thanh trừ độc tố cũng không quan hệ. Có thể là, Vũ Lão. Chiêm Hân Di giờ phút này lại là cất cao giọng, tiểu thư, lão hủ biết, Vũ Đoạn Thiên giờ phút này chắp tay, các ngươi đi thôi, nhìn xem Mục Vân mấy người, Vũ Đoạn Thiên khẽ nói. Mục Vân trực tiếp kéo Tiêu Doãn Nhi, mang theo Trác Viễn Hàng cùng Nhậm Thiếu Long đám người, rời đi sơn động, hướng phía thông thiên lĩnh bên ngoài đi tới. Công tử, ngài không có sao chứ? Trác Viễn Hàng giờ phút này phẫn hận không thôi, nói, đều do thuộc hạ vô năng. Chủ lo thần nhục, chủ nhục thần tử. Mục Vân cứu người một mạng, ngược lại là bị người uy hiếp, Trác Viễn Hàng cùng Nhậm Thiếu Long nội tâm, mười phần tự trách. Trách các ngươi cái gì? Mục Vân phất phất tay nói, không sao, qua không được bao lâu, bọn hắn khẳng định hội trở về tìm ta, đến thời điểm, mới là trò hay lúc bắt đầu. Trở về, kia Vũ Đoạn Thiên chính là ngũ hành thần chủ cảnh giới, Chiêm Hân Di nhất định lai lịch bất phàm, làm sao có thể sẽ còn trở về tìm Mục Vân giải độc. Mấy người mặc dù không hiểu,
có thể là Mục Vân nói, nhất định là thật. Một đoàn người, giờ phút này rời đi thông thiên lĩnh, ra thông thiên lĩnh, đến thông thiên sa mạc. Giờ phút này toàn bộ sa mạc trống không một thân ảnh. Lục đại tông môn cùng Đỗ Thành đám người, phân tán ra đến, truy đuổi Vũ Đoạn Thiên cùng Chiêm Hân Di hai người, giờ này khắc này, tất nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Trở về đi, Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, nói, lần này Tử Trùng Tiêu tất nhiên lại đối phó Hắc gia, chúng ta về trước Phong Vẫn Thành đi. Trả lại, Hắc Viễn giờ phút này chắp tay nói, công tử, ta Hắc gia diệt vong, nhưng là công tử nếu là trở về, cũng cải biến không, dứt khoát chúng ta rời đi nơi đây đi, ngày sau tăng thực lực lên, trở lại báo thù. Ai nói người Hắc gia muốn diệt vong rồi? Mục Vân gõ gõ Hắc Viễn đầu, cười nói, yên tâm đi, Tử Trùng Tiêu dám đến, để hắn có đến mà không có về. Nhất hành đám người, giờ phút này lần nữa xuất phát. Thời gian qua đi 7 ngày, đám người trở lại Phong Vẫn Thành bên trong. Lần này, mấy người trực tiếp quang minh chính đại, từ cửa chính tiến nhập. Tộc trưởng, nhìn thấy Hắc Viễn trở về, lập tức có một lão giả tiến lên đón tới. Thế nào rồi, gần nhất mấy ngày thời gian, Tử Tiêu Tông không ngừng triệu tập cao thủ ra ngoài, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Tìm cái gì, Hắc Viễn nhìn về phía sau lưng Mục Vân, ta trở về tin tức, tận lực đừng rêu rao. Hắc Viễn phân phó nói, mật thiết chú ý Tử Tiêu Tông động tĩnh, phàm là có một tí xúc động tĩnh, lập tức đến báo. Vâng, Hắc Viễn giờ phút này lập tức đem Mục Vân mấy người mời vào viện bên trong. Hắc Viễn, ngươi như thường ngày đồng dạng là được, nếu là Tử Tiêu Tông người tới, cho ta biết là được. Mục Vân dặn dò, gần nhất một ít thời gian, ta hội trong phủ bế quan. Vâng, Hắc Viễn giờ phút này nội tâm bất ổn, thực sự là không chắc. Mặc dù Trác Viễn Hàng cùng Nhậm Thiếu Long hai người đều là cửu nguyên thần quân cảnh giới, có thể vượt giai chém giết nhất hồn thần vương, nhưng là Tử Trùng Tiêu chính là tam hồn thần vương cảnh giới. Nói cho cùng, Hắc gia thực lực, cũng không đủ chống cự Tử Tiêu Tông. Vạn nhất Tử Trùng Tiêu dẫn người đến đây, vậy phải làm thế nào cho phải? Hắc Viễn cẩn thận suy nghĩ phía dưới, lập tức đi làm việc. Việc cấp bách, muốn đem Hắc gia hộ vệ đều triệu tập trở về, làm tốt thể sống chết nhất chiến chuẩn bị. Mà đổi thành một bên, Mục Vân mang theo Tiêu Doãn Nhi, trở về tới gian phòng bên trong. Thở ra một hơi, Mục Vân trực tiếp nằm ở trên giường, nhắm mắt trầm tư. Tiêu Doãn Nhi chi kỷ ngồi ở một bên, ngươi thế nào có nắm chắc biết, cái kia Chiêm Hân Di cùng Vũ Đoạn Thiên, hội trở về tìm ngươi. Tiêu Doãn Nhi khó hiểu nói, ta xem bọn hắn thực lực không tầm thường, lai lịch bất phàm, chưa chắc không có thất tinh thần đan sư, bát tinh thần đan sư vì kia Chiêm Hân Di trị liệu. Chiêm Hân Di độc trong người, không phải thần đan sư cao cường liền có thể trị tốt. Mục Vân nghiêng dựa vào trên giường, cười nói, trong cơ thể nàng nhiễm, chính là Hắc Kỳ Lân chi độc, cần Hắc Kỳ Lân tiên huyết đến dẫn độc, coi như nàng là đến từ chiêm tộc, ta nghĩ chiêm tộc bên trong muốn lấy được Hắc Kỳ Lân tiên huyết, cũng không có khả năng. Hắc Kỳ Lân, nhìn thấy Tiêu Doãn Nhi không hiểu, lập tức, Mục Vân liền đem trước đó phát sinh sự tình, giảng thuật cho Tiêu Doãn Nhi. Chiêm Hân Di đến từ chiêm tộc. Thập đại cổ tộc một trong. Khó trách lão đầu kia, đối Chiêm Hân Di như thế quan tâm, có thể để cho một vị ngũ hành thần chủ như vậy quan tâm, cũng chỉ có thập đại cổ tộc nhân vật trọng yếu. Tiêu Doãn Nhi trong khoảnh khắc minh bạch, đúng vậy a, Mục Vân nhẹ gật đầu, nói thập đại cổ tộc. Trong đầu của hắn, lần này dung hợp đệ nhất thế nhất phách ký ức, biết được không ít chuyện. Thập đại thần tộc, ngày xưa chính là Mục tộc cầm đầu, Mục Thanh Vũ dẫn đầu hạ Mục tộc. Đúng là cường thịnh tới cực điểm. Lại thêm danh hào của mình, toàn bộ thần giới, không người không dám ngỗ nghịch. Có thể cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Cửu tộc liên hợp lại, dẫn đến Mục Vân bí giới bị hủy, tộc nhân tử thương nghiêm trọng, trôi dạt khắp nơi. Mà chiêm tộc, chính là cửu đại cổ tộc liên quân một trong. Thầm nghĩ lên những này, Mục Vân chính là bực bội bất an. Tiêu Doãn Nhi giờ phút này dựa vào đến đây, nhẹ nhàng vuốt ve Mục Vân gương mặt. Nghỉ ngơi một hồi đi, một ít chuyện, càng nghĩ càng là dễ dàng tâm phiền khí loạn. Nắm chặt Tiêu Doãn Nhi ngọc thủ, Mục Vân chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hắn bây giờ tại thông thiên lĩnh bên trong, đụng phải chính mình ngày xưa nhất hồn chi lực, triệt để dung hợp, đề thăng khổng lồ như thế, thức tỉnh ký ức cũng là bất phàm. Kia nếu là đem còn thừa hai hồn cùng thất phách cũng tìm kiếm được, toàn bộ hấp thu, thế tất có thể hồi âm đến ngày xưa đỉnh phong. Năm đó nhất chiến, hắn nhục thân bị hủy. Thần hồn tiêu tán, cái này vạn năm thời gian, có thể có nhất hồn tụ tập, nhất định cũng sẽ có cái khác hai hồn cùng thất phách. Mục Vân nội tâm, đối ngày xưa trí nhớ của mình, càng thêm chấp nhất. Mà lúc này giờ phút này,
toàn bộ lục đại tông môn lãnh địa bên trong, từng cái tông môn đệ tử, đều là bị sai phái ra đi, tìm một già một trẻ hai người. Việc quan hệ lượng lớn bổ thiên thạch, ai cũng không muốn từ bỏ. Có thể là lục đại tông môn bên trong, chỉ có Phù Trầm Tự, giờ này khắc này, hơi có vẻ bình tĩnh. Lục Sinh Minh trở lại Phù Trầm Tự bên trong, lập tức đến Phù Trầm Tự bên trong một tòa trong tháp cao. Gõ mở đại môn, Lục Sinh Minh trực tiếp tiến nhập trong tháp cao. Đại ca, nhìn xem trong chùa bàn làm một thân ảnh, Lục Sinh Minh chắp tay hành lễ. Sinh Minh, lần này thông thiên lĩnh chuyến đi, có thể có thu hoạch. Trong phòng kia, một đạo thân mang hắc y thân ảnh, chậm rãi đứng dậy. Chương 1919, cửu đội trưởng. Lục Sinh Minh cười khổ nói, quả nhiên như là đại ca nói, kia thông thiên lĩnh bên trong hổ ma, thực sự là quá cường đại, căn bản là không có cách chế phục. Nhưng là chuyến này, lại ngoài ý muốn nổi lên, xuất hiện một già một trẻ, già ngũ hành thần chủ cảnh giới, cùng kia hổ ma tranh đấu, có thể là cuối cùng, hổ ma vô duyên vô cớ biến mất. Đỗ Thành cùng cái khác ngũ đại tông môn gia tộc, chính là truy tìm kia một già một trẻ, hoài nghi bổ thiên thạch bị hai người bọn họ tới tay. Ồ, nghe đến lời này, kia hắc y thân ảnh xoay người lại. Bạn đang nghe chuyện trên AL Audio, chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trọn vẹn 1m9 cao lớn thân thể, tại trường sam màu đen hạ, biểu lộ ra khá là hùng vĩ dáng người, một gương mặt giống như đao tước, góc cạnh rõ ràng, cho người ta một loại túc sát chi khí. Hiện tại, ngũ đại tông môn người, nổi điên đồng dạng, tăng thêm lưỡng nghi các Đỗ Thành, dẫn người đuổi theo, xem như náo nhiệt. Lục Sinh Minh lần nữa cười nói, liền liền tử trùng tiêu, nhi tử bị người giết, thủ hạ một vị thành chủ phản bội, đều không có thời gian đuổi theo giết. Ồ, tử trùng tiêu nhi tử bị giết rồi. Nam tử áo đen nhíu nhíu mày. Đại ca, người vẫn nghĩ đem lục đại tông môn nhất thống, hiện tại, chính là thời gian A, dùng ngài nhất phách thần hoàng cảnh giới, ngũ đại tông môn tông chủ, chỉ là chuyện tiếu lâm mà thôi. Thời điểm chưa tới, nam tử áo đen lần nữa nói, ta mai danh ẩn tích tại địa phương này, ngươi phải biết, không thể lộ ra sơ hở, nếu không, họa sát thân đều là tiểu nhân, toàn bộ Phù Trầm Tự đều là muốn triệt để xong. Lục Sinh Minh nhẹ gật đầu. Năm đó, hắn chính là một đứa cô nhi, là trước mắt vị đại ca này, cứu hắn, đồng thời chém giết hắn cửu nhân, tư đồ ra một vị trưởng lão, giúp hắn báo thù. Từ nay về sau, hắn chính là đi theo trước mắt vị đại ca này. Ngươi vừa rồi nói tử trùng tiêu nhi tử bị giết, là ai? Nga, là một cái gọi Mục Vân thanh niên. Nghe được Mục Vân nhi tử, nam tử áo đen lập tức thân thể run rẩy. Đại ca, thế nào rồi? Không có việc gì, ngươi nói tiếp. Cái kia Mục Vân, bên người mang theo mấy người, lục nguyên thần quân cảnh giới, thế mà để Hắc Viễn theo hắn, khăng khăng một mực, mà lại bên người còn có hai người, trung tâm vô cùng, một người tên là Nhậm Thiếu Long. Một người tên là Trác Viễn Hàng. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa. Nghe đến lời này, nam tử áo đen thân thể nhịn không được phát run lên. Một cái tên là Nhậm Thiếu Long, một cái tên là Trác Viễn Hàng A. Lục Sinh Minh bị đại ca của mình biểu lộ giật nảy mình, chậm rãi nói, đại ca, ngươi. Biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào? Nam tử áo đen lạnh lùng nói. Phong Vẫn Thành bên trong. Sinh Minh, Phù Trầm Tự bên trong sự tình, ngươi an bài trước một chút. Có cái gì ngoài ý muốn, tùy thời cho ta biết, ta phải đi ra ngoài một bận. Ra ngoài, nghe đến lời này, Lục Sinh Minh lại là sững sờ. Phù Đồ đại ca, ngươi, Lục Sinh Minh biết, từ khi Phù Trầm Tự thành lập đến bây giờ, thân là tự chủ, Phù Đồ chưa hề bước ra Phù Trầm Tự một bước. Liền liền lần này thông thiên lĩnh chuyến đi, trọng yếu như vậy, cũng chỉ là phái chính mình đi. Hiện tại, thế mà nghe được hai người kia tên, liền quyết định ra ngoài. Cái này thật sự là có phần để người khó có thể lý giải được. Có thể là sau một khắc, Phù Đồ thân ảnh, đã là biến mất tại gian phòng bên trong. Phòng Vẫn Thành bên trong, đêm đã sâu vô cùng, Mục Vân giờ phút này đi ra cửa viện. Nhìn xem đầy trời tinh không, Mục Vân giờ phút này nội tâm bình tĩnh trở lại. Ngồi tại lương đình bên trong, Mục Vân nỗi lòng trôi nổi ngàn vạn. Cho đến ngày nay, hắn không còn là ngày xưa cuồng ngạo tiên giới thập đại tiên vương một trong. Bây giờ thân phận. Chính là Mục tộc thái tử, gánh vác lấy toàn bộ Mục tộc hy vọng. Có thể là theo tầm mắt đề thăng, hắn càng thêm phát hiện, thế giới này phần cuối, hắn càng ngày càng nhìn không thấu. Có thể là, cho dù là không biết đỉnh ở nơi nào, hắn vẫn là muốn một bước đi đến đỉnh phong. Vì phụ thân, vì Mục tộc, vì chưa từng gặp mặt mẫu thân, cùng với quy nhất. Những này sở gánh vác, sử dụng hắn nhất định phải tiếp tục đi tới, không thể lui lại. Thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền.
thế giới này lớn bao nhiêu, đường xá của hắn, liền dài bao nhiêu. Dưới ánh trăng cô ngồi, tựa hồ có tâm sự. Ngay tại giờ phút này, một đạo hơi có vẻ hùng hậu âm vang thanh âm, đột nhiên vang lên. Nhìn trước mắt người tới, Mục Vân nội tâm một kinh. Như thế vô thanh vô tức, tới gần đến bên cạnh hắn, thực lực, tuyệt đối là viễn siêu hắn. Ngươi là ai? Nhìn xem người tới, Mục Vân mở miệng nói. Một cái muốn tìm người tâm sự người. Nam tử áo đen giờ phút này không nói nhiều, ngồi xuống, nhìn xem Mục Vân. Ta kể cho ngươi cái cố sự đi. Tốt, Mục Vân giờ phút này cười nhạt một tiếng. Trước đây thật lâu, có một thiếu niên, không cha không mẹ, cơ khổ không nơi nương tựa, có thể là có một ngày, một vị cao nhân gặp phải thiếu niên này, liền dẫn hắn rời đi nghèo khổ thế giới, đến một cái không thể tưởng tượng nổi địa phương. Nơi đó, cả ngày đều là huấn luyện, tu hành, giết người, vô số lần mưa máu gió tanh phía dưới, thiếu niên sống tiếp được, sau đó, thiếu niên này, dần dần trưởng thành, thành vì một tên cường giả. Cuối cùng, thiếu niên này, được đưa đến một vị so niên kỷ của hắn còn nhỏ thiếu niên bên người, làm một cái tử sĩ. Có thể là, thành vì tử sĩ về sau, thiếu niên này. Nga, không đúng, hẳn là thanh niên. Nam tử áo đen lắc đầu nói, tên này thanh niên, nhìn xem chính mình chủ nhân một bước trưởng thành, một bước đề thăng, cam tâm thần phục. Hắn đem vị chủ nhân này, xem như thân nhân của mình, mà vị chủ nhân này, tính tình lãnh đạm, đối đãi người khác, lạnh lùng im lặng, có thể là đối đãi chính mình tử sĩ, lại là liên quan đến có thừa. Nhưng là, có một ngày, thanh niên chủ nhân, gặp đại nạn, đạo tiêu bỏ mình, táng thân chết, có thể là, thanh niên cùng cái khác tử sĩ, tại chủ nhân trợ giúp hạ, sống tiếp được. Cái này một sống, chính là vạn năm thời gian, thanh niên thành vì trung niên, một lòng muốn vì chính mình chủ nhân báo thù. Nhưng là có một ngày, hắn nghe được một tin tức, ngày xưa thuộc hạ của mình, đồng dạng là hiệu chung với chủ nhân tử sĩ, lại phản bội chủ nhân, đầu nhập những người khác, nhận những người khác làm chủ. Nam tử áo đen mắt sáng như đuốc, nhìn xem Mục Vân, lạnh lùng nói, người nói, bọn hắn đáng chết sao? Nhìn xem nam tử áo đen trong mắt cừu hận, Mục Vân nhẹ gật đầu. Tốt, nam tử áo đen lời nói rơi xuống, đột nhiên, bàn tay hất lên. Phanh phanh, hai đạo bành tiếng vang tại lúc này vang lên. Ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó Trác Viễn Hàng cùng Nhậm Thiếu Long hai người, không có chút nào bất luận cái gì năng lực phản kháng, trực tiếp bị xách ra. Hai thân ảnh rơi xuống đất, giờ phút này phanh phanh đổ xuống, một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi làm cái gì? Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức quát. Ngươi vừa rồi không phải cũng cho rằng ta nói đúng không? Nam tử áo đen nói, hai người bọn họ, phản bội chủ nhân, đầu nhập ngươi, đáng chết. Ngươi là ai? Trác Viễn Hàng giờ phút này sắc mặt đỏ lên, khẽ nói ta chưa từng nhận biết ngươi. Trác Viễn Hàng, ngươi chưa từng nhận biết ta. Ta nhìn ngươi ngay cả mình thân phận đều quên. Nam tử áo đen lạnh lùng nói, huyền thiên vạn sĩ, đệ cửu đại đội, đệ bát tiểu đội trưởng, Trác Viễn Hàng, thân phận của ngươi, ngươi còn nhớ rõ sao? Nghe đến lời này, tại chỗ ba người đều là sững sờ. Ngươi đến cùng là ai? Nhậm Thiếu Long quát, Nhậm Thiếu Long, đệ cửu tiểu đội trưởng, phản bội điện hạ. Luận tội đáng chết, ta hôm nay, liền dùng huyền thiên vạn sĩ thiết luật, phản hai người các ngươi tử hình. Dừng tay, nghe đến lời này, Mục Vân đột nhiên quát, trong này, nhất định là có hiểu lầm gì đó, người đến cùng là ai. Trước mắt nam tử áo đen, hắn không biết, nhưng nếu là huyền thiên vạn sĩ người, kia Trác Viễn Hàng cùng Nhậm Thiếu Long hai người, cũng không thể không biết ha. Hiện tại, hai người không có nhận ra, có thể là gia hỏa này, lại là đối huyền thiên vạn sĩ hết sức quen thuộc. Ngươi đến cùng là ai? Trác Viễn Hàng cùng Nhậm Thiếu Long hai người, giờ phút này cũng là một mặt không hiểu. Tốt, ta để các ngươi hai người chết được rõ ràng. Nam tử áo đen giờ phút này đứng dậy, xoẹt xoẹt thanh âm vang lên, trên mặt rớt xuống nhất tầng mặt nạ. Kia nguyên bản nhìn cứng cỏi sáng tỏ khuôn mặt, tại lúc này, trở nên tang thương lên, mà tại người mắt trái bên trên, một đạo vết kiếm, đâm nghiêng mà xuống, dùng cái này một trương tang thương khuôn mặt, biểu lộ ra khá là mấy phần dữ tợn. Trác Viễn Hàng, Nhậm Thiếu Long, các ngươi là ta đệ cửu đại đội tiểu đội trưởng, năm đó nhất chiến, điện hạ ra sức bảo vệ huynh đệ chúng ta, sử dụng huyền thiên vạn sĩ rất nhiều người có thể đào thoát, nhưng là bây giờ, hai người các ngươi, lại là phản bội chủ nhân, ta giết các ngươi có thể có lời oán giận. Nhãn mang thương ngân nam tử, giờ phút này nghiêm nghị quát. Mà nằm dạp trên mặt đất Trác Viễn Hàng cùng Nhậm Thiếu Long hai người, giờ phút này lại là triệt để ngốc. Nước mắt tràn ngập hai trung niên nam tử hốc mắt, rầm rầm giọt nước mắt rơi xuống, hai người giờ phút này khóc ròng ròng. Cửu đội trưởng,
Cửu đội trưởng, Trác Viễn Hàng cùng Nhậm Thiếu Long hai người, giờ phút này triệt để ức chế không nổi chính mình, nước mắt tràn mi mà ra. Nam Nhi không dễ rơi lệ, huyền thiên vạn sĩ, mỗi một cái đều là nhiệt huyết tử sĩ, chảy máu chảy mồ hôi, cho dù là chết, sao lại rơi lệ. Nhưng là bây giờ, hai người lại là khóc giống cái nước mắt người đồng dạng. Nam tử áo đen giờ phút này lại là quát khóc. Khóc cái gì, khóc cũng vô dụng, vạn năm thời gian, các ngươi quên mất điện hạ chết sao. Hiện tại, ngược lại là sợ chết, khóc đến giống cái nương môn đồng dạng. Chẳng lẽ các ngươi quên mất, điện hạ năm đó, nếu không phải vì ta để huyền thiên vạn sĩ đào tẩu, làm sao đến mức bị cửu đại thần tộc người chém giết. Chúng ta chưa quên, Trác Viễn Hàng đột nhiên hất lên nước mũi, gầm thét lên, cửu đội trưởng, chúng ta chưa quên. Nhậm Thiếu Long giờ phút này cũng là đứng dậy, gầm thét lên, huyền thiên vạn sĩ, muôn lần chết không chối từ. Hai người giờ phút này, thần sắc chém đinh chặt sắt, nhìn xem thân trước nam tử áo đen. Cửu đội trưởng, ngài hiểu lầm chúng ta. Trác Viễn Hàng sát đem nước mắt, khóc cười nói, điện hạ không chết, ngài phía sau vị này, chính là chúng ta ngày xưa điện hạ. Tin miệng nói bậy, nam tử áo đen lại là gầm thét lên, điện hạ ngày đó bị giết, người ta đều là tại chỗ, ngươi quên sao? Điện hạ tu vi cao thâm, một luồng hồn phách liền có thể trọng sinh, làm sao lại chết? Nhậm Thiếu Long cũng là phản bác, người nếu không tin, để điện hạ gọi ra thánh bi, đem chúng ta mục tộc lão tổ mời ra chính là. Thấy cảnh này, Mục Vân triệt để mộng, cửu đội trưởng, nói như vậy, vị này nam tử áo đen, là ngày xưa huyền thiên vạn sĩ cửu đại đội đội trưởng, là Trác Viễn Hàng cùng Nhậm Thiếu Long hai người người lãnh đạo trực tiếp. Nam tử áo đen giờ phút này chuyển thân, ánh mắt nhìn chằm chằm Mục Vân. Mục Vân giờ phút này rất là bất đắc dĩ, đành phải gọi ra Mục Phong Trần tới. Lão tộc trưởng, nhìn thấy Mục Phong Trần, nam tử áo đen triệt để sửng sốt. A, tiểu đồ, nhìn thấy trước mắt nam tử, Mục Phong Trần cũng là sững sờ, cười ha ha nói, ngươi cái danh con, không chết a, lão phu còn tưởng rằng ngươi chết nữa nha. Lão tộc trưởng, nam tử áo đen phịch một tiếng, quỳ trên mặt đất. Lão tộc trưởng, ngài, không phải đã sớm tọa hóa sao? Thế nào, chết liền không thể xuất hiện a? Mục Phong Trần bĩu môi nói, coi trọng, cái này là cháu của ta Mục Vân, là ngươi tiền nhiệm chủ nhân, bái ta làm gì? Mặc dù năm đó là ta đưa ngươi dẫn vào mục tộc, nhưng là ngươi về sau cùng cũng không phải ta. Lão tộc trưởng, hắn, thật là thiếu tộc trưởng. Nam tử áo đen giờ phút này triệt để sửng sốt. Cảm ơn các bạn đã đến với kênh AL Audio. Các bạn hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.